Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 5. Bên ngoài Hạo Thiên Linh Kính bao phủ một tầng quang hoa màu trắng, chính là linh tính và trận pháp ẩn chứa trong linh khí đang thức tỉnh. Một luồng ánh sáng chói mắt từ trên mặt kiếng phi xuất, đại khí quả thực là hào hùng, mang theo thú ấn cổ lão, hung mãng tấn công về hướng Phong Phi Vân. Nghe nói phong ấn trong Hạo Thiên Linh Kính có một con cổ thú hung mãnh, lúc này chẳng qua chỉ lộ ra một cái móng vuốt mà đã chấp nhiếp người khác. Vèo! Một sức mạnh mang tính hủy diệt đập tới, chấn đắc làm cho Phong Phi Vân không cách nào đứng vững bước liền lui về phía sau ba bước mới đứng vững vàng được. Tu vi Đông Phương Kính Nguyệt mặc dù tổn hại rất lớn nhưng mà có linh khí trong tay nên chiến lực vẫn rất cường hãn, nếu như Phong Phi Vân không có thần binh cấp linh khí thì nhất định sẽ dưới một kích này mà chết không còn hài cốt. Lúc này Phong Phi Vân cũng băn khoăn không dứt, chỉ có sử dụng miểu quỷ ban chỉ thì mới có thể chống đỡ được Hạo Thiên Linh Kính, hai món linh khí đều bị dẫn động, linh tính và trận văn đều được phóng thích ra ngoài. Miểu quỷ ban chỉ trên ngón tay cái bay ra, nhanh chóng xoay tròn, bởi vì trận pháp bên trong được dẫn động nên ban chỉ to lớn hơn gấp 10 lần, từng đạo văn ấn cổ lão in phía trên lưu chuyển, mang theo quang mang đen sẫm. Miểu quỷ ban chỉ trùng phá vòng linh khí Hạo Thiên Linh Kính, bất ngờ va vào nhau. Ùm ùm. Hai món linh khí va vào nhau, uy lực chấn động tột cùng, khuấy động ra từng đạo chiến quang lóa mắt làm cho khí huyết Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt đều sôi trào, thiếu chút nữa đã phun ra tiên huyết. Ngươi, vậy mà ngươi cũng có linh khí. Đông Phương Kính Nguyệt không khỏi kinh ngạc. Đừng xuất thủ, nơi này hung hiểm vô cùng. Phong Phi Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những cổ thi tăng nhân trong miếu thần dưới lòng đất đã có sự thay đổi. Thì mục bọn họ đều quay sang hướng bên này. Hiển nhiên là bị âm thanh vừa rồi làm cho kinh động. Tu vi Đông Phương Kính Nguyệt tuy là cao hơn Phong Phi Vân nhưng lại không có linh thông Phượng Hoàng Thiên Nhãn nên dĩ nhiên là không nhìn thấy những biến đổi trong bóng tối kia, nàng trầm giọng nói. Dù cho ngươi mang theo một món linh khí thì cũng tuyệt đối không thể nào so sánh với Hạo Thiên Linh Kính được, chúng ta tái chiến. Nàng nắm Hạo Thiên Linh Kính trong tay, tạo ra một vầng minh nguyệt. Dáng người xinh xắn mảnh khảnh bay lên, trực tiếp hướng thẳng vào đầu Phong Phi Vân trấn áp xuống. Xong rồi, nếu như cùng với nữ nhân điên này chiến tiếp nữa thì nhất định sẽ đưa những cổ thi tăng nhân trong miếu thần ra đây, đến lúc đó thì thật sự là không có đường thoát. Tuy là trong miếu thần có một thứ gì đó giam cầm những cổ thi tăng nhân kia, nhưng những cổ thi tăng nhân ấy cũng không phải hoàn toàn không có cách nào chạy khỏi miếu thần, ba cổ thi tăng nhân trước kia truy sát Đông Phương Kính Nguyệt chính là minh chứng tốt nhất. Nếu như hai người tiếp tục sử dụng linh khí tấn công thì nhất định thiên tháp địa hãm, nếu như làm cho sự giam cầm của miếu thần bị công phá thì đến lúc đó thực sự là đại họa rồi. Phong Phi Vân bị buộc đành chịu, chỉ có thể đem miểu quỷ ban chỉ thu về, chỉ có thể tay không tấn công với Đông Phương Kính Nguyệt. Bắt! Người Phong Phi Vân cứ như cá lội, xuyên qua giữa khe hở linh khí, ép đến trước người Đông Phương Kính Nguyệt, hai tay bất ngờ tóm lấy eo nàng. Tuy là trên mặt Đông Phương Kính Nguyệt vẫn ung dung thoải mái nhưng mà trong lòng cũng đã kêu to không ổn rồi, biết thủ đoạn Phong Phi Vân quả thực rất vô sỉ, cho rằng người này lại muốn làm chuyện hạ lưu gì đó. Nàng liền vận toàn bộ linh khí trên người, thật giống như sông lớn cuồn cuộn vậy, trực tiếp lấy linh khí đánh hắn. Sức lực linh khí mạnh vô cùng, uy lực như một tòa khí sơn bay ngang trời, trực tiếp đánh Phong Phi Vân bay ra ngoài. Lục phủ ngũ tạng Phong Phi Vân dao động mãnh liệt. Quả thực là cực kỳ khó chịu nhưng mà hắn vẫn cố căn răng thật chặt, cũng không có buông tay ra, tiếp tục lao vào ôm eo nàng, làm cho nàng cũng bị bay ra ngoài. Mau buông tay! Không buông! Hai người ở giữa không trung lại giao thủ mấy chiêu rồi mới rơi xuống trên mặt đất. Thình thịch! Hai người vậy mà đụng phải tòa miếu thần đổ nát, rơi vào trong một cái hố đã sớm khô cạn, làm cho ngói vụn bể nát trên đất bị đạp chúng bể thành phấn vụn. Băng hàn trong miếu thần lạnh lẽo. Trên mặt đất in đầy dấu vết màu đen, giống như máu bị gió làm khô. Nguy rồi, lần này phiền phức lớn rồi. Phong Phi Vân từ dưới đất bò dậy, nhìn thần miêu tang thương trước mắt, chỉ thấy xa xa có từng toàn điện Phật, trong điện là tượng Phật dính đầy bụi, có nhiều ngọn Phật đăng cổ lão, rồi từng đám tăng nhân có dáng vẻ vô cùng dữ tợn, đáng sợ. May là hai người bọn họ ngã vào trong một góc vắng vẻ nhất trong thần miếu, gần đây không có cổ thi tăng nhân nào. Bằng không thì sợ rằng lúc nào bọn họ đã bị gặm nhấm không còn cọng xương. Đây là chỗ nào? Miếu thần trong lòng đất, hầm mỏ chẳng lành. Đông Phương Kính Nguyệt cũng chậm rãi bò từ dưới đất lên,
tuy là vừa rồi ngã không nhẹ nhưng mà khí chất trên người lại không hề bị tổn hại, vẫn kỳ ảo thanh tao, tựa như một đóa hoa tường vi rơi trên đầu tường. Hiển nhiên nàng cũng cảm nhận được nguy hiểm và u ám xung quanh, cũng không động thủ với Phong Phi Vân, sợ quấy rầy đến thi hồn. Lúc ánh mắt của nàng nhìn thấy trên người những tăng nhân ở đằng xa kia đã thối rữa gần hết mà vẫn còn đi đứng bình thường, hai mắt không khỏi mở to, cho dù cô có phong kinh vân đạm như thế nào đi nữa thì lúc này cũng không cách nào chế trụ được khiếp sợ trong lòng. Thần miếu chìm dưới lòng đất, tăng nhân vĩnh viễn không rời. Nơi này không phải là thương sinh động phủ, như thế nào mà lại giống với hầm mỏ chẳng lành quá vậy? Đông Phương Kính Nguyệt lầm bầm nói. Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Căn bản chính là cùng một chỗ, ở đây cũng không phải là chỗ có thể ở lâu, trong nửa canh giờ không ra khỏi nơi này thì thế nào cũng sẽ bị những tăng nhân kia ngửi được khí tức của chúng ta, rời khỏi nơi này mới là việc chính. Hai người đều biết bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính, nếu không phải có cùng chung mối thù thì hai người đều có thể chết ở chỗ này. Mặc dù lúc này Đông Phương Kính Nguyệt rất muốn đập chết Phong Phi Vân nhưng mà nếu như Phong Phi Vân chết thì có lẽ cô cũng không sống được. Như vậy thì cũng chỉ có thể kiềm chế mà thôi. Tường viện thần miếu đã bị hai người đục thành một lỗ hổng, hai người dự định từ lỗ hổng chui ra ngoài. Một chân Đông Phương Kính Nguyệt vừa mới bước ra bên ngoài thì trên đất liền sinh ra một dòng huyết tuyền cuộn trào mãnh liệt theo hình xoắn ốc hướng về phía bên này, đem một chân của nàng kéo xuống lòng đất. Thật giống như trong lòng đất có một con quỷ thủ bạch cốt vậy. Nàng vội vàng thu chân về. Dòng huyết tuyền dưới đất lại biến mất trong nháy mắt, ngay cả lực lôi kéo cũng không còn. Trong miếu thần vậy mà bố trí huyết hải trận pháp và mê tung đại trận thượng cổ. Phong Phi Vân nói, lúc này Đông Phương Kính Nguyệt cũng không dám tùy tiện nhảy thêm bước nào nữa, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói. Làm sao ngươi biết? Vừa rồi nếu như không phải cô thu chân về thì đã bị trận văn lôi vào trong huyết hải luyện hóa thành huyết thủy. Hơn nữa nếu như cô thực sự nhảy thêm một bước thì cũng sẽ không có khả năng nhảy ra khỏi miếu thần, rất có thể sẽ tới một chỗ tuyệt địa khác. Phong Phi Vân nhíu mày, lại nói. Rốt cuộc thì ta cũng biết tại sao những cổ thi tăng nhân lại không đi ra khỏi tòa thần miếu được, hóa ra là do mê tung đại trận, không, không thể nào, những tăng nhân này đều là những siêu cấp cường giả, chỉ với mê tung đại trận này thì tuyệt đối không thể vây được bọn họ mãi, trong miếu thần này nhất định còn có một trận pháp thượng cổ khác. Miếu thần tan hoang vô cùng, mà trong cái ngõ ngách này lại càng quạnh quẽ khác thường, chỉ có một tòa giếng cổ hoàng thạch, ba khối cổ mộc không biết đã chết khô bao nhiêu năm rồi, còn có một cái cối say xưa cũ đường kính chừng một trượng. Mấy ngàn năm trước ở nơi này dám chắc chính là hậu viện của tòa miếu thần này, khi đó tòa miếu thần cũng không có chìm vào lòng đất, bầu trời xanh biếc, ánh nắng tươi xanh, có bạch y hòa thượng cười nói vui vẻ xách nước dưới giếng lên đun, có con lừa kéo cối say mài ra mẻ sữa đậu nành tươi mới. Hết thảy đều tốt lành như vậy, nhưng một ngày kia gặp phải sự thay đổi lớn, tất cả tăng nhân đều chết, ngay cả tòa miếu thờ cũng chìm vào trong lòng đất. Vốn là thánh địa Phật môn cũng hóa thành một nơi tuyệt địa u ám kinh khủng. Trận pháp trong tòa miếu thờ này không thể nói là ít được, hơn nữa mỗi một tòa trận pháp đều không phải là một người bình thường mà có thể bố trí ra được, dưới tình huống như thế này thì rõ ràng là tăng nhân trong miếu trong một đêm đã chết sạch. Không có ta phân phó thì cô không được tùy ý bước ra dù chỉ một bước. Phong Phi Vân hết sức nghiêm túc. Dĩ nhiên Đông Phương Kính Nguyệt đáp lại hắn là ánh mắt khinh thường, nhưng mà nàng cũng không dám lộn xộn, dù sao thì mối nguy hiểm đáng sợ mới vừa rồi cũng là lần đầu nàng trải nghiệm qua. Rốt cuộc thì xong chưa? Nàng hỏi. Phong Phi Vân ngồi xổm xuống đất, ngón tay vẽ trên mặt đất ra hình một đóa hoa sen. Nhưng mà hình dáng lại không giống như hoa sen mà ngược lại là giống dấu chân của một người. Một đạo linh mang tỏa ra, đóa đài sen kia liền tỏa ra ánh sáng màu xanh, thật giống như một vị thần tiên đang ngồi tỏa. Được rồi. Phong Phi Vân cười nói. Ngươi làm cái gì vậy? Đông Phương Kính Nguyệt luôn cảm thấy Phong Phi Vân làm ra những thứ cổ quái hiếm thấy, căn bản không giống như loại người thủ đoạn mà càng giống bản lĩnh của yêu tộc Hồng Hoang. Độ trận đài sen. Chỉ cần người khác có tu vi đủ cao thì trận pháp này cũng có thể điều khiển sen vượt sông trong thiên hạ. Phong Phi Vân cười đắc ý. Đông Phương Kính Nguyệt thiếu chút nữa là bật cười, người này khoác lác cũng quá lợi hại, trong thiên hạ này trận pháp nhiều biết bao, có loại thủ pháp phức tạp có loại đơn giản, cũng có phân ra các loại như sát thủ công phòng, hơn nữa cũng phân đến 9 đẳng cấp. Trận pháp trong miếu thần này ít nhất cũng đạt đến tam phẩm,
coi như là dẫn động linh khí cũng chưa chắc có thể phá vỡ được, chỉ bằng một đóa đài sen này, hơn nữa còn dùng bàn chân đạp trên tòa sen thì có thể vượt qua được huyết hải trận và mê tung đại trận thượng cổ hay sao? Kiến thức Đông Phương Kính Nguyệt rộng lớn bực nào, đã từng tu luyện ở thần linh cung một thời gian, tuyệt đối không có nghe qua cái gì là độ trận đài sen cả nên hiển nhiên cũng không tin vào đồ vô sỉ miệng mồm như Phong Phi Vân kia. Miếu thần dưới lòng đất đã tối đen mà lại còn u ám, tràn đầy khí ẩm và âm u, tuy là ở phía xa có một Phật trúc trên tòa Phật tháp nhưng mà tia sáng kia vẫn không thể nào làm cho bóng tối nơi này tan ra được. Không có ai biết tại sao miếu thần này lại chìm vào trong lòng đất mấy ngàn năm qua, tại sao vẫn còn một Phật trúc vẫn còn sáng, cái này cũng giống như linh mang do đài sen bắn ra bốn phía vậy. Hình dáng đài sen cùng với dấu chân giống nhau như đúc. Hai người đứng trên đài sen, chính là Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt. Hai người này vốn là kẻ thù thủy hỏa bất dung, lúc này lại dựa vào nhau như bóng với hình, mặc dù Phong Phi Vân chỉ mới trưởng thành nhưng mà hình thể cũng không nhỏ yếu, lồng ngực rộng lớn đầy đặn, thân cao 7 thước, có vẻ còn cao hơn Đông Phương Kính Nguyệt khoảng nửa cái đầu. Độ trận đài sen thực sự quá nhỏ, một người dẫm lên trên cũng không đủ huống chi lúc này là hai người cùng chen lấn đi lên. Đông Phương Kính Nguyệt thì đứng ở trước người Phong Phi Vân nhưng mà tư thế người lại dựa sát vào lòng ngực hắn. Đông Phương Kính Nguyệt mang chiếc khăn che mặt màu trắng, dáng dấp vân đạm phong kinh tựa như đã sớm quên mối hận trước đây, nhưng mà Phong Phi Vân lại biết, nếu như không phải bởi vì hắn tinh thông trận pháp và thôi diễn chi đạo thì đã sớm thành vong hồn trong tay nàng rồi. Phong Phi Vân, chẳng lẽ con cháu Phong gia các ngươi nghiên cứu trận văn thuật pháp đều đạt đến trình độ như ngươi vậy sao? Đông Phương Kính Nguyệt cuối cùng vẫn không nén được tò mò trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Trước đây Phong Phi Vân khắc lục luyện thi tế đàn, trấn áp ba vị cổ thi tăng nhân kia, bây giờ lại là khắc lục độ trận đài sen, có thể chạy ung dung trên huyết hải trận và mê tung đại trận. Chỉ hai loại bản lĩnh này cũng đã mới nghe lần đầu, dù cho là trận pháp của những đại sư đương đại cũng chưa chắc thông thạo như vậy, nhưng ở trong tay Phong Phi Vân thì lại giống như là hạ bút thành văn. Nếu như con cháu Phong gia thực sự đều tuyệt vời như vậy thì quả thực rất dọa người. Đông Phương Kính Nguyệt thân là con cháu gia tộc Ngân Câu, hiển nhiên có trách nhiệm tiêu diệt hết thảy những thế lực uy hiếp đến gia tộc, nếu như Phong Phi Vân thực sự cường đại như vậy thì nhất định phải giết chết không tha, diệt cỏ tận gốc. Với một gia tộc cường đại như Ngân Câu thì muốn tiêu diệt 100 Phong gia, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Phong Phi Vân thông minh vô cùng. Mắt lườm một cái thì đã biết Đông Phương Kính Nguyệt tính toán gì trong lòng, vì vậy cười nói. Đâu có, những loại kỹ xảo như thế này trừ phi là người có thiên tư tuyệt đỉnh, bằng không thì trưởng bối Phong gia chúng ta sẽ tuyệt đối không cho phép con cháu đi học tập đâu. Dù sao thì tu luyện bàng môn tà đạo cũng làm trễ nãi tu hành mà. Lại nói, rất rõ ràng là do ta có thiên tư tuyệt đỉnh, ha ha ha. Cho nên tu vi ngươi mới thấp như vậy. Xem ra trưởng bối Phong gia các người lo lắng không phải không có lý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mặc dù Đông Phương Kính Nguyệt giễu cợt Phong Phi Vân nhưng mà cảnh giác trong lòng cũng đã hạ xuống không ít. Dĩ nhiên lời nói của Phong Phi Vân 10 câu thì 9 câu cũng không thể tin, Đông Phương Kính Nguyệt tự nhiên cũng sẽ đề phòng một ít, một khi đi ra khỏi Thương Sinh Động Phủ thì nàng nhất định đem việc này điều tra rõ ràng thì mới có thể trấn an lòng mình. Phong Phi Vân chẳng mảy may để ý đến sự giễu cợt của nàng, dù sao thì thời gian hắn tu luyện cũng rất ngắn ngủi, hoàn toàn không có cách nào ganh đua với nàng được, nếu như hắn cũng tu luyện 10 năm hay 8 năm thì tuyệt đối có thể chạy mất biến ngay trước mặt nàng. Xuyệt, ngươi nghe được tiếng động gì không? Phong Phi Vân lóng tai lắng nghe, cảm giác được bên cạnh có thứ gì đỏ nhỏ xuống, trong lòng hắn mừng rỡ, đạp thẳng vào đài sen rồi bay ra ngoài, đưa tay ra tóm lấy một giọt sương lóng lánh vào tay. Giọt xương này chính là nước từ trên cổ thụ đã chết khô mấy ngàn năm rơi xuống, từ khe hở của vỏ cây màu nâu nhạt lăn ra, tràn đầy linh tính và sinh mệnh lực, vốn đã rơi xuống trong miệng giếng cổ nhưng lại bị Phong Phi Vân sớm phát hiện, tiếp lấy giữa không trung. Linh tính thật mạnh mẽ, chẳng lẽ là một giọt linh tuyền? Đông Phương Kính Nguyệt cũng đã vô cùng kích động trong lòng, trực tiếp nắm lấy cổ tay Phong Phi Vân, buộc hắn phải mở bàn tay ra, sau đó đoạt lấy giọt xương kia. Quả nhiên là một giọt linh tuyền. Đông Phương Kính Nguyệt xem như không có ai bên cạnh mà nắm lấy linh tuyền trong tay rồi nhìn chăm chú, ở giữa linh tuyền vậy mà lại có bóng dáng một cô bé nhỏ như hạt gạo, hình như cô đang ngủ say, có vẻ hết sức bình thản. Cái này hiển nhiên không phải là một tiểu cô nương,
chẳng qua chỉ là linh tính trong linh tuyền ngưng tụ lại. Phong Phi Vân tới Thương Sinh Động Phủ chính là vì tìm linh tuyền, tăng cấp tu vi, thật vất vả lắm mới nắm được một giọt linh tuyền trong tay nhưng không ngờ lúc này lại đổi chủ. Không ngờ đường đường là một đại nhân vật của gia tộc Ngân Câu mà lại làm loại chuyện của bọn cướp. Phong Phi Vân lắc lắc cổ tay. Bà nương chết bầm Đông Phương Kính Nguyệt này hạ thủ quả thật ác độc hơn người, trên cổ tay hắn đã bị nàng ta tạo ra một đạo huyết khổng. Lão tổ gia tộc Ngân Câu chúng ta thật đúng là làm cường đạo mà phát tài. Hiển nhiên Đông Phương Kính Nguyệt cũng muốn lấy được linh tuyền để đột phá cảnh giới nên tuyệt đối không thể nào trả lại linh tuyền cho Phong Phi Vân, đôi mắt nàng khẽ nhướng lên, hướng về phía bầu trời, chăm chú nhìn vào cây cổ thụ chết khô kia, linh tuyền lại từ trên cổ thụ này nhỏ giọt xuống, trong này tất có kỳ lạ. Cây cổ thụ này cao đến 138 trượng, đường kính khoảng 4 đến 5 trượng, bề ngoại khô héo tựa chẳng khác nào hoàng thổ trên mặt đất, thân cây có rất nhiều phong hóa, tả tơi đến mức có chừng trăm ngàn lỗ hổng trên thân. Sức sống của cái cây này cũng đã cắt đứt từ mấy nghìn năm trước, như vậy thì làm thế nào lại có thể dựng dục ra linh tuyền được chứ? Phải biết rằng linh tuyền chính là kỳ dược trong thiên hạ, nếu như người phàm có thể dùng được một giọt thì có thể sống đến 200 tuổi, nếu như người tu luyện dùng một giọt. Chẳng những có thể thối cốt luyện thể, tăng cấp tư chất tu luyện mà còn có thể đột phát cảnh giới một cách vượt bậc. Có thể có được một giọt, cũng đã coi như là đại tiên duyên rồi. Phong Phi Vân cũng đang tìm manh mối, dù sao thì nếu như có thể tìm được nơi hội tụ linh tuyền thì thật sự là giàu to rồi. Ánh mắt của Phong Phi Vân cuối cùng tập trung ở một cái miệng giếng cổ có một lớp hoàng nê dưới cổ mộc, vừa rồi nếu như không phải Phong Phi Vân xuất thủ thì giọt linh tuyền này đã rơi vào trong cái giếng cổ kia rồi. Như vậy thì miệng giếng cổ kia thực sự không hề đơn giản. Phong Phi Vân vốn cũng không cảm thấy có gì không ổn, nhưng mà sau khi nhìn về phía cái giếng kia mấy lần thì càng cảm thấy trong lòng buồn bực khó chịu, giống như lục phủ ngũ tạng đều muốn vỡ ra vậy. Phốc! Cả người Phong Phi Vân chấn động, ngực đau nhức, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lại có thể sao, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn được, trong cái giếng cổ hoàng nê này rốt cuộc là cất giấu bí ẩn gì chứ? Phong Phi Vân lau vết máu ở khóe miệng, không những không thối lui mà ngược lại càng phấn khích tiến tới. Đông Phương Kính Nguyệt cười lạnh một tiếng. Đồ không biết sống chết, chẳng lẽ không biết trên cõi đời này có rất nhiều thứ cấm kỵ sao, đừng nói là nhìn, coi như là nghĩ cũng không thể nghĩ. Nơi càng cấm kỵ thì càng đáng để mạo hiểm, nói không chừng trong cái giếng cổ hoàng nê kia chính là một nơi tràn đầy linh tuyền, nếu như lấy được một hầm linh tuyền thì sẽ bồi dưỡng được bao nhiêu tu luyện cường giả chứ. Đừng nói là gia tộc Ngân Câu, coi như là cả vương triều thần tấn cũng có thể lật đổ được. Phong Phi Vân hào hứng nói. Đông Phương Kính Nguyệt vội vàng nắm lấy cổ Phong Phi Vân, thấp giọng nói. Ngươi không muốn sống nữa sao, tu vi tấn đế tinh thông huyền diệu, mở mắt một cái là có thể nhìn thấy được chuyện trong vòng triệu dặm, lắng tai một cái là có thể nghe được tiếng chim tước hót ở ngoài vạn dặm. Nếu như lời nói của ngươi bị hắn nghe thấy thì đừng nói là ngươi. Coi như là cửu tộc Phong gia của ngươi cũng sẽ bị giết sạch. Khụ khụ. Cổ Phong Phi Vân bị nàng bóp phải thật sự rất đau, nhưng vẫn cười nói. Yên tâm đi, Đông Phương nhát gan, tu vi tấn đế tuy là cường đại nhưng lại hoàn toàn không thể phát hiện được thần niệm trong miếu thần dưới lòng đất này thì khẩn trương cái rắm. Lúc này Đông Phương Kính Nguyệt mới buông Phong Phi Vân ra, lạnh lùng nói. Miệng của ngươi thật sự rất đê tiện, tốt nhất nên nhớ kỹ lời ta vừa nói. Nếu không thì sớm muộn cũng sẽ chết oan chết uổng. Trong miệng cái giếng cổ hoàng nê kia có tiếng khóc thút thít mạo xuất, ta xem không giống như một giếng linh tuyền mà càng giống như một giếng thi thủy, người vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Dĩ nhiên là Đông Phương Kính Nguyệt sợ Phong Phi Vân chết trong giếng thì nàng không có cách nào điều khiển được khắc lục độ trận đài sen cho nên mới lên tiếng nhắc nhở. Điểm này Phong Phi Vân cũng đã sớm chú ý tới cho nên đây cũng là nguyên nhân mà hắn kể cả chưa xuất thủ. Nhưng nếu chỉ đơn giản là một luồng khớp lê chi khí mà bỏ một giếng linh tuyền thì thật sự làm cho Phong Phi Vân rất khó xử. Mà đang lúc này, trong bóng tối truyền tới một loạt tiếng bước chân nặng nề. Tam thúc, đây rốt cuộc là cái nơi quỷ quái gì vậy, đã làm cho 15 vị hộ pháp Phong gia của chúng ta chết đến 12 người, lẽ nào chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này sao? Giọng của một người trung niên vang lên. Câm miệng. Chỉ cần không gặp phải những cổ thi tăng nhân kia thì chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi tòa miếu thần này. Một giọng nói già nua lại vang lên, lời nói của hắn hình như cũng không tự tin lắm. Nhưng mà thất thúc bị cắn chết, lục thúc phân thây, còn có Phong Thiếu Lâm bị đẩy vào trong Phật Điện,
sau đó ném ra một đống bạch cốt, còn có. Người trung niên kia nói. 15 vị hộ pháp phong gia vì truy sát Đỗ Thủ Cao mà tiến vào Thương Sinh Động Phủ, cũng đã sai lầm mà xông vào tòa miếu thần này, nhưng vận khí bọn họ lại không tốt như Phong Phi Vân, bọn họ đã xông thẳng vào cửa chính của miếu thần, tại đây thì đã có 8 người bị những cổ thi tăng nhân kia phân thây. Còn lại 7 người thì chạy trốn trong miếu thần, lại gặp phải đủ loại sinh vật quỷ dị, cuối cùng cũng chỉ còn có 3 người, hơn nữa đều đã bị thương không nhẹ, đang hướng về phía 2 người Phong Phi Vân chạy trốn tới. Tam thúc, phía trước có người. Người đàn ông trung niên mừng rỡ kêu lên. 3 người nhanh chóng bước nhanh hơn, thở hổn hển chạy về phía bọn người Phong Phi Vân, thật giống như bắt được một con đường sống sau cùng. Ánh mắt Phong Phi Vân chăm chú nhìn vào người một lão giả đi trước tiên, trong lòng có hơi kinh ngạc, trọng giáp trên người lão giả này đã sớm cởi xuống, trên người chẳng qua chỉ còn mặc một bộ áo bào của gia tộc Phong gia, trên áo bào trắng có thêu một bụi cổ tùng, mặt trước có thêu 3 chữ màu đen. Phong Giật Chỉ. Phong Giật Chỉ chính là tên của vị lão giả này. Sau khi Phong Phi Vân thấy tên này thì nhất thời ngây ngẩn cả người, ông nội hắn không phải là Phong Giật Chỉ sao? Hiển nhiên Phong Phi Vân cũng không phải không nhận ra ông nội của mình, dù sao thì lúc còn bé hắn cũng đã từng gặp qua mấy lần, nhưng mà trọng giáp trên người Phong Giật Chỉ cũng đã được cởi xuống, nhưng huyền thiết khôi giáp trên đầu lại không có gỡ xuống. Che lại hơn phân nửa gương mặt của hắn, nếu như không phải nhìn kỹ càng thì hiển nhiên không thể nào nhận ra được ông ta. Phong Phi Vân đã bị ảnh hưởng rất nhiều, Phong Giật Chỉ chưa từng nhếch nhác như vậy, cũng không biết là rốt cuộc bọn họ đã gặp phải vật đáng sợ gì. Là cao thủ của gia tộc Ngân Câu, lần này được cứu rồi. Người đàn ông trung niên kia nhận ra được lệnh bài trên hông Đông Phương Kính Nguyệt, trong lời nói tràn đầy sự ngưỡng mộ. Cao thủ gia tộc Ngân Câu. Hiển nhiên Phong Giật Chỉ so với 2 người kia thì hiểu rõ gia tộc Ngân Câu cường đại như thế nào, ở trước mặt gia tộc Ngân Câu nhất định không được hành động khinh suất, điểm này gia chủ Phong gia cũng đã sớm thông báo rồi. Cô gái này có thể mang lệnh bài Bạch Ngọc Ngân Câu thì tuyệt đối chính là hậu duệ của gia tộc Ngân Câu, cũng không thể nào thực hiện lễ nghi chậm trễ một chút nào được, cần phải cúi lại làm đại lễ, nếu không thì chính là bất kính. Long Hồ Tam Thiên Lý, Bạch Ngọc Quải Ngân Câu. Lệnh bài trên eo Đông Phương Kính Nguyệt chính là tinh hoàng bạch ngọc điêu khắc, có hình vẻ móc câu bằng bạc minh chứng cho thân phận cao quý của nàng, chỉ cần nàng mang miếng lệnh bài này đi một vòng trong Tử Tiêu cổ thành, mọi cao thủ tu tiên nhìn thấy thế nào cũng quỳ xuống nghênh đón. Coi như là những tuấn kiệt nghịch thiên của những đại gia tộc khác hay là trưởng lão hộ pháp cũng không hề ngoại lệ. Đây chính là thế lực của gia tộc Ngân Câu, một trong tứ đại gia tộc ở vương triều thần tấn tuyệt không phải loại thường. Ở trong mắt bọn họ thì một đại gia tộc như Phong gia cũng chỉ có thể xem là một địa chủ cường hào mà thôi. Phong Giật Chỉ đã quá 60 nhưng vì tu luyện công pháp nên so với những người tu luyện cùng tuổi thì có vẻ già hơn, tóc hoa râm, mặt đầy vết chân chim. Nhưng mà người của hắn lại có vẻ hết sức cường tráng, cứ như một thanh niên võ tướng. Phong Phi Vân thấy gia gia của mình khập khễnh chạy qua đây thì vốn muốn xông lên đỡ ông ta, nhưng lúc này đi cùng Phong Giật Chỉ còn có 2 người trung niên khác. Bọn họ đều nửa quỳ trên mặt đất. Đông, đông, đông. 3 người quỳ gối một chân, chắp tay cung kính nói. Tam hộ pháp Phong gia bái kiến đại nhân vật gia tộc Ngân Câu, khẩn cầu tiên cô cứu chúng tôi chạy trốn khỏi nơi này. 3 người bọn họ đều là trưởng bối Phong gia, vậy mà lại nửa quỳ gối trước mặt Đông Phương Kính Nguyệt, có vẻ rất là tôn kính. Phong Phi Vân muốn đi lên trước đỡ Phong Giật Chỉ nhưng mà thấy lão nhân gia đã quỳ xuống. Nếu như hắn bước về phía trước một bước thì chẳng phải Phong Giật Chỉ vừa vặn quỳ gối trước mặt hắn hay sao? Loại chuyện đại bất hiếu thế này dĩ nhiên Phong Phi Vân làm không được. Đông Phương Kính Nguyệt vốn đã bị thương rất nặng, căn bản không muốn quan tâm chuyện này, nhưng mà sau khi vừa nghe thấy 3 người này chính là trưởng bối Phong gia thì liền hứng thú, đây chính là trưởng bối Phong gia nha. Rất có ý nghĩa, rất có ý nghĩa, ha ha ha. Đông Phương Kính Nguyệt, cô dám nhận sao? Không sợ bị tổn thọ hả? Còn không mau kêu 3 vị trưởng bối đứng lên đi. Phong Phi Vân trầm giọng nói. Đông Phương Kính Nguyệt cười nói. Một đám tiểu lâu la Phong gia thôi mà, ta có cái gì không dám nhận. Tâm tư nàng rất tinh tế, thấy Phong Phi Vân có vẻ kỳ lạ, vì vậy nói. Phong Phi Vân, ngươi khẩn trương như vậy để làm gì? Chẳng lẽ? Không có chẳng lẽ gì cả. Phong Phi Vân nói. Đông Phương Kính Nguyệt đem lệnh bài Bạch Vân Ngân Câu gỡ xuống, cầm trong tay, giống như một vị trí tôn thiên hạ truyền lệnh, cất cao giọng.
Ba vị hộ pháp Phong gia nghe lệnh, tiểu bối Phong Phi Vân đời thứ năm Phong gia nhìn thấy bổn tọa mà lại không quỳ, cái này phạm phải tội gì? Phong Phi Vân cũng không ngờ bà nương chết bầm Đông Phương Kính Nguyệt này lại dùng cái chiêu đó, nếu như là những trưởng bối khác ở Phong gia thì hắn sẽ tuyệt đối không màn tới, nhưng lần này trong ba người bọn họ lại có một người là gia gia của hắn, chẳng lẽ chỉ có thể bó tay chịu chết, bị nàng chơi chết hay sao? Phong Phi Vân. Phong Giật Chi khẽ ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy người đứng sau lưng Đông Phương Kính Nguyệt chính là đứa cháu ruột của mình, Phong Phi Vân. Thằng nhóc con này làm sằng làm bậy ở thành Linh Châu còn chưa tính, với thế lực Phong gia thì hoàn toàn có thể giải quyết được, nhưng mà hôm nay lại đắc tội đến đại nhân vật của gia tộc Ngân Câu, không chừng xử lý không tốt sẽ bị liên lụy cả gia tộc. Nghiệp chướng, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với đại nhân vật gia tộc Ngân Câu. Phong Giật Chi hét lớn tiếng, trên mặt tràn đầy sự giận dữ. Mặt khác, hai vị hộ pháp kia đều là những cường giả tuyệt đỉnh của đời thứ tư Phong gia, bọn họ cũng chính là chú bác của Phong Phi Vân, lúc này bọn họ cũng đều bị dọa không ít, nếu như đại nhân vật gia tộc Ngân Câu vì Phong Phi Vân mà cả gia tộc giận chó đánh mèo thì hậu quả thực sự là khó lường. Không cẩn thận thì có thể mắc vào họa chu di tam tộc. Hiển nhiên Phong Phi Vân không thể nào quỳ xuống, nói. Gia gia, ông đứng lên đi, gia tộc Ngân Câu không có gì ghê gớm cả. Ta chỉ lạy trời lạy trưởng bối chứ tuyệt không quỳ trước nữ nhân. Vô sỉ. Vẻ mặt Phong Giật Chi liền thu lại và quay qua Đông Phương Kính Nguyệt bái lạy, vội vàng nói. Vị tiên cô này, cháu của ta không biết nói chuyện, xin cô rộng lượng bỏ qua, dù sao cũng đừng giận hắn. Hôm nay cô giao hắn cho ta, ta nhất định xử phạt hắn thật nặng, không để hắn chóc ra thì cũng phải làm cho hắn gãy xương chân ba đoạn. Hôm nay ta nhất định sẽ làm đại lễ với cô. Bắt hắn quỳ trước mặt cô nhận lỗi. Mặc dù Phong Giật Chi ăn nói mạnh bạo nhưng vẫn muốn giữ lại mạng Phong Phi Vân, dù sao thì nếu như thật sự đưa Phong Phi Vân giao cho người của gia tộc Ngân Câu xử lý thì hắn phải chết là điều không thể nghi ngờ gì. Huyết nhục chi tình, nùng vu thủy. Tôn tử, cháu trai. Đông Phương Kính Nguyệt hỏi. Không sai, nó chính là đứa tôn tử nghiệp chướng của lão phu có ba người con trai, nhưng chỉ có một đứa tôn tử. Xin tiên cô hãy rộng lượng để lại cho hắn một mạng. Phong Giật Chi nói. Sau khi Đông Phương Kính Nguyệt nghe nói như vậy thì mừng rỡ, bây giờ nàng đã bị trọng thương, vừa đúng lúc không cách nào áp chế được Phong Phi Vân, nhưng mà lại không ngờ ông trời lại giúp nàng, đem ra ra Phong Phi Vân dâng đến trước mặt nàng. Phong Phi Vân à, Phong Phi Vân, ta xem bây giờ ngươi có ngoan ngoãn nghe lời hay không? Đông Phương Kính Nguyệt chắp hai tay sau lưng, đưa mắt nhìn xung quanh. Dáng vẻ như cao nhân tuyệt thế, thản nhiên nói. Từ trước tới nay, minh văn ý chỉ của các triều đại thần tấn đều coi trọng hiếu đạo đầu tiên, đạo vua tôi thứ hai, đạo thầy trò tiếp đó, rồi đến đạo vợ chồng là cuối hết. Phong Phi Vân, ngay cả gia gia nói mà ngươi cũng không nghe hay sao? Quả thật là một đứa cháu bất hiếu mà, đáng lẽ ta còn muốn giữ cho ngươi một mạng nhưng mà loại bất hiếu như ngươi thì có mặt mũi nào để sống trên đời chứ? Dĩ nhiên Phong Phi Vân biết rõ Đông Phương Kính Nguyệt không dám muốn hắn chết, ít nhất thì trước khi ra khỏi miếu thần thì nàng sẽ tuyệt đối không để cho Phong Phi Vân chết, những lời này đều là muốn nói cho Phong Giật Chi nghe. Đông Phương Kính Nguyệt, nếu như ngươi không dừng lại thì có tin ta sẽ đem chuyện lúc trước ngươi bị trúng độc thi nói ra hay không, nếu như chuyện kia bị loan truyền ra ngoài thì nhất định so với việc giết chết một tên vô danh tiểu tốt như ta thì sẽ có ý tứ hơn. Phong Phi Vân thấp giọng nói bên tai nàng. Luồng khí trong miệng ấm áp làm tai nàng rung rung. Nghe thấy Phong Phi Vân uy hiếp, vẻ mặt Đông Phương Kính Nguyệt biến đổi, nắm ngón tay thon dài trắng muốt như ngọc nắm chặt, sát khí trên người dần dần. Phong Phi Vân biết rõ nàng sẽ tuyệt đối không động thủ, vì vậy cười nói. Ra ra, còn có hai vị bá bá nữa, các người đều đứng lên đi. Thật ra thì đều là người một nhà mà, Kính Kính từ nhỏ được nuông chiều nên rất nghịch ngợm, thực sự rất không nghe lời. Vừa rồi chẳng qua chỉ là đùa với ba vị trưởng bối một chút mà thôi, nàng ấy làm sao để ra ra tương lai quỳ như vậy chứ? Nghe thấy Phong Phi Vân gọi mình là Kính Kính, Đông Phương Kính Nguyệt giận run người. Ba người Phong Giật Chi cũng không hiểu đầu đuôi thế nào, đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì đây? Phong Phi Vân cất giọng mang theo sự uy hiếp, nói với Đông Phương Kính Nguyệt. Kính Kính, muội còn không gọi ba vị trưởng bối đứng dậy sao? Năm ngón tay Đông Phương Kính Nguyệt càng nắm chặt hơn, ngay cả hàm răng trong miệng cũng rung cầm cập, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể không thỏa hiệp với sự uy hiếp của Phong Phi Vân, nói.
Ba vị tiền bối đều đứng lên đi, vừa rồi thực sự chỉ là đùa một chút mà thôi. Lúc này ba người Phong Dật Chi mới đứng dậy, hoảng hốt nhìn về phía Đông Phương Kính Nguyệt và Phong Phi Vân, lúc này mới phát hiện ra những điều nhỏ bé. Vị đại nhân vật gia tộc Ngân Câu vậy mà lại giúp vào lòng Phong Phi Vân, rất dễ nhận thấy quan hệ bọn họ hết sức thân mật, chẳng lẽ tên tiểu tử Phong Phi Vân này lại được đại nhân vật gia tộc Ngân Câu chú trọng. Trong lòng Phong Dật Chi mừng rỡ, nếu như thật sự như vậy thì chẳng những tiền đồ Phong Phi Vân không suy tính được mà ngay cả Phong gia cũng có thể vì vậy mà đạt được lợi ích vô biên. Không biết tôn tính đại danh của tiên cô là gì? Tuy là Phong Dật Chi cảm thấy địa vị Đông Phương Kính Nguyệt ở gia tộc Ngân Câu rất cao nhưng cũng muốn biết rốt cuộc địa vị nàng cao đến thế nào cho nên mới mở miệng hỏi tên họ nàng. Đông Phương Kính Nguyệt. Đông Phương Kính Nguyệt mỉa mai nói. Ba người Phong Dật Chi sau khi nghe được tên này thì đều ngẩn người ra, quay qua nhìn nhau, vẻ mặt càng phát hoảng, thiếu chút nữa đã quỳ trên đất. Thì ra là tứ tiểu thư Giá Lâm, thứ cho bọn tôi lễ nghi không chu toàn. Phong Dật Chi vẫn vái chào thật sâu. Hừ, Đông Phương Kính Nguyệt hừ lạnh một tiếng, rất dễ nhận thấy lần này vô hết sức xem thường. Trong miếu thần u ám hiểm nguy, nhưng mà chỗ cái giếng cổ hoàng nê kia lại yên tĩnh đến đáng sợ, không hề có một vị cổ thi tăng nhân nào đi về hướng này, cũng không có bất cứ sinh vật nào ở nơi này, hình như tất cả đều tránh xa chỗ này. Chợt, ở trên đỉnh tòa Phật tháp phía xa truyền tới một tiếng chuông. Quan dê dê dê, tuy là âm thanh rất trầm thấp nhưng lại chấn đắc màng nhĩ. Làm tai đau nhức, không thua gì uy lực hạ vũ hồng lôi. Luồng khói âm trầm từ trong cái giếng cổ hoàng nê càng lúc càng tuôn ra gay gắt, dù cho dùng mắt thường cũng có thể thấy được luồng khói xanh biếc từ trong giếng toát ra, thật giống như một cái giếng thi thủy. Nhưng mà làn khói màu xanh kia lại như một đạo bảo quang lao ra, từng tia quang hoa tràn đầy ra ngoài thật giống như Phật tiên hạ xuống, sinh ra thần quang làm cho người ta nghi ngờ dưới cái giếng kia chắc có linh bảo nào đó. Phốc! Một vị trưởng bối Phong gia bởi vì chăm chú nhìn không chớp mắt vào giếng hoàng nê nên bị một cổ sức lực thần bí nào đó làm chấn thương, người bay ra xa, bị trọng thương. Cái giếng này không thể nhìn được, một khi nhìn lâu thì rất có thể sẽ bị điều kiêng kỵ bên trong đánh chết. Phong Phi Vân nhắc nhở. Mà đang lúc này, trên một tòa Phật tháp xa xa thứ hai lại truyền tới một hồi chuông. Quan dê dê dê, chuông Phật vẫn trầm thấp, khiếp sợ linh hồn người ta. Cái giếng hoàng nê kia lại xảy ra thay đổi, luồng khói từ bên trong càng lúc càng tuôn ra dữ dội, bỗng một người mặc áo bào trắng tóc tai bù xù từ trong giếng chậm rãi bước ra. Một màn quỷ dị như vậy làm cho Phong Phi Vân và mọi người bị dọa phải lùi về phía sau mấy bước. Người này đạp trên màn khói, đứng hẳn trên giếng hoàng nê mới làm cho mọi người thấy rõ, cô là một người con gái phong hoa tuyệt đại, nhưng mà sắc mặt tái nhợt dọa người, trên người không có một chút sức sống nào cả. Linh mang trên người tỏa ra, tuy là đã chết mấy ngàn năm nhưng mà quang hoa trên da thịt vẫn sáng chói như ngọc, giống như vừa tắm trong sữa dê da. Tóc nàng dài như tơ, dáng vẻ xinh đẹp khuynh thành, dáng người thánh thiện, mặc trên người một bộ Phật y thanh khiết, hơi ngẩng đầu lên, nhìn về hướng ánh sáng Phật trúc trong Phật tháp. Mặc dù quen biết cũng không quên, mạn toa châu hoa bỉ ngạn hoa. Đôi môi nàng khẽ mở, nhớ tới điều gì đó mà trên người vẫn không có nửa phần sức sống. Cái này chính là niệm lực bất diệt, hình như nàng không muốn quên thứ gì đó, đã chết đi rất nhiều năm nhưng vẫn không quên hoa bỉ ngạn. Mọi người đều bị vị nữ thi từ trong cổ giếng đi ra làm cho kinh sợ, tuy là nàng đã chết qua rất nhiều năm nhưng vẫn không có bất cứ hư tổn nào, vậy mà còn đọc được thơ từ nữa, điều này càng làm người ta không khỏi kinh ngạc. Tuy là nàng cũng mặc Phật y nhưng so với những cổ thi tăng nhân kia thì lại rất khác biệt, da thịt nàng vẫn bình thường, ngũ quan xinh đẹp vô cùng. Có thể tưởng tượng được trước lúc nàng mất thì hẳn là một tuyệt thế giai nhân khuynh đảo thiên hạ. Một vị nữ tử trốn Phật môn xinh đẹp như thần thánh như thế thì tại sao lại có ai đành lòng giết chết nàng chứ? Sau đó còn vứt xác nàng xuống cái cổ giếng hoàng nê này. Nàng im lặng đứng yên trên cổ giếng, nhìn về Phật tháp thật cao ở đằng xa thật lâu, nơi đó có một ngọn Phật trúc trường minh bất diệt. Tam thúc, người nói thử xem rốt cuộc thì vị nữ tử này là người hay là ma? Phong Dật Chi sống hơn nửa đời người cũng chưa từng thấy qua chuyện cổ quái như vậy, nói. Trên người nàng ta một chút sinh cơ cũng không có, lại còn tản mát ra một luồng hàn khí lạnh thấu xương, hiển nhiên là đã chết nhiều năm rồi, sinh mệnh từ lâu đã mất hẳn ở sông Hoàng Hà rồi. Hai, tiếc là một giai nhân khuynh thế như vậy mà lại bỏ mình ở nơi này,
sau khi chết lại còn bị an táng ở dưới một cái giếng. Vị hộ pháp Phong gia kia thở dài nói. Hình như Đông Phương Kính Nguyệt cũng có xúc động, lạnh lùng nói. Mỹ nhân trong thiên hạ phần lớn đều bạc mệnh, sau khi nàng chết dung mạo còn không điêu tàn, thân thể không thối rửa nhưng mà rất nhiều tuyệt đại gia nhân cuối cùng thì lại đều biến thành già nua, bị người khác chê trách là lão bà, cuối cùng thì chết ở trong một nấm mộ nhỏ bé, biến thành một vốc hoàng thổ thì có ai còn biết lúc còn sống nàng là một nữ nhân xinh đẹp trong thiên hạ đâu chứ. Đông Phương Kính Nguyệt vừa mở miệng thì ba vị hộ pháp Phong gia liền ngậm miệng lại, cũng không có nói gì thêm. Lúc trên tòa Phật tháp truyền tới âm thanh vang lên lần thứ ba của chuông Phật thì cô gái mặc Phật bào kia lại chìm vào trong cái giếng hoàng nê, biến mất trước mặt mọi người. Thật giống như một thiên chi kiều nữ được chôn cất an táng vậy, làm cho người ta lưu luyến không rời. Ta đã sớm nói trong cái giếng này nhất định là một cái giếng thi thủy mà, lần này ngươi tin chưa? Đông Phương Kính Nguyệt chỉ muốn khuyên Phong Phi Vân sớm mang nàng thoát khỏi nơi tuyệt địa này nên không ngừng răn đe hắn không được lại gần miệng cái giếng kia. Phong Phi Vân cũng chỉ lắc đầu, nói. Dù cho vị nữ Phật đồ này tu vi cao tới đâu đi nữa, nếu như ngâm mình trong thi thủy thì cũng đã sớm biến thành bạch cốt, nhưng mà đã mấy ngàn năm trôi qua thân thể nàng lại không thối rửa, trong đầu lại còn giữ một ít thần niệm, cái này chẳng lẽ không làm cho ngươi cảm thấy đáng nghi hay sao? Tuy là vị nữ tử kia lại chìm vào trong cổ giếng nhưng mà làn khói và ánh sáng ngọc bảo vẫn không hề tan biến, ngược lại là càng rực rỡ hơn, lại có thêm một luồng mùi hương thơm ngát như có như không từ trong giếng tràn ra, giống như mùi thơm của một xử nữ 18 tuổi, lại như dược hương tuyệt đại linh dược. Tựa như trong cổ giếng hoàng nê kia thật sự có báu vật nào đó. Mặt đất chợt run lên, có một đạo thiên lôi vang lên ở phía trên. Một đạo kiếm quang bạch sắc xé nát bầu trời đen tối, bay qua trên không, mang theo từng đạo thú giống gầm vang, thanh thế quả thực to lớn, khí thế kinh người. Thần kiếm khai lộ, một con cự thú cao trên 10 trượng đạp không mà tới. Con cự thú này giống như một tòa núi nhỏ, đầu như cá sấu, thân người như thao thế, đuôi tựa như cổ tước, toàn thân đều phủ đầy bởi những vảy cá to như bàn tay, trên lưng còn có một đôi cánh lân dài rộng to lớn. Đây là một con tổ phong thú vô cùng hiếm thấy, chiến lực vô biên. Tuy là linh tính tổ phong thú đã có phần đầy đủ, ẩn chứa linh khí nhưng lại không thể ngự kiếm bay lên không. Trên lưng tổ phong thú có một tòa thiết kiệu, giống như một tòa lâu đài phong bế, phía trên có trang trí thiết văn đồng kính, phi diêm bạch trụ. Chẳng qua là mảnh rèm của thiết kiệu mà cũng làm bằng thiết bố, ngay cả gió lốc cũng không thể nào thổi bay được một góc rèm. Hiển nhiên người ngoài sẽ không thể nào thấy được rốt cuộc bên trong thiết kiệu là ai. Vèo. Một đạo kiếm bạch sắc bay xoay vòng phía trên miếu thần rồi lại bay về, cắm vào chóp thiết kiệu, quang hoa thần kiếm rực rỡ, có một đạo bạch quang qua lại không ngớt ở phía trên nhìn hết sức linh động. Áp lực hào cường đại, rốt cuộc là cự kình từ phương nào tới. Phong Phi Vân cảm giác được huyết khí trong người sôi trào, tựa như có một ngọn núi lớn đè lên đỉnh đầu. Đó là toái không linh kiếm, chính mà một món linh khí trấn giáo, chẳng lẽ là... Hắn tới. Phong Giật Chi hiểu biết sâu rộng, trong lòng đoán ra được một người mạnh mẽ. Tổ sư đại diễn tiên môn, nhạc trùng tử giá lâm. Một đám môn đồ của đại diễn môn mặc trường bào màu hạnh hoàng từ trong bóng tối vọt ra, còn có cả hai tên đệ tử lúc trước từng gặp Phong Phi Vân ở ngoài cốc cũng bất ngờ xuất hiện trong đoàn người kia. Bọn họ chạy thẳng tới miếu thần trong lòng đất. Đứng bên ngoài miếu thần, đưa mắt nhìn tòa thiết kiệu, trong mắt mang theo sự thành tín, lại cùng hô to. Đệ tử bái kiến tổ sư. Phốc, phốc, toàn bộ đám đệ tử đại diễn tiên môn đều quỳ rạp dưới đất. Cuối cùng thì sự yên tĩnh cũng trở lại như trước. Không ngờ thương sinh động phủ cũng thu hút được tổ sư đại diễn tiên môn đến đây. Nhạc trùng tử chính là người đã đạt được danh hiệu tu tiên cự kình từ 300 năm trước. Nắm trong tay thanh toái không kiếm chiến đứng đầu cả Nam Thái Phủ. Một vị hộ pháp Phong gia đã được nghe qua danh tiếng nhạc trùng tử nói. Đây chính là một nhân vật cự kình thật sự, đã phong kiếm hơn 200 năm để tĩnh tâm theo đuổi con đường tiên đạo, xem ra nhất định là ông ta đã biết được một số bí mật liên quan tới tòa miếu thần này cho nên mới không đợi đến lúc xuất quan mà đã chạy tới đây. Ngay cả Đông Phương Kính Nguyệt kiêu ngạo vô cùng mà lúc này cũng đứng im. Dù sao thì một nhân vật cự kình giống như nhạc trùng tử xuất hiện thì bất luận là đi đến đâu cũng đều là tiền bối đáng để người khác tôn kính. Một phiến hỏa hải từ phía tây ào đến thiêu đốt cả màn đêm đen kịt, từng ngọn lửa cuồn cuộn bao trùm lấy 9 tầng lầu các,
ngọn lửa cuốn qua với uy lực đủ để đốt cả tòa cổ thành thành cho bụi. Lại có đại nhân vật chạy tới. Phiến hỏa hải kia rất nhanh đã bốc cháy ở ngoài miếu thần, lửa cuồn cuộn cao vút, ngọn lửa ngưng tụ thành một bóng người to lớn, dáng vẻ dữ tợn vô cùng mà lại còn dương nanh múa vuốt, giống như cự ma. Người này, chẳng lẽ là đầu đà tam điện chủ Tích Nhật Xâm La Điện tới sao? Người này là một hung ma, nhưng không phải đã bị trấn áp tại nhà ngục mấy trăm năm rồi hay sao, tại sao còn chưa chết? Sắc mặt Đông Phương Kính Nguyệt biến đổi, nàng cảm giác được một cổ sức mạnh nào đó đang đè xuống. Tu vi vị ma đầu này quả thực là rất cao, từng dùng sức mình cõng một dặng núi dài mấy trăm dặm, muốn đánh phá thần đô, khiêu chiến Tấn Đế uy nghiêm nhưng lại bị một trưởng của Tấn Đế trấn áp, sau đó nhốt vào tầng thứ 13 của nhà ngục. Có thể nhận một trưởng của Tấn Đế mà không chết cũng đã chứng minh ma đầu này cường đại thế nào, tuyệt đối là một cự kình đương đại. Những chuyện này đều là chuyện của mấy trăm năm về trước, không ngờ mấy trăm năm sau ma đầu kia lại từ trong nhà ngục thoát ra, lại đi tới nơi này. Nghe được hung danh của hỏa đầu đà làm cho mặt mày ba vị hộ pháp phong gia đều tái xanh, cả người đổ đầy mồ hôi hột. Hung danh của vị ma đầu này mặc dù đã qua mấy trăm năm nhưng vẫn làm cho người khác sợ run người. Hỏa diễm ngưng tụ thành bóng người, cao tới mười mấy trượng, kích thước của nó đơn giản như việc ta so sánh giữa người và kiến vậy. Nhưng vấn đề là hỏa diễm càng bốc cao kinh khủng thì liền làm cho bùn đất hóa thành một tầng khí dày đặc. Lúc nãy là tổ sư đại diễn tiên môn, bây giờ là tam điện chủ Xâm La Điện, hai người này đều là loại có tu vi kinh thiên động địa, nếu không xảy ra chuyện kinh thiên động địa thì tuyệt đối không thể kinh động đến bọn họ, làm bọn họ xuất hiện tại đây. Những cổ thi tăng nhân trong miếu thờ dĩ nhiên cũng đã nhận ra những vị khách không mời mà đến ở bên ngoài, bọn họ đều hắng giọng giống to, những thớ thịt mục nát trên người khuấy động ra luồng khí đen ngòm, chiến ý từng người đều vang dậy, lửa giận ngút trời. Lúc này bọn họ cũng không còn tụng kinh niệm Phật nữa, giống như là gặp được kẻ thù, hướng về ngoài miếu thần xông ra, đem từng tọa trận pháp trong thần miếu kích hoạt lên, va vào nhau làm nổ ra những tiếng rền vang thật to. Một màn này thực sự rất chấn động lòng người, giống như hơn 1.000 vị tu tiên giả đạt cảnh giới thần cơ cùng nhau xuất thủ, tuyệt đối không có một ai có thể chống đỡ được cổ sức mạnh này, đủ để nhuốm máu vạn dặm. Bàn nhược. Một thanh âm già nua trầm thấp từ nơi Phật trúc trong Phật tháp ở đằng xa vọng tới, thật giống như có một vị lão tăng đang niệm kinh. Nhưng mà thanh âm này cũng rất thấp, làm cho người ta hoài nghi không biết có nghe lầm hay không, dù sao thì tòa miếu thần này cũng đã đổ nát. Bị chôn vùi trong lòng đất mấy ngàn năm qua, hiển nhiên không thể nào có một lão tăng chưa chết. Nhưng mà giọng nói già nua này lại chính là nguyên nhân làm cho những vị cổ thi tăng nhân kia đang cuồng táo dữ tợn như chiều cường lui trở lại, từng người lại ngồi xuống và niệm kinh, có đánh mõ, có niệm Phật Châu. Những cái mõ cũng đã tả tơi đến độ trở thành đầu gỗ vụn, Phật Châu cũng đã rỗng ruột. Toàn bộ miếu thần khôi phục lại sự yên tĩnh, nhưng mà loại yên tĩnh này lại có cảm giác không thật chút nào. Phật trúc trên tòa Phật tháp kia vẫn trường minh, vĩnh viễn bất diệt. Bên ngoài miếu thần, bầu không khí lại vô cùng khẩn trương, trong nháy mắt, lại có một vị cự kình xuất hiện. Hắn ngồi trong một cổ xe đồng, cưỡi thần lộc mà tới, tuy là khí thế không kém gì hai người cường đại trước mặt nhưng vẫn không có thể để cho người khác xem thường. Một cổ áp bách vô hình cũng theo cổ xe đồng từ từ lướt tới, càng lúc càng mạnh, làm cho linh khí trong không khí đều bị khiên dẫn, biến thành một luồng sức mạnh cực lớn. Tuy chỉ là một cổ xe đồng thông thường nhưng mà cứ như thiên quân vạn mã tề hành vậy. Lái xe chính là một thiếu niên tuấn lãng, người mặc kim y, lưng mang trường kiếm, tuổi chừng 17, 18. Với tuổi như vậy hiển nhiên không tính là trẻ vị thành niên, nhưng trên cổ của hắn lại mang theo một miếng kim loại của trẻ sơ sinh. Tần Minh vươn người một cái, nhìn qua miếu thần ở phía xa, đôi mắt quét qua toàn bộ những người có mặt ở đây. Hình như hắn đã chạy một quãng đường rất xa nên chân có vẻ thực sự rất khó chịu. Hắn bèn nhảy xuống khỏi cổ xe đồng, tháo thanh trường kiếm trên lưng xuống. Trường kiếm trong tay hắn quả thực rất xuất thần nhập hóa, chỉ trong chớp mắt mà đã xuất trên mặt đất đến mấy chục đạo kiếm khí. Bành, bành, bành. Khói bụi trên mặt đất bay tán loạn, lúc bụi bặm lắng lại thì đã thấy trên mặt đất hiện ra một hàng chữ bá đạo. Tần gia lão tổ tới. Thế lực Tần gia ở Nam Thái Phủ rất lớn, chính là một gia tộc đứng đầu, thực lực cũng giống như Phong gia, tuyệt đối là bá chủ một phương. Trong cổ xe đồng lại là vị lão tổ Tần gia, lần này thật sự không ổn rồi. Sắc mặt Phong Giật Chi ngưng trọng,
chăm chú nhìn chằm chằm vào cổ xe đồng ở ngoài miếu thần. Phong Phi Vân không hiểu, hỏi. Tại sao lại không ổn? Tần gia và Phong gia là hai gia tộc đứng đầu Nam Thái Phủ, thế lực như nhau nên chỉ có phủ chủ mới có thể áp chế được hai nhà chúng ta. Dĩ nhiên phủ chủ chính là người có đẳng cấp thiên hậu ở vương triều thần tấn, hai nhà chúng ta tuyệt đối không thể đuổi theo kịp, cũng rất ít quan tâm đến tranh đấu giữa các đại thế lực. Tần gia và Phong gia đã có ân oán nhiều năm, có không ít đệ tử Phong gia có thiên tư cao tuyệt đã chết dưới tay Tần gia. Dĩ nhiên, đệ tử Tần gia cũng chết không ít trong tay cường giả Phong gia chúng ta. Thù hận giữa hai nhà càng ngày càng sâu, nếu như không phải có phủ chủ đại nhân làm chủ thì Phong gia và Tần gia đã sớm sống chết với nhau rồi. Gia chủ của hai nhà qua các triều đại đều là những người có mưu tính sâu xa, biết rõ thế lực hai bên không kém gì nhau. Nếu thật sự đánh nhau sống chết một trận thì nhất định cả hai đều bị thiệt hại, cho nên tất cả mọi người đều đang chờ thời cơ. Phong Giật Chi thành thực đem những ân oán giữa Phong gia và Tần gia nói ra hết, trong mắt càng lúc càng sâu xa, tràn đầy lo âu. Thời cơ gì chứ? Phong Phi Vân hỏi. Phong Giật Chi nói tiếp. Chỉ cần thực lực của hai bên mất thăng bằng thì trong một thời gian ngắn đối phương có thể đánh cho bên kia không có cơ hội trở mình. Bây giờ nơi miếu thần này nhất định cất giấu một bí mật to lớn kinh thiên động địa, nếu để cho lão tổ Tần gia chiếm được một loại cự bảo nào đó thì nhất định chiến lực có thể tăng vọt, đến lúc đó lão tổ Phong gia chúng ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Lão tổ Phong gia bị đánh bại hoặc là chết thảm, như vậy thì muốn đánh tan Phong gia, đối với Tần gia mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Có đôi lúc sau chiến tranh gia tộc thì chính là những cường giả tuyệt đỉnh tranh tài lẫn nhau, ai thắng, người đó là vương giả, ai bại. Người đó chính là vong hồn. Lão tổ Tần gia cũng là người ở ẩn, nếu không phải xuất hiện một thứ có giá trị thì hắn làm sao có thể chạy đến nhanh như vậy được chứ? Rất rõ ràng là trong miếu thần quả thực có thứ gì đó rất khó lường nên mới làm cho những cự kình ở khắp nơi bị hấp dẫn chạy tới đây. Ánh mắt Phong Phi Vân có hơi co rụt lại, vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, hướng về cổ xe đồng phía xa nhưng lại không thể nào nhìn thấu được bên trong. Rốt cuộc thì bên trong cổ xe đồng là người nào đang ngồi, chỉ cảm thấy được từng đạo đạo xà ảnh bay lượn xung quanh cổ xe đồng, tựa như vị gia chủ Tần gia đang tu luyện công pháp nào đó. Tiểu bối phương nào, vậy mà dám nhìn trộm lão tổ nhà ta, ngươi liếc mắt nhìn một cái, ta lại liếc trả ngươi một cái. Tần Minh cảm nhận được ánh mắt của Phong Phi Vân, đồng tử trong hai mắt co rút lại, biến thành mũi châm nhỏ xí. Vèo. Một đạo kiếm khí nhỏ như sợi lông trâu từ trong mắt hắn bay ra. Tốc độ phản ứng của người này cực nhanh, tính cảnh giác rất cao, quả thực là một thiếu niên nhân tài kiệt xuất, mà đồng trung kiếm của hắn so với song đồng toái nguyệt kiếm của Phong Tiên Tuyết thì còn nhanh hơn, làm cho người khác không thể nào tránh được. Bất tử Phượng Hoàng Thân. Hiển nhiên Phong Phi Vân cũng không có cách nào né tránh được một kiếm này, nhưng mà hắn lại vẫn bất tử Phượng Hoàng Thân, huyết dịch toàn thân nhanh chóng lưu động. Mặc cho đạo kiếm khí này đâm vào mi tâm. Phốc! Đạo kiếm nhỏ như sợi lông trâu nhưng lại sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đã chui vào giữa mi tâm của Phong Phi Vân. Kiếm khí xuyên vào người quả thực đau đớn vô cùng, nhưng mà lại chạm phải huyết dịch mới vừa vận chuyển trong người Phong Phi Vân nên kiếm khí vô địch này bắt đầu hòa tan. Thật giống như băng gặp nước nóng vậy. Cao nhân tiền bối có mặt ở đây thực sự rất nhiều, không chỉ có nhân vật cấp trưởng lão. Ngay cả nhân vật cấp lão tổ cũng có tới 3 vị, nếu như lúc này mà hai tiểu bối giao thủ với nhau thì đối với tu sĩ lão bối mà nói thực sự là không coi ai ra gì. Phong Phi Vân, bây giờ liền đưa ta ra khỏi miếu thần thì toàn bộ ân oán sẽ xóa bỏ hết. Đông Phương Kính Nguyệt luôn cảm thấy tòa miếu thần này đã trở thành nơi thị phi, ở lâu thêm một khắc thì chỉ càng nguy hiểm đến tính mạng mà thôi. Hiển nhiên Phong Phi Vân cũng biết ở đây đã càng lúc càng nguy hiểm. Đặc biệt là sau khi ba vị cự kình kia chạy tới thì tình hình càng trở nên phức tạp, một khi những nhân vật cự kình kia xuất thủ thì đủ để nghiền nát tất cả mọi người có mặt ở đây một cách dễ dàng. Được. Phong Phi Vân cũng không muốn dây dưa thêm với Đông Phương Kính Nguyệt, bèn điều khiển độ trận đài sen, xuyên qua tường rào miếu thần, đưa nàng ra khỏi cấm địa miếu thần. Phong Giật Chi và hai vị hộ pháp Phong gia kia hiển nhiên cũng được hắn đưa ra khỏi miếu thần. Phi Vân. Bây giờ hãy cùng ta rời khỏi nơi này, ở đây nguy hiểm vô cùng. Phong Giật Chi nói. Nhưng Phong Phi Vật lại chẳng có ý muốn rời đi, thoải mái cười nói. Ra ra, còn chưa tìm được Tiên Tuyết thì con sẽ không rời đi. Tiên Tuyết cũng vào Thương Sinh Động Phủ. Phong Giật Chi hỏi. Phong Phi Vân nhìn về hướng miếu thần,
bên trong vẫn tĩnh mịch u ám, từng tòa Phật điện, Phật tháp cao cao vẫn hiện lên, dù sao thì hắn vẫn cảm thấy Phong Tiên Tuyết đang trốn trong một góc phòng trong tòa Phật điện nào đó, ngồi khóc thút thít. Phong Giật Chi thấy Phong Phi Vân có ý không muốn rời đi, cũng không muốn tiếp tục ép buộc hắn, nói. Sau khi tìm được Tiên Tuyết, lập tức quay về Phong gia đó biết chưa? Phong Giật Chi vội vàng muốn đem những chuyện xảy ra ở nơi này đi bẩm báo với lão tổ Phong gia, cho nên nhanh chóng mang theo hai vị hộ pháp rời đi, rất nhanh đã biến mất trong bóng tối. Về phần Đông Phương Kính Nguyệt thì đã sớm không thấy bóng dáng, bản thân cô bị trọng thương, dĩ nhiên là chạy càng xa càng tốt. Không phải là Phong Phi Vân không muốn rời khỏi chỗ này mà là hắn đi không được. Ngươi là con cháu Phong gia. Tần Minh nghe được cuộc trò chuyện của Phong Giật Chi và Phong Phi Vân nên đi tới sau lưng hắn, trong tay cầm theo thanh chiến kiếm, trên người tràn đầy chiến ý. Ở trong mắt Tần Minh, Phong Phi Vân tuyệt đối là một đối thủ đáng sợ, dù sao thì một người có thể không chết dưới đồng trung kiếm thì không phải là một người tầm thường. Huống chi hắn rõ ràng nhìn thấy đồng trung kiếm đâm vào mi tâm Phong Phi Vân nhưng lại không giết được hắn, điều này làm cho người ta nghi ngờ không biết có phải tu vi hắn rất cao hay không. Có thể đạt đến cảnh giới luyện hóa kiếm khí. Tần Minh chính là một trong hai tuấn kiệt nghịch thiên, tuổi chỉ mới 17 đã đạt đến thần cơ trung kỳ, có thể đem một vị ngoại sự trưởng lão Phong gia chém đứt ngang, thế hệ trẻ có rất ít người có thể tranh phong cùng với hắn. Phong Phi Vân trừng mắt nhìn hắn, cười nói. Ta là Phong Phi Vân, ngươi nói thử xem ta có phải là con cháu Phong gia hay không. Phong Phi Vân, xem ra ngươi cũng là một người tuấn kiệt nghịch thiên. Tần Minh cười khẩy một cái, sau đó lại trở nên nghiêm nghị, nói. Ngươi có dám đấu với ta một trận không? Có gì không dám? Phong Phi Vân khoanh tay, có vẻ khá tự tin. Nhưng mà, phải đổi nơi khác. Nơi nào? Trong miếu thần. Phong Phi Vân đưa tay ra chỉ về hướng một tòa miếu thần đổ nát mà lại cũ kỹ, tiếp đó lại biến thành một đạo tàn ảnh, không có bất cứ do dự nào, vọt thẳng vào trong miếu thần. Mới vừa nhảy vào tường rào của miếu thần, dưới chân Phong Phi Vân lại hiện lên một tòa đài sen, chân đạp đài sen, cưỡi trận pháp đi vào sâu trong miếu thần. Tần Minh không ngờ Phong Phi Vân lại can đảm lớn mật đến như vậy, ngay cả ba vị nhân vật cấp cự kình cũng không dám tùy tiện xông vào miếu thần mà hắn thì lại xông thẳng vào, chẳng lẽ tên tiểu tử này không sợ chết. Tần Minh đứng do dự bên ngoài miếu thần một hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám bước vào, nói. Phong Phi Vân, ngươi thắng. Miếu thần quạnh hiu tràn đầy sát khí, không người nào dám tùy tiện xông vào, tất cả mọi người đều đang đợi người khác động thủ trước, muốn hưởng lợi từ đó. Nhưng mà sau khi ba vị cự kinh kia nhìn thấy Phong Phi Vân xông vào miếu thần thì cũng không nén được tức giận. Ở đây có rất nhiều tu sĩ của đại diễn tiên môn, có ba vị nhân vật cấp trưởng lão bay ra, ba người này cưỡi trên lưng ba con cổ thú, người khoác phù lục, trong tay cầm trường mâu lớn như cánh tay. Ba người cùng nhau công suất một kích làm cho tường của tòa miếu thần bị phá ra một mảng lớn, ngói đá hóa thành khói dày đặc. Một đạo sát quang từ trong cái giếng hoàng nê tràn ra, như những tia chớp to lớn đáng sợ bắn ra bốn phía. Phốc, phốc, phốc. Ba nhân vật cấp bậc trưởng lão của đại diễn tiên môn lập tức bị sát quang bắn chết, tạo thành từng mảng máu thịt nhầy nhụa dưới đất, ngay cả ngựa cưỡi dưới người cũng không ngoại lệ. Trên mặt đất chỉ còn lưu lại ba cây trường mâu lớn như cánh tay, nhưng cũng đã bị chém đứt đoạn. Con tổ phong thú cao mười mấy trượng mang thiết kiệu bay về hướng miếu thần. Trong thiết kiệu có khí tức khổng lồ truyền ra làm cho những đệ tử của đại diễn tiên môn cũng bắt đầu lùi về phía sau, vì biết rõ tổ sư muốn xuất thủ. Tiêu diệt cổ giếng hoàng nê kia đi, mặc dù nó ở cách xa miếu thần nhưng lại là một cái trục điều khiển sinh mạng, trong cổ giếng này nhất định có một thứ đại cổ quái nào đó. Nói không chừng toàn bộ bí mật trong miếu thần đều nằm trong miệng cổ giếng kia. Nếu tổ sư đã xuất thủ thì dĩ nhiên là không thể có sai sót gì. Tổ sư của đại diễn tiên môn ngồi trong thiết kiệu vẫn không có xuất hiện nhưng mà linh khí trên kiệu lại nổ bắn ra toái không kiếm, rồi lại bay lên trên không, mang theo thế lực lôi đình, bay thẳng vào trong cổ giếng hoàng nê. Uy lực toái không kiếm mạnh vô cùng, một kiếm có thể chặt đứt được sông lớn, nhưng mà bây giờ lại gặp phải một đối thủ lợi hại. Trong cổ giếng hoàng nê cũng mạo xuất ra một thanh linh kiếm, chính là lấy hơi nước ngưng tự lại, nhưng mà uy lực lại có thể chống đỡ được toái không kiếm, hai thanh kiếm đánh nhau trên cổ giếng hoàng nê, chẳng phân được thắng bại. Hừ! Trong thiết kiệu truyền đến một tiếng hừ lạnh, một góc màn vải thiết được nhấc lên nhẹ nhàng,
một đạo quang mang đánh vào lưng con tổ phong thú, tổ phong thú bị đau gầm thét lên một tiếng, sau đó lại tiếp tục lao về phía trước. Tổ sư đại diễn tiên môn dự định tự mình xuất thủ, mảnh rèm trên thiết kiệu hơi vén lên, chỉ thấy đạo thanh phong từ bên trong bay ra, người ngoài tuyệt đối không thể nhìn thấy được bóng người của hắn thì hắn đã đứng trên cổ giếng hoàng nê, trên lòng bàn tay ngưng tụ thành một đại đoàn điện mang, ầm ầm đánh vào trong giếng. Ầm, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu rung động, phía trên có thổ thạch lăn xuống làm cho một số đệ tử có tu vi thấp bị chôn sống trong lòng đất. Tam điện chủ hỏa đầu đà của Xâm La điện cũng bắt đầu xuất thủ, tu vi của tên hung ma này cũng không kém gì tổ sư đại diễn tiên môn, người cao chừng trăm trượng, hảo diễm bùng cháy toàn thân, vang dội một góc trời. Ầm, ầm, mỗi một bước chân của hắn đều làm cả mặt đất bị chấn động rung rinh, phá vỡ miếu thần, thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh cái giếng hoàng nê, đưa móng tay to lớn ra muốn đập nát cái giếng. Tổ sư Tần gia hiển nhiên cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Từ trong cổ xe đồng bay ra, tóc trên đầu bạc trắng hóa thành vô số lợi kiếm dài đến 3.000 trượng, kiếm khí cường đại vô cùng, chẳng qua chỉ là dư âm mà đã làm cho tòa Phật điện biến thành bụi phấp, sụp đổ thành cho tàn. Ba vị cự kình này hình như rất ăn ý nhau, dự định liên thủ công phá cổ giếng hoàng nê. Ung ung, tiếng nổ sập rất lâu vẫn không dứt, dường như muốn làm cho cả ngọn kính hoàn sơn cũng bị đánh xuyên qua. Thủ đoạn của ba người rất thông huyền. Làm cho những người có mặt ở đây rất ngưỡng mộ, không người nào là không cảm thán sự cường đại của bọn họ. Tu vi ba lão già này vậy mà đạt tới trình độ như vậy, thật sự là có chút không ngờ. Phong Phi Vân trốn dưới một tòa Phật tháp, nhìn về hướng cổ giếng hoàng nê, trong lòng cũng hơi khâm phục tu vi của ba vị cự kình này, với tu vi của bọn họ thì việc công phá cổ giếng hoàng nê chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Phong Phi Vân không khỏi nghĩ đến vị nữ thi mặc Phật y đang ở trong cổ giếng hoàng nê kia, vị này đã từng là tuyệt thế giai nhân, nói không chừng chính là cô ta đang đánh nhau với ba vị cự kình kia, hình như đang muốn bảo vệ cái gì đó. Không tiếp tục xem nữa, Phong Phi Vân đẩy cửa sổ của tòa Phật tháp ra, song chấn cửa sổ đã sớm mục nát, từng miếng gỗ mục rơi đầy trên đất. Tiên tuyết, tiên tuyết! Phong Phi Vân kêu lên hai tiếng nhưng lại không thấy ai trả lời. Lúc muốn rời đi để tránh cho những cổ thi tăng nhân kia bị tiếng gọi này kéo đến đây, như vậy thì phiền phức lớn. Nhưng mà đúng lúc này, Phong Phi Vân lại dừng bước, mũi ngửi được một mùi hương. Ở trong tòa Phật tháp lại ngửi thấy được mùi thơm của rượu thịt, tuy là rất nhạt nhưng lại rất có thật. Hình như có người đang quay thịt và uống rượu trong Phật tháp. Ở nơi này tại sao lại có mùi thơm của rượu thịt chứ? Chẳng lẽ trong tòa Phật tháp còn có người sống hay sao? Trong lòng Phong Phi Vân mang theo nghi ngờ, thận trọng đi vào trong, dọc theo cầu thang đầy bụi bặm và mạng nhện, hướng về phía trên Phật tháp đi tới thì mùi thơm rượu thịt càng lúc càng nồng đậm, coi như chỉ ngửi sơ qua thì cũng có thể khẳng định được rượu thịt kia nhất định hết sức rất ngon. Dù cho cứng rắn thế nào đi nữa, dù cho sắc bén thế nào đi nữa, một khi rơi vào trong nước sôi thì cũng tan chảy trong nháy mắt. Dĩ nhiên đây cũng bởi vì đạo đồng trung kiếm này của Tần Minh thực sự quá nhỏ nên Phong Phi Vân mới có thể sử dụng huyết dịch sôi trào trong người làm hòa tan nhanh như vậy được. Nếu như đổi lại song đồng toái nguyệt kiếm của Phong Tiên Tuyết thì dù cho uy lực không bằng đạo kiếm khí như mao này nhưng mà Phong Phi Vân cũng tuyệt đối không dám lấy người mình ra đón, như vậy chẳng khác nào tìm cái chết chứ. Sau khi Tần Minh thấy kiếm khí đâm vào mi tâm của Phong Phi Vân thì khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa mai, nói. Không chịu nổi một kích. Mặc dù Phong Giật Chi và hai vị hộ pháp khác của Phong gia đứng rất gần Phong Phi Vân nhưng lại không thể nào kịp xuất thủ cứu giúp, khi bọn họ chuẩn bị xuất thủ ngăn cản đạo kiếm thì kiếm khí đã chui vào giữa mi tâm Phong Phi Vân. Trong lòng Phong Giật Chi lo lắng, đôi mắt già nua trở nên đỏ ngầu, vậy mà hắn lại trơ mắt nhìn đứa cháu trai duy nhất chết trước mặt mình. Đông Phương Kính Nguyệt đứng ở trước người Phong Phi Vân, tận mắt nhìn thấy kiếm khí truyền vào mi tâm, bên tai còn nghe được âm thanh da thịt bị đâm thủng. Giữa mi tâm Phong Phi Vân có một huyết điểm màu đỏ, hai mắt cứng đờ, vẫn không nhúc nhích, tựa như hắn đã chết rồi vậy. Phong Phi Vân, ta truy sát ngươi hai lần mà ngươi đều không chết, làm sao lại có thể chết trong tay một ngoại nhân chứ? Đông Phương Kính Nguyệt chợt dùng một quyền đánh vào ngực Phong Phi Vân. Một khi Phong Phi Vân chết thì sẽ không có người nào có thể điều khiển được độ trận đài sen, muốn đi ra khỏi toàn miếu thần này sẽ rất khó khăn nên hiển nhiên nàng sẽ rất tức giận. Ai đa à, nhẹ một chút, xương cốt ta đều muốn gãy hết rồi này. Phong Phi Vân che ngực ho khan không ngừng. Đông Phương Kính Nguyệt cũng dùng mình một cái,
Thân thể mềm mại chợt co rút lại, hiển nhiên là đã bị Phong Phi Vân làm cho hoảng sợ hết hồn. Thằng nhãi này lại còn chưa chết. Điều này làm sao có thể chứ? Bị một kiếm đâm vào mi tâm, lại không chết. Không chỉ có Đông Phương Kính Nguyệt cả kinh ngẩn người mà lúc này Phong Giật Chi cũng sững sờ không kịp phản ứng, ngẩn người đứng im tựa như một bức tượng thạch điêu. Loảng xoảng bong bong. Ở phía xa, bảo kiếm trong tay Tần Minh rớt xuống đất. Ngay cả ba vị đại nhân vật cấp bậc cự kình cũng muốn lao đến đây, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua hắn một cái nhưng ba vị cự kình này cũng đã chú ý đến tên Phong Phi Vân vô cùng quỷ dị. Bị một đạo kiếm đâm vào mi tâm mà lại không chết, chẳng lẽ lại yêu nghiệt chuyển kiếp sao? Trong lòng rất nhiều người có mặt ở đây có cùng một suy nghĩ như vậy. Dĩ nhiên trong lòng Đông Phương Kính Nguyệt rất buồn bực, nàng đã bắt đầu hoài nghi rằng, với năng lực của bản thân, liệu sau này nàng vẫn còn có thể giết chết được tên vô sỉ kia hay không? Tòa Phật tháp phủ đầy bụi, dấu vết loang lổ, sàn đầy bụi đất. Tuy là bên ngoài Phật tháp đang chiến đấu long trời lở đất, nhưng mà bên trong Phật tháp lại khá yên tĩnh, ngọn Phật trúc ở trên nóc tháp tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Phong Phi Vân đi dọc theo cầu thang gỗ, cuối cùng cũng leo lên đến nóc Phật tháp, dọc theo giường đi cũng không gặp bất cứ sinh vật hay trận pháp nào, hoàn toàn ngoài suy đoán của hắn. Nhưng mà khi leo lên đến nóc Phật tháp thì tất cả lại càng nằm ngoài suy đoán của hắn. Lốp bốp, trên sàn gỗ đang đốt một đống lửa, trên ngọn lửa có một cây thiết thượng, trên thiết trượng có một con bò cạp thật to, khoảng chừng như đầu một người. Bò cạp đã bị nướng cháy vàng, bốc lên khói trắng, phát ra từng đạo mùi thịt. Ngồi nướng bò cạp là một vị đại hòa thượng. Đại hòa thượng này thân cao 8 thước, vóc người vạm vỡ, gông xiềng trên người hết sức to lớn. Lồng ngực hắn lộ ra hơn phân nửa, chỉ thấy trên ngực có hình xăm, bên trái là một con hắc long đang dương nanh múa vuốt, bên phải là một con bạch hổ hung mãnh dữ tợn. Trên người vị hòa thượng này vậy mà lại có hình xăm, vừa nhìn thì thấy không phải là người lương thiện, chỉ giống như lão đại của một bang hội nào đó. Huống chi vị đại hòa thượng này còn đang dùng thiền trượng làm công cụ quay thịt, lại còn nướng cả thịt bò cạp, cánh tay lớn như thùng nước liên tục quay vòng, vừa nướng thịt vừa uống rượu. Vị hòa thượng này ngồi trên một tấm ván gỗ, khuôn mặt mập mạp quay lại nhìn Phong Phi Vân rồi nở một nụ cười rất thân thiện, nhưng mà trong mắt Phong Phi Vân thì nụ cười kia chẳng khác nào nụ cười khẩy của một tên đồ tể dữ tợn. Phi Vân ca ca, hòa thượng này không thả muội đi, huynh mau cứu muội đi. Phong Tiên Tuyết co rút trong một góc, rất dễ nhận thấy nàng vô cùng sợ hãi vị hòa thượng này. Phong Phi Vân hơi liếc mắt một cái, sau đó chắp tay cúi đầu, cung kính nói. Tiền bối chính là người trong Phật môn, tại sao lại làm khó một tiểu cô nương như vậy chứ? Đây rõ ràng không phải cách hành sự của người trong Phật môn. Vị đại hòa thượng kia ngẩng đầu nhìn lại, cười nói. Tiểu thí chủ nói thế là sai rồi, người xem trên người ta có chút gì giống với phong cách hành sự của người trong Phật môn hay không? Đại hòa thượng này vừa mở miệng thì càng làm cho người khác kinh ngạc, giọng hắn già nua vô cùng, giống như một lão nhân gần đất xa trời. Cùng với dáng vẻ cao to lực lưỡng thì hoàn toàn không khớp. Cái này, Phong Phi Vân nhất thời bực bội, vị hòa thượng này vừa nhìn thì cứ như ác tăng, hơn nữa còn đi vào Phật tháp trong miếu thần, nhất định là một cường giả có tu vi cao thâm nên tuyệt đối không thể làm hắn tức giận. Nếu đã không thể cứng rắn, vậy thì chỉ có thể mềm mà thôi. Phong Phi Vân cười ha ha một tiếng, vừa quan sát cảnh vật chung quanh trong Phật tháp, vừa bước về phía trước. Ở giữa tòa Phật tháp có một ngọn Phật trúc, cũng không biết ngọn Phật trúc kia là từ thứ gì luyện thành mà lại vĩnh viễn không tắt. Ngoại trừ ngọn Phật trúc thì ở trên vách còn có khắc một bức tranh, đó chính là một vị cao tăng đắc đạo, người mặc Phật y trắng, tay cầm long nhẫn màu xanh cùng với vòng Phật châu, đôi mắt có vẻ vô cùng bi thương. Mặc dù chẳng qua chỉ là một bức tranh vẽ nhưng mà sự bi thương kia lại rất chân thật, bất luận người nào nhìn thấy bức tranh này thì cũng không kiềm chế được mà bị lây nhiễm. Chín rồi, nhà đầu, người có ăn hay không? Đại hòa thượng kêu lên. Phong Tiên Tuyết chẳng qua chỉ nhìn thoáng qua con bò cạp kia thì đã muốn nôn mửa, hiển nhiên là liều chết lắc đầu, mắt thì nhắm nghiền lại, rõ ràng là nhìn cũng không muốn nhìn. Hai, đáng tiếc thật, đây là một món ăn ngon vậy mà không có người nào dám cùng bần đạo chia sẻ. Đại hòa thượng lắc đầu dậm chân, có vẻ hết sức chán nản. Ta và tiền bối cùng thưởng thức món này đi. Phong Phi Vân ngồi xuống bên cạnh vị hòa thượng, kéo đuôi con bò cạp từ trên cây thiền trượng xuống, trực tiếp bỏ vào miệng. Hắn vốn cho rằng thịt bò cạp sẽ rất khó ăn vô cùng,
nhưng mà sau khi nhai hai cái thì lại cảm thấy rất là ngon. Thịt ngon, tiền bối không hổ là danh giả nướng thịt. Phong Phi Vân cảm thán nói. Ha ha ha, Tử Nhục Hòa Tượng ta mà quay thịt thì hiển nhiên là đệ nhất thiên hạ rồi, coi như là đệ nhất đầu bếp của Thiên Kim Tiểu Tư cũng không có nương ngon bằng ta được đâu. Đại Hòa Thượng cũng nở nụ cười, dễ nhận thấy là hắn rất vui khi người khác khen hắn nướng thịt ngon. Phong Phi Vân kinh ngạc, nói. Tên của tiền bối gọi là Tử Nhục Hòa Thượng sao? Không phải, không phải. Đại Hòa Thượng liên tục lắc đầu. Phong Phi Vân không khỏi tự chế giễu mình, tại sao hắn lại có thể hỏi một chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Trong thiên hạ làm sao có thể có một vị hòa tượng gọi là Tử Nhục Hòa Thượng chứ? Pháp hiệu Bần Tăng là Tử Nhục. Tử Nhục Hòa Thượng hết sức nghiêm túc nói. Phốc, thiếu chút nữa Phong Phi Vân đã phun miếng thịt bò cạp mới vừa ăn ra ngoài, đại hòa thượng này thực sự gọi là Tử Nhục Hòa Thượng. Tử Nhục Hòa Thượng đứng bên cạnh đống lửa, gương mặt hết sức tròn trịa, tướng mạo trang nghiêm. Dường như đang nhớ lại chuyện gì đó, nói. Trước đây sư tôn ta dẫn ta vào Thương Sinh Tự, vẫn còn chưa đặt pháp hiệu cho ta thì đã viên tịch. Pháp hiệu Tử Nhục này thực ra là tự ta đặt. Thương Sinh Tự là một ngôi đại miếu sao? Phong Phi Vân chưa từng nghe nói qua, chỉ cảm thấy vị Tử Nhục Hòa Thượng này thật sự rất vớ vẩn. Phong Phi Vân luôn cảm thấy vị Tử Nhục Hòa Thượng này có chút vấn đề thần kinh, không muốn làm tổn thương hắn thêm nữa nên nói. Tiền bối là cao nhân Phật môn, có thể nào lại đi giam cầm một tiểu cô nương chứ, nếu như chuyện này lan truyền ra ngoài, không chỉ ảnh hưởng đến thanh danh của người mà còn làm ảnh hưởng đến danh dự Thương Sinh Tự nữa. Phong Phi Vân thành khẩn nói tới những hệ lụy cho Tử Nhục Hòa Thượng nghe, hy vọng tên bại hoại Phật môn này được độ hóa. Trong lòng vị Tử Nhục Hòa Thượng hình như đang suy nghĩ gì đó, giọng nói già nua mà còn kéo dài, thở dài nói. Thương Sinh Tự đã sớm chìm vào trong lòng đất hơn 800 năm rồi, toàn bộ Thương Sinh Tự cũng chỉ còn lại một mình Bần Đạo, cho dù Bần Đạo có mất hết danh dự thì cũng muốn thu nhận vị nữ tử này làm đồ đệ, truyền cho nàng Phật Pháp của Thương Sinh Tự, tiếp tục nhận việc hương khói cho Thương Sinh Tự, nếu không sau khi Bần Đạo chết thì làm sao có mặt mũi đi gặp sư tôn chứ? Cái gì, tòa miếu thần này chính là Thương Sinh Tự? Phong Phi Vân có chút kinh ngạc. Gì chứ, ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ? Làm một nữ hòa thượng sao? Phong Thiên Tuyết giật mình, liên tục lắc đầu. Đánh chết cũng không đồng ý cạo chọc đầu làm hòa thượng, sẽ xấu xí lắm. Chuyện này tuyệt đối không thể, nhưng lại không có một chút cơ hội thương lượng. Tử Nhục Hòa Thượng gật đầu, nói. Ngươi và Phật có duyên, ngươi mang Phật cốt tiên thiên, nếu không theo ta quy y Phật môn thì quả thật sẽ rất đáng tiếc. Hơn nữa cũng không phải để cho ngươi làm nữ hòa thượng đâu. Vậy chứ làm gì? Phong Phi Vân cũng nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng không hy vọng Phong Thiên Tuyết đi làm hòa thượng. Nữ ni cô, Tử Nhục Hòa Thượng lại hóp thêm một ngụm rượu, tiếng rượu được nóc vào ừng ừng thật to. Phong Phi Vân và Phong Thiên Tuyết hoàn toàn không còn gì để nói với vị hòa thượng này. Cho dù muốn thu nhận đồ đệ thì cũng nên tìm một nam nhân chuyên tâm hướng về Phật chứ, đằng này lại khăng khăng tìm một tiểu cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc như Phong Thiên Tuyết, đây quả thực là hại người khác mà. Nhưng mà Phong Phi Vân cũng đã nhìn ra được, Tử Nhục Hòa Thượng thật có chút Phật căn, tuy là nhìn có vẻ tùy tiện, nhậu nhẹt rượu thịt nhưng mà tính tình lại hết sức cố chấp. Một khi quyết định chuyện gì đó thì sẽ rất khó thay đổi. Ta không muốn làm nữ ni cô đâu, người giết ta đi. Phong Thiên Tuyết dùng sức dậm chân, rất muốn một cước đá vào đầu Tử Nhục Hòa Thượng. Tội lỗi, vi sư không sát sinh, ngay cả một con kiến cũng không giết bao giờ. Tử Nhục Hòa Thượng vừa nói vừa cắn một miếng thịt bò cạp. Phong Phi Vân cười nói. Vậy còn con bò cạp trong tay tiền bối, chẳng lẽ nó tự đập đầu vào tường chết sao? Không phải, không phải, chính là lửa quay chết nó, cũng không phải là Bần Tăng giết nó. Tử Nhục Hòa Thượng nói hết sức thẳng thắn, cũng hết sức nghiêm túc, trong mắt còn phảng phất cả sự bi thương. Nhưng mà sự bi thương này rất nhanh lại biến mất, hắn lại bắt đầu mở miệng thật to ăn thịt. Ngoác miệng uống rượu. Phong Phi Vân tự nhiên là có mấy phần vô lại, chuyện chơi xấu cũng đã từng làm không ít nhưng hôm nay thì thực sự là phải chấp nhận thua trước vị hòa tượng Tử Nhục này. Toàn bộ tòa Phật tháp đều rung động kịch liệt, trận đấu bên ngoài càng lúc càng kinh khủng, vô số kiếm khí bay tán loạn trên trời làm cho từng ngọn tòa Phật tháp bị động phá, đem từng bức tượng Phật được đúc bằng đồng chặt đứt ngang. Nhưng mà trong vòng 10 trượng, những kiếm khí này lại không thể nào tiến vào tòa Phật tháp.
một khi đánh tới thì cũng sẽ bị một cổ sức mạnh vô hình triệt tiêu, hóa thành một luồng khói mù. Phong Phi Vân mở cửa sổ của tòa Phật tháp ra, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy ba vị nhân vật cấp bậc cự kình đều đang toàn lực xuất thủ, hướng về cổ giếng Hoàng Nê tấn công mãnh liệt. Giếng Hoàng Nê vẫn không phá được, có một đạo khói ùng ùng tràn ra, ngưng tụ lại thành kiếm chí, đại chiến khắp nơi. Tiền bối, người chính là hòa tượng cuối cùng của Thương Sinh Động Phủ, người có biết trong cổ giếng Hoàng Nê kia rốt cuộc là có bí mật gì hay không? Phong Phi Vân tò mò hỏi. Sau khi Tử Nhục Hòa Thượng nghe được câu hỏi thì càng trở nên nghiêm túc, đem thịt bò cạp đang cầm trong tay thả xuống, sau đó nhìn vào bức tranh bi thương trên tường, sau đó từ từ nói. Trong giếng chôn cất một vị nữ tử, hơn 1.800 năm trước, trụ trì Thương Sinh Tự vì cứu vị nữ tử này mà làm cho toàn bộ tăng nhân trong Thương Sinh Tự đều bị giết hết, luyện hóa tinh khí của tất cả sinh mệnh trong tòa đại miếu, luyện chế bất tử linh tuyền, muốn kéo dài tính mạng của cô gái kia. Thanh âm miếu thần bị sụp đổ rền vang, tổ sư đại diễn tiên môn, lão tổ Tần gia, đệ tam điện chủ tích Nhật Xâm La điện đều là những nhân vật cường giả tuyệt đỉnh, họ liên thủ công kích, giống như ba tòa long quyển cự đại, muốn phá hủy cả thế giới. Phong Phi Vân đứng trên Phật tháp nhìn xuống chiến trường ở phía xa, trong lòng chấn động vô cùng, nói. Trụ trì Thương Sinh Tự lại vì một nữ nhân mà làm cho toàn bộ tăng nhân trong chùa bị chết, hèn chi những tăng nhân kiệu oán khí cực đại. Dù đã hơn 1.000 năm nhưng vẫn không chịu chết đi. Một đoạn bí ẩn này thực sự khó mà tưởng tượng, nếu không phải Tử Nhục Hòa Thượng nói ra thì e rằng sẽ không có ai biết tại sao Thương Sinh Tự lại bị tiêu diệt như vậy. Vậy trụ trì Thương Sinh Tự đi đâu rồi? Phong Phi Vân hỏi. Tử Nhục Hòa Thượng ngồi ngay ngắn, đưa mắt nhìn lên trần tháp, nói. Chết rồi. Ai giết? Phong Phi Vân hỏi. Tự hắn. Tử Nhục Hòa Thượng nói. Hắn tự mình giết chết hắn. Phong Phi Vân gật đầu một cái, nói. Cũng đúng, chắc là hắn tự cảm thấy tội nghiệp nặng nề cho nên mới tự sát tạ tội. Cũng không phải như vậy. Tử Nhục Hòa Thượng nói tiếp. Hắn là vì cứu cô gái kia cho nên mới tự sát, dùng tu vi cao tuyệt của bản thân bố trí đại trận nghịch chuyển sinh tử, người rơi xuống, miếu thần chìm vào trong lòng đất, chỉ vì muốn ấp ủ nên một giếng linh tuyền bất tử, dành lại cho cô gái kia một con đường sống. Tử Nhục Hòa Thượng đối với bí mật năm đó hình như có vẻ hiểu rất rõ, giữa hai hàng lông mày mang theo sự phiền muộn, lúc này lại sinh ra được mấy phần Phật ý. Một người tu Phật thì bản thân phải lục căn thanh tịnh, vị đại sư trụ trì này lại vướng vào lưới tình, chết cũng là đáng đời. Phong Phi Vân cười nói, nhưng mà khi hắn chợt nghĩ tới tình cảnh mà mình gặp phải, không phải hắn cũng vì một nữ nhân mà phải bỏ mạng đó sao, điều này so với vị trụ trì quả thực còn thê lương hơn mấy phần. Phong Phi Vân ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Đôi mỹ ngâu của Phong Tiên Tuyết lóe lên một tia quang mang, nói. Ta cũng cảm thấy vị đại sư trụ trì này là một vị hòa tượng tốt, thà rằng bản thân phụ người trong thiên hạ chứ không phụ nàng. Nếu như có người cũng có thể làm được điều này với ta, cho dù là một hòa thượng thì ta cũng lấy làm chồng. Đôi mắt to tròn của nàng chớp chớp liếc nhìn Phong Phi Vân. Xem ra muội thật sự thích hợp làm nữ ni cô. Hòa thượng và ni cô thì có thể làm thành một đôi. Phong Phi Vân thở dài nói. Phong Tiên Tuyết liền trở nên tức giận, trừng to mắt nhìn tên Phong Phi Vân đáng chết không chịu hiểu lòng cô, hắn quả thực không bằng một vị hòa thượng. Cả tòa Phật tháp rung lên mãnh liệt, chấn động mãnh liệt, tựa như muốn lộn ngược lại vậy. Một luồng quang hoa huyết sắc từ trong giếng Hoàng Nê tuôn ra, tựa như tinh tú huyết sắc bay thẳng lên bầu trời cao, quang hoa rọi sáng cả tòa miếu thần. Mang theo sức mạnh vô hạn. Huyết sắc bảo thạch treo lơ lửng giữa trời cứ như một cái thau rửa mặt to lớn, ánh sáng rực rỡ, quang mang sắc sảo, mang sức mạnh như muốn xé toạt mọi thứ ra, làm cho ba vị tu sĩ cấp bậc cự kình kia đều bị chấn đắc văng ra ngoài. Đệ tam điện chủ tích Nhật Xâm La điện bị quang mang của huyết tinh đánh cho bị thương chảy máu đầy người, hỏa diễm trên người bị dập tắt, người bị đánh văng ra ngoài, rơi xuống đất tạo thành một hõm trống. Môn chủ đại diễn tiên môn và lão tổ Tần gia cũng đều bị thương, máu chảy lênh láng, đều đang tìm cách bỏ chạy khỏi giếng Hoàng Nê, không dám tiến lên một bước nào nữa. Cổ uy lực này thực sự rất kinh người, dù cho là cự kình cũng không cách nào chống lại, ngay cả linh khí cũng bị đánh xuyên qua. Cuối cùng cũng yên ổn, không có ai động thủ lần nữa. Rốt cuộc thì viên huyết tinh kia là thứ gì? Tại sao lại mạnh như vậy chứ? Có người nhìn chằm chằm vào viên huyết tinh treo lơ lửng trên không trung.
có thể cảm thấy được từng viên tinh điểm chuyển động xung quanh huyết tinh, dường như là mấy trăm giọt linh tuyền. Trong mỗi giọt linh tuyền cũng dựng dục những tiểu cô nương đang ngủ ngon, đó là linh tính linh tuyền. Viên huyết tinh kia giống như trái tim một người, vừa rồi rõ ràng ta còn thấy được nó đang nhảy nhót nữa. Huyết tinh đang hấp thụ linh tuyền xung quanh, sức mạnh càng lúc càng lớn. Mấy trăm giọt linh tuyền bày ra trước mặt, đây quả thực giống như nhìn thấy được một tòa bảo sơn, không có người nào có thể không động tâm, loại tài phú này thực sự rất đáng sợ, đừng nói là mấy trăm giọt linh tuyền, coi như là 10 giọt linh tuyền cũng có thể làm cho một gia tộc trở nên thịnh vượng. Trong cổ giếng hoàng nê tản ra mùi thơm ngát của linh tuyền làm cho thể xác và tinh thần người ta trở nên sảng khoái, bách hài thông đạt, tinh thần vô cùng sung mãn. Có người không chịu đựng nổi sự mê hoặc của linh tuyền, cất bước đi về hướng miếu thần, nhưng mà còn chưa tới được chỗ cách miếu thần đến 10 trượng thì đã bị huyết tinh bắn chết, ngay cả hài cốt cũng không còn. Ngay cả ba vị cự kình cũng không dám tùy tiện xuất thủ, những người khác xuất thủ thì nhất định là muốn đâm đầu vào cái chết. Thấy linh bảo nhưng lại không thể đoạt lấy nó, loại cảm giác này chẳng khác nào muốn mạng người khác. Trên Phật tháp, Phong Phi Vân làm sao lại không muốn đoạt lấy linh tuyền chứ? Hắn tế xuất ra độ trận đài sen, muốn liều chết đoạt bảo vật nhưng lại bị Tử Nhục Hòa Thượng bắt giữ lại. Hòa Thượng, ông muốn ngăn cản đường tiền tài của ta. Phong Phi Vân nói, bần đạo là sợ ngươi đang bước vào con đường chết. Tử Nhục Hòa Thượng từ dưới đất đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng dữ tợn. Đứng cạnh cửa sổ, nhìn quang hoa huyết tinh, thở dài nói. Huyết tinh xuất thế, vận mệnh luân lưu. Những tăng nhân cổ thi trong miếu thần lại bắt đầu điên cuồng đứng lên, nhún nhảy trên mặt đất, dường như muốn tóm lấy viên huyết tinh. Bọn họ bắt đầu gào thét, phát ra những tiếng gầm gừ rợn cả tóc gáy. Không còn ai trấn áp bọn họ, trên người bọn họ đằng đằng sát khí, oán khí ngút trời. Phong Phi Vân nói. Huyết tinh xuất thế, vận mệnh luân lưu. Đại Hòa Thượng, rốt cuộc thì ông lại đang làm cái gì vậy? Lời này rốt cuộc là có ý gì? Tử Nhục Hòa Thượng mang trên mặt vẻ khó hiểu, úp úp mở mở nói. Cái này, ý chỉ là trong mấy ngày nữa thiên địa sẽ xảy ra đại biến, vận mệnh sẽ phát sinh thay đổi, tạo thành vận mệnh lộn xộn, trước đây có thể không có chuyện gì xảy ra, hoặc là vào lúc đó có thể xảy ra. Lời nói của Tử Nhục Hòa Thượng mơ hồ không rõ. Hiển nhiên là không muốn để cho Phong Phi Vân biết rõ mưu sự, cho nên đoán chừng là tránh nói vào vấn đề chính. Tử Nhục Hòa Thượng đột nhiên lại ấn vai Phong Phi Vân xuống, đôi mắt to lớn như cái chuông đồng nhìn chằm chằm hắn, lời nói thành khẩn. Tiểu thí chủ, bây giờ sinh mệnh thương sinh như ngàn cân treo sợi tóc, bần đạo thấy ngươi cũng có lòng nhân thiện, bây giờ muốn giao phó ngươi một chuyện, ngươi có bằng lòng hay không? Từ trước tới nay Phong Phi Vân đều không cho rằng mình là người có lòng lương thiện. Bây giờ thấy vị đại hòa thượng này tính tình cổ quái, lại không là một hảo sư, đang chuẩn bị lắc đầu. Ta! Được rồi, quả nhiên là bần đạo không nhìn nhầm người. Người đã đồng ý gánh vác trách nặng nề này thì bần đạo sẽ nói cho người biết chân tướng sự việc. Tử Nhục Hòa Thượng căn bản là không cho Phong Phi Vân cơ hội nói chuyện, lại nói tiếp. Huyết tinh chính là huyết tâm, một khi huyết tinh dựng dục thành công thì sẽ hóa thành một viên huyết tâm. Làm cho vị nữ tử trong cổ giếng hoàng nê kia sống lại, đến lúc đó nhất định máy chảy thành sông, xác chết chất đầy núi, nếu muốn tránh cho chuyện đó xảy ra thì cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Hả, đợi một chút, vị nữ tử trong giếng hoàng nê sống lại thì tại sao máu chảy thành sông, xác chết chất đầy núi chứ? Phâu Ninh Phi Vân cũng đã gặp qua nữ thi kia, cũng không cảm nhận được bất cứ hung khí nào trên người nàng, ngược lại thì trên người nàng còn có một luồng không linh xuất trần. Tử Nhục Hòa Thượng lại vỗ vỗ vai Phong Phi Vân, vò đầu dậm chân nói. Tiểu thí chủ cậu quá ngây thơ rồi, một nữ thì bị dựng dục ở sâu trong lòng đất hơn 1.000 năm trời, nếu như sống lại thì hung sát khí nhiễm trên người nhất định rất đáng sợ, hơn nữa huyết tinh còn hội tụ huyết dịch oán tăng hơn 1.000 năm, trở thành trái tim của nàng, oán khí trên người nàng sẽ càng to lớn bực nào chứ. Đến lúc đó chỉ sợ 10 bước sẽ giết chết một người, nghìn dặm nhất định tiêu diệt một thành trì. Thiên hạ sợ rằng không có người nào có thể ngăn lại được. Lời nói của Tử Nhục Hòa Thượng cũng không phải không có lý, Phong Phi Vân gật đầu, nói. Vậy thì phải làm thế nào để tránh cho mọi chuyện xảy ra? Chỉ có một cách, Tử Nhục Hòa Thượng cười nói. Tìm cho được Phật Y Nạp Lan của trụ trì thương sinh tự trước đây, hơn nữa còn có Phật Châu Phỉ Thúy trụ trì nắm trong tay, hợp hai thứ bảo vật này lại là có thể trấn áp được huyết tinh. Tử Nhục Hòa Thượng chỉ tay về phía bức tranh trên vách,
trên tranh là một vị cao tăng đắc đạo, người mặc Phật y nạp lan, trong tay nắm chuỗi Phật châu phỉ thúy. Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn chăm chú vào người vị cao tăng đắc đạo, dù sao cũng cảm thấy có loại cảm giác quen biết, loại cảm giác này rõ hơn là cảm giác duyên phận, dù sao thì hắn cũng chưa từng gặp qua vị lão tăng này, nhưng tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Vậy sao ngươi không tự mình đi tìm hai thứ đồ này? Phong Phi Vân liếc mắt nhìn hắn. Tử Nhục Hòa Thượng quay người lại, nhặt thịt bò cạp từ dưới đất lên ăn tiếp, gặm gặm cắn cắn rồi mới nói. Bần đạo phải ở đây trấn áp những oán tăng trong miếu thần, nếu để cho những oán tăng này chạy ra ngoài thì cũng là máu chảy thành sông, xác chết chất thành núi. Thật ra thì muốn tìm Phật Y Nạp Lan và Phật Châu Phỉ Thủy cũng không khó. Nghe nói năm đó trụ trì yêu vị nữ tử đó, tự cảm thấy Phật tâm bị ô uế nên nhốt mình trong một tòa Phật viên ở trong Tử Tiêu Phủ Thành, muốn dùng Phật Pháp vô thượng quên đi vị nữ tử kia, nhưng mà cuối cùng lại không được. Tử Nhục Hòa Thượng cung cấp cho Phong Phi Vân một đầu mối. Nhưng mà với Phong Phi Vân, manh mối này tuyệt đối không đủ, dù sao thì Tử Tiêu Phủ Thành cũng quá lớn, Phật viên cũng có hơn ngàn tòa, chờ hắn tìm được Phật Y và Phật Châu Phỉ Thúy thì đoán chừng nữ thi kia đã sớm sống lại. Tử Nhục Hòa Thượng sợ rằng Phong Phi Vân không đi nên lại tiếp tục mê hoặc, nói. Nghe đồn mặc Phật Y Nạp Lan vào thì giống như được cổ Phật phụ thể, có thể một quyền đánh nát cả một ngọn núi, tay không có thể rời thành. Nếu như cầm trong tay chuỗi Phật Châu Phỉ Thúy thì có thể hái được sao, sức công phạt không gì sánh được, cũng có thể chiếm được cả thiên hạ. Hắn khẽ liếc nhìn Phong Phi Vân, muốn xem phản ứng của hắn thế nào. Phong Phi Vân cười nói. Đừng lấy những thứ đó ra dụ dỗ ta, bây giờ bên ngoài nhiều cao thủ như vậy, sát khí tứ phía, nếu muốn xông ra ngoài thì đã là việc khó rồi. Nếu làm việc cho ngươi, dù sao cũng phải lấy ra những thứ tốt hơn chứ. Tử Nhục Hòa Thượng hình như đang mong chờ những lời này của Phong Phi Vân, vui vẻ gật đầu. Ở đây bần đạo có 4 viên cổ tu linh đan, có thể làm cho tiểu thí chủ đang ở lúc sinh tử trước mắt có thể phát huy ra chiến lực bằng một nửa nhân vật cự kình, một quyền cũng có thể đánh ra bách vạn cân. Phong Phi Vân mừng rỡ, trong lòng ngầm cảm thán vị Hòa Thượng biết cách đối nhân xử thế này. Bần đạo còn có 3 giọt linh tuyền, mỗi một giọt đều đầy ắp linh tính, vô giá. Tử Nhục Hòa Thượng ra tay vô cùng hào phóng, lấy từ trong lòng ngực ra một cái bình ngọc, đặt vào trong tay Phong Phi Vân. Bần đạo còn có 1 viên ngũ phẩm bách thiên linh đan. Nhưng mà chờ sau khi ngươi đem Nạp Lan Phật Y và Phật Châu Phỉ Thúy tới thì có thể cho ngươi. Tử Nhục Hòa Thượng bày linh đan ra, sau đó lại cất vào. Linh đan chính là dược bảo hy hữu vô cùng, chẳng qua chỉ là linh đan nhất phẩm mà cũng đã vô giá, không thể dùng tiền bạc để đánh giá. Mà ngũ phẩm linh đan thì lại càng hiếm hoi hơn nữa, cả vương triều thần tấn đoán chừng cũng tìm không ra được mấy viên. Sở dĩ Tử Nhục Hòa Thượng lấy ra 1 viên ngũ phẩm linh đan chỉ để dụ dỗ Phong Phi Vân mà không trực tiếp giao cho hắn, nhất định là sợ tên tiểu tử này một đi không trở lại. Lúc này Phong Phi Vân đã lấy được 1 viên tứ phẩm cổ tu linh đan, còn có 3 giọt linh tuyền nên đã sớm vui mừng hớn hở, hiển nhiên sẽ không tính toán đến những thứ khác với vị hòa thương hẹp hòi này. Tiểu thí chủ, nhớ kỹ lấy điều này, trong vòng 7 ngày phải quay về đây, nếu không thì hậu quả khó lường, đến lúc đó máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Được rồi, nếu như nói ăn thịt người thì ăn chỗ mềm ngon, bắt lấy họ thì dựa vào khuyết điểm thì coi như vị đại hòa thượng ngươi ra tay quá rộng rãi rồi, chuyện tìm kiếm Nạp Lan Phật Y và Phật Châu Phỉ Thúy thì nằm trong khả năng của ta. Nhưng mà, thực lực của ta dù sao cũng có hạn, Tiên Tuyết nhất định phải đi theo ta. Tuy là nàng cũng không giúp được gì nhưng mà trợ giúp một tay hay là chạy vặt thì cũng có thể. Phong Phi Vân nói. Tuy là dáng dấp Tử Nhục Hòa Thượng cao lớn thô kệch nhưng tâm tư lại rất tinh tế, liếc mắt một cái thì đã nhìn thấu được lòng dạ của Phong Phi Vân, cười nói. Tiểu cô nương này tuyệt đối không thể rời khỏi đây, nếu như hai người các ngươi cùng rời khỏi và không trở lại thì làm sao bây giờ? Cái này, chuyện này tôi tuyệt đối không làm như vậy. Phong Phi Vân nói. Tử Nhục Hòa Thượng mỉm cười đứng im, tựa như đang nói. Chuyện đó cũng không chắc chắn. Vèo. Một cái bóng màu đen từ ngoài cửa sổ bay vút qua, tốc độ nhanh như diều hâu vồ mồi, chẳng qua chỉ trong nháy mắt mà bóng đen kia đã chạy như bay khỏi tòa Phật tháp hướng ra bên ngoài miếu thần. Thuật ẩn náu của cái bóng đen cực cao, chẳng biết hắn đã náu mình trong Phật tháp bao lâu rồi, một mực nghe trộm cuộc trò chuyện của Phong Phi Vân và Tử Nhục Hòa Thượng, lúc này mới nhanh chóng rời đi. Chạy trốn cực nhanh. Là đỗ thủ cao,
nhất định hắn đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta, đã biết được hai món Phật bảo kinh thế là Nạp Lan Phật Y và Phật Châu Phỉ Thúy. Nếu như hai món Phật bảo này rơi vào trong tay hắn, như vậy thì nhất định là hắn sẽ trở thành một sát thần vô địch, đến lúc đó thì thực sự là máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Phong Phi Vân đứng cạnh cửa sổ nhìn theo cái bóng màu đen đang bỏ chạy, muốn đuổi theo đánh chết hắn để tránh cho hắn tìm được Nạp Lan Phật Y và Phật Châu Phỉ Thúy, nhưng lại cảm thấy mình không đủ sức vì tu vi đỗ thủ cao hơn hắn rất nhiều, dù cho đuổi theo thì ngược lại là sẽ bị hắn diệt khẩu. Tử Nhục Hòa Thượng càng khẩn trương hơn Phong Phi Vân, vội vàng cầm cây thiền trượng đang dùng để quay thịt nhặt lên, đưa cho Phong Phi Vân, nghiêm túc nói. Mang theo cây vô địch thiền trượng này, đuổi theo người đang bỏ chạy kia, nhất định không thể để cho Nạp Lan Phật Y và Phật Châu Phỉ Thúy rơi vào trong tay của hắn. Vô địch thiền trượng. Phong Phi Vân liếc mắt nhìn cây thiền trượng bị lửa nướng đen thùi lùi trong tay của Tử Nhục Hòa Thượng. Nhìn nó lớn cũng khoảng cánh tay, quả thực giống như một cây trải cán bột mà lại kêu là vô địch thiền trượng sao. Cầm theo thứ đồ chơi này để đuổi giết đỗ thủ cao, e rằng sẽ bị đỗ thủ cao cười nhạo. Không sai, chính là vô địch thiền trượng, tên này cũng là do chính bần đạo đặt lấy. Tử Nhục Hòa Thượng cầm lấy vô địch thiền trượng cưỡng ép nhét vào trong tay Phong Phi Vân, sau đó dùng hai cánh tay to lớn nhấc Phong Phi Vân lên rồi trực tiếp ném hắn từ trên Phật tháp cao mười mấy trượng xuống dưới. Mẹ kiếp, cao lắm đó. Phong Phi Vân hét to. Sau khi nắm vô địch thiền trượng trong tay, Phong Phi Vân cảm thấy giống như đang nắm giữ pháp tắc thiên địa, đầu óc thông suốt rõ ràng mà trước nay chưa từng có một luồng đại khí hào hùng từ trong thiền trượng truyền ra ngoài, dung nhập vào người hắn. Phong Phi Vân cảm thấy toàn thân đều là sức mạnh, da rẻ và xương cốt đều tỏa kim quang, chợt lật mình xoay người, cầm thiền trượng trong tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng vững giữa không trung, dĩ nhiên chân đạp trong hư không, hướng về phía trước mà điên cuồng bay tới. Thiên hạ vô địch. Phong Phi Vân hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra một cổ tiêu thần lôi, hướng về phía đỗ thủ cao đang bỏ trốn phóng tới, làm cho hư không nổ túa ra thanh yên. Cũng không biết là trong vô địch thiền trượng ẩn chứa loại Phật lực cường đại thế nào mà lại có thể đi xuyên qua người Phong Phi Vân, căn bản cũng không có đoạn tuyệt ý tư. Lúc này Phong Phi Vân chỉ cảm thấy toàn thân đều là sức mạnh chiến đấu, dù cho là một cường giả trưởng bối cảnh giới thần cơ thì hắn cũng muốn một trượng ép chết. Phong Phi Vân mạnh mẽ lao ra từ trong miếu thần làm cho rất nhiều tu sĩ bên ngoài miếu thần bị kinh hãi, người này là từ đâu xuất hiện. Phong Phi Vân đừng chạy, ta muốn đánh với ngươi một trận. Kim y trên người Tần Minh như sắt, ở trong không khí va chạm vào nhau phát ra tiếng ảo ảo, nắm chặt Hàn Phong chiếm kiếm trong tay, nhanh chóng đuổi theo. Hắn không dám đi vào miếu thần nhưng không có nghĩa là hắn không dám đánh nhau một trận với Phong Phi Vân. Tần Minh vung chiến kiếm lên, kéo ra một đạo kiếm quang kim sắc, kiếm quang chia ra làm hai, hai chia làm bốn, bốn phân làm tám. Đến cuối cùng biến thành 216 đạo kiếm khí. Kiếm khí như tia chớp phi xuất, mang theo sức mạnh hủy diệt. Tần gia lão tổ cũng hơi hơi gật đầu, kiếm thuật Tần Minh dùng chính là vạn kiếm quy nhất chí cao của Tần gia. Lúc tu luyện kiếm quyết đến cực hạn thì có thể một kiếm chém ra 16.384 đạo kiếm khí, tựa như vạn kiếm tề phát, không người nào có thể ngăn cản. Tần Minh còn nhỏ tuổi nhưng lại có thể chém ra 216 đạo kiếm, quả thực không hổ là thế hệ trẻ tài tuấn đệ nhất, nhất định có thể dương cao uy danh của Tần gia, làm cho thế hệ trẻ của Phong gia hoàn toàn bị đè bẹp. Phong Phi Vân bất ngờ dừng lại, đột nhiên cắm vô địch thiền trượng xuống mặt đất. Một cổ sức mạnh truyền vào trong lòng đất làm cho vô số đất đá bị bay cuốn lên, ngăn cản một kiếm kinh hãi tuyệt diễm của Tần Minh. Quay đầu nhìn lại thì bóng dáng đỗ thủ cao đã biến mất, rất có thể đã trốn ra khỏi Thương Sinh động phủ rồi. Phong Phi Vân không dây dưa với Tần Minh thêm nữa, rút vô địch thiền trượng khỏi mặt đất, sau đó lại sải bước đuổi theo đỗ thủ cao. Bụi mù tản đi, Phong Phi Vân đã đi xa rồi. Vậy mà Phong gia lại có một nhân tài như vậy. Tần Minh không ngờ rằng Phong Phi Vân lại có thể đón được một kiếm vừa rồi, trong lòng càng không phục, tay cầm chiến kiếm, tiếp tục đuổi theo. Lúc này thời tiết đã gần cuối hạ, ánh mặt trời gay gắt như lửa bếp. Kính Hoàn Sơn yên tĩnh vô cùng, ngay cả một con thú hay là một con chim cũng không nhìn thấy, hình như những loài động vật này cũng cảm nhận được sự thay đổi bên trong núi, từng con đã chạy thoát khỏi đây không còn bóng dáng. Phong Phi Vân giẫm trên vách đá. Chân đạp vào vách tạo thành những cái vết lõm to lớn,
sau đó lại mượn lực bay lên cao trên trăm trượng, như một con đại ưng phi nước đại trong núi. Mà ở phía trước hắn, các bóng màu đen kia cũng điên cuồng nhún nhảy nhanh chóng trên những ngọn cây, mãi đến lúc hai người chạy ra khỏi kính hoàn sơn thì các bóng đen kia mới dừng lại, đứng vững vàng ngông cuồng, bóng lưng thẳng đứng kiên cường. Quả nhiên là Đỗ Thủ Cao, hắn vẫn ăn mặc nghèo túng như trước, áo vải ma sam, mang giày rơm, chỉ có thanh đao trên lưng là phát ra ánh sáng lấp lánh, mang theo vô số linh quang. Phong Phi Vân, người đuổi theo kịp, chẳng qua là muốn tự tìm cái chết mà thôi. Hai mắt Đỗ Thủ Cao lãnh trầm, ẩn chứa sát khí. Cuối cùng Phong Phi Vân cũng đuổi theo kịp, mang trên vai vô địch thiền trượng, đầu đầy mồ hôi, ngồi thở dốc trên một tảng đá, nói. Vậy ngươi còn chạy để làm gì? Vội vàng đi đầu thai sao? Ta đã đồng ý với Đông Phương Kính Nguyệt là sẽ lấy mạng của ngươi, bây giờ vừa đúng lúc kết thúc mọi thứ, giết ngươi, ta sẽ không nợ tình nghĩa gì với nàng ta nữa. Vẻ mặt Đỗ Thủ Cao bình tĩnh khác thường, giọng nói càng không có chút tình cảm nào cả. Vậy mà Đông Phương Kính Nguyệt lại mời sát thủ tới giết ta, người phụ nữ chết bầm này quả thực là nham hiểm mà. Trong lòng Phong Phi Vân cảm thấy khó chịu, chỉ hận là lúc trước không thẳng tay bóp chết nàng ta. Phong Phi Vân len lén nuốt vào trong miệng một giọt linh tuyền, từ từ đứng dậy, cắm vô địch thiền trượng xuống mặt đất, cười nói. Cùng so chiêu với sát thủ, trước tiên phải khống chế thân pháp của hắn, ngăn được tốc độ của hắn. Phong Phi Vân dùng thiền trượng làm bút, vẽ từng đạo tuyến văn trên đất, mỗi một đạo tuyến văn đều vặn vẹo uốn khúc, giống như từng đạo kiếm khí quấn quýt lấy nhau. Đỗ Thủ Cao híp hai mắt lại, trong lòng hơi động một cái, sở trường của sát thủ chính là tốc độ, nếu như Phong Phi Vân thật sự có thể ngăn cản được tốc độ của hắn, như vậy thì nguy to, nhất định phải ngăn cản hắn. Đỗ Thủ Cao không lưu lại chút nào nữa cả, chiến đao trên lưng bắt đầu bay thẳng lên trên không, vẽ ra từng đạo trường long, tiến về phía trước. Hô khiếu! Tốc độ xuất đao của Đỗ Thủ Cao rất dọa người, một khi xuất thủ thì long trời lở đất, trừ trước tới nay gần như chưa từng bị thua. Văn ấn do thiền trượng khắc lục trên mặt đất bị mũi đao dễ dàng cắt nát, trực bức vào ngực Phong Phi Vân, tựa như một thủ đoạn thâm độc không cách nào thoát khỏi. Mau, mau, mau! Đây là thứ mà Đỗ Thủ Cao làm cho người khác khó lòng phòng bị được, Phong Phi Vân chỉ có thể kéo thiền trượng lùi về phía sau, lùi nữa thì lại bước vào kính hoàn sơn. Một khi đi vào trong núi thì tốc độ của Đỗ Thủ Cao càng thêm quỷ dị. Hai mắt Phong Phi Vân như điện, chợt đạp một cước trên mặt đất, bước chân kiên định, chuyển động thiền trượng trong tay, hai tay nâng lên, một trượng mãnh liệt đánh ra. Khuyên sắt trên thiền trượng va vào nhau phát ra tiếng leng keng, có màu vàng Phật hoa từ bên trong bắn tóe ra xung quanh, như vén lên một miếng kim lãng. Leng keng. Sức mạnh thiền trượng mạnh vô cùng, sức mạnh hơn vạn cân, trực tiếp đập vào trường đao cấp bậc linh khí của Đỗ Thủ Cao, liền làm cho linh đao phát ra một tiếng vang bi thương, linh tính trên thân đao bị đập vỡ mấy phần, mất đi mấy phần linh mang. Đỗ Thủ Cao kêu lên một tiếng đau đớn, da trên tay bị đứt ra tạo thành một dòng huyết tuyền. Sức mạnh của thiền trượng quả thực quá cường hãn, dù cho tu vi của hắn đạt đến thần cơ trung kỳ thì cũng không có cách nào chống đỡ được, bị sức mạnh của thiền trượng chấn đắc làm cho khí huyết sôi trào, ngũ tạng chấn động, xương cốt cánh tay đều tê dại, giống như muốn gãy lìa vậy. Thân ảnh Đỗ Thủ Cao vốn là không thể tìm ra dấu vết nhưng lại không thể trốn thoát được Phượng Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân, nhìn thấu được một chút dấu vết cho nên mới ngang nhiên xuất thủ, tiếp tục tấn công Đỗ Thủ Cao. Một kích thuận lợi, hiển nhiên Phong Phi Vân sẽ không để cho hắn cơ hội nghỉ ngơi, điều động linh khí toàn thân, phát huy uy lực của vô địch thiền trượng đến cực điểm, mỗi một lần xuất ra thế nào cũng là trận trận sấm sét bão tố, khí thế ngang trời. Bóng dáng Đỗ Thủ Cao giống như ma quỷ, tựa như lá rụng trong gió thu, dù sao cũng có thể tránh thoát được đại uy tuyệt sát của vô địch thiền trượng, mà đao pháp của hắn cũng tinh diệu khác thường, giống như linh xà đi xuyên qua không gian vậy, làm cho Phong Phi Vân tấn công không thể thuận lợi, thỉnh thoảng còn phải phòng tránh được tập kích của hắn. Một khi bị hắn tập kích bất ngờ thành công thì đó chính là cái chết. Cho nên tuy là Phong Phi Vân chiếm thế thượng phong, nhưng chỉ cần lơ là một chút, nói không chừng sẽ chết dưới đao Đỗ Thủ Cao. Đỗ Thủ Cao, xem ra đao của ngươi cũng không nhanh lắm. Hai tay Phong Phi Vân nhanh chóng di chuyển thiền trượng, khí thế trên người càng lúc càng thịnh, như muốn khí thôn đấu nghiêu. Đỗ Thủ Cao không nói một lời, chợt, hai mắt nhắm lại, quỳ gối nửa người trên đất, hai tay nắm chặt chuôi đao, bất ngờ cắm trên mặt đất,
vô số đao khí đi xuyên qua lòng đất, tiếp đó hóa thành vô số đao vũ từ dưới lòng đất vọt lên. Vèo, vèo vèo. Đao khí không ngừng mạo xuất, đi xuyên qua trời đất, khí thế vô cùng kinh người, coi như là thần vũ quân ngàn người cũng không thể không bị giết sạch. Trong lòng Phong Phi Vân kêu to không tốt, một cổ sát khí và nguy cơ càng lúc càng gần, hắn vội vàng bay lên khỏi mặt đất, muốn tránh khỏi một kích mang tính hủy diệt của Đỗ Thủ Cao, nhưng mà đã chậm một nước, một đạo đao khí đã mạo xuất cạnh chân của hắn, vọt thẳng lên. Một đạo đao này tuyệt đối không có cách nào chống đỡ được, một đao đâm rách bắp chân, tạo thành vết cắt dài chừng một thước, máu tuôn ra, thiếu chút nữa đã chặt đứt cả bắp chân. Từ chân truyền tới cảm giác đau buốt, Phong Phi Vân cố gắng chịu đựng rồi huy động thiền trượng vô song, sau đó tấn công trở lại, mang theo kim quang, uy thế lôi minh tương đương đại khí. Đỗ Thủ Cao không thể nào ngăn cản được vô địch thiền trượng, bị thiền trượng đánh vào vai trái, làm cho những khớp xương ở cánh tay trái bị đánh nát, phát ra tiếng răng rắc thật to. Phong Phi Vân cầm trong tay vô địch thiền trượng, sắc mặt tái nhợt, khập khiễng đi tới trước mặt Đỗ Thủ Cao, nói. Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Đỗ Thủ Cao chẳng những bị đánh gãy xương cánh tay mà ngay cả xương trên người cũng bị chấn đắc gãy ở một số chỗ, linh khí trên người bị chấn động hỗn loạn, bây giờ tuyệt đối không phải đối thủ của Phong Phi Vân nhưng mà tính cách hắn lại kiên cường vô cùng, tuy là một người bị thương nặng nhưng lại thẳng thắn như trước, nói. Sát thủ Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung, nếu như không giết được người khác thì hiển nhiên cũng không có nghĩ tới việc còn có thể sống sót. Tuy là Phong Phi Vân rất thích ý chí của hắn, nhưng mà hai người là đối thủ của nhau, đối với việc yêu thích kẻ thù của mình thì chính là tàn nhẫn với bản thân mình nên Phong Phi Vân nhất định phải lấy mạng của hắn. Vèo! Một bóng đen mãnh khánh từ trong lòng đất bay bọt ra, một tay tóm lấy cánh tay Đỗ Thủ Cao, tốc độ của hắn cực nhanh, trong tích tắc đã đi ra xa mấy trăm trượng, lúc này mới dừng lại. Đột nhiên xuất hiện ra một người, thân pháp hắn sử dụng so với Đỗ Thủ Cao lại giống nhau. Rất dễ nhận thấy đây cũng là sát thủ đứng đầu trong Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung. Phong Phi Vân, có lẽ ngươi không nên đuổi theo thì tốt hơn. Vóc dáng của bóng đen kia cao gầy, hai mắt mang theo hàn quang, hẳn là một cô nương còn trẻ tuổi. Hiển nhiên Phong Phi Vân không thể nào buông tha cho Đỗ Thủ Cao, nhất định phải giết hắn để diệt khẩu, nhưng lại không ngờ nữa đường lại xuất hiện một nữ sát thủ, hơn nữa tu vi lại không kém gì Đỗ Thủ Cao. Rất dễ nhận thấy đó chính là thiếu niên sát thủ vương giả của Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung. Ca này thật sự rất khó khăn đây. Phong Phi Vân dùng linh khí cưỡng ép che lại vết thương trên bắp chân, sau đó mang theo thiền trượng đi tới, vừa cười vừa nói. Từ trước tới nay chỉ có bổn thiếu gia uy hiếp phụ nữ, cô nương, đừng để rơi vào tay của ta, nếu không thì gia sẽ không để cho cô đứng dậy nổi đâu, kha kha. Nữ sát thủ trầm giọng. Phong Phi Vân. Hôm nay ngươi đã là chó chết chủ, ốc còn không mang nổi mình ốc mà lại dám trêu chọc đến Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung ta hay sao? Quả thực là không sợ chết mà. Phong Phi Vân hơi nhíu mày một cái, cảm giác được sự bất ổn, nói. Cái gì mà nói là chó chết chủ? Lẽ nào ngươi còn không biết gia chủ Phong gia đã phái tứ đại thiếu niên tài tuấn nghịch thiên tới bắt ngươi hay sao? Nữ sát thủ cũng máu lạnh như Đỗ Thủ Cao vậy, trong giọng nói không mang theo chút tình cảm nào. Giống như nàng ta rất sợ Phong Phi Vân nghe không hiểu vậy, lại nói. Có người tìm tới gia chủ Phong gia, nói là ngươi đắc tội với một vị đại nhân vật nào đó, gia chủ Phong gia vì muốn trấn an đối phương nên đã ra lệnh trục xuất ngươi khỏi Phong gia, cũng đã phái bốn vị thiếu niên tài tuấn đứng đầu đi bắt ngươi về. Nàng nói rất bình thản, nhưng mà Phong Phi Vân nghe thấy lại như sét đánh ngang tai, tuy là hắn đối với Phong gia cũng không có bao nhiêu lòng trung thành nhưng mà khi nghe được tin tức này thì trong lòng cảm thấy rất mất mát và băn khoăn. Nhất định là con tiện nhân Đông Phương Kính Nguyệt đã tìm đến gia chủ Phong gia, ngoại trừ nàng ta thì không có người nào có thể gây áp lực cho gia chủ Phong gia được, nhất định là như vậy, nhất định là vậy rồi. Lần sau nếu gặp lại, nhất định sẽ không lưu lại cho nàng ta một con đường sống. Tuy là Phong Phi Vân nghĩ vậy trong lòng nhưng mà trên mặt cũng ra vẻ bình thản. Không muốn bị hai sát thủ trước mắt nhìn ra chỗ hở, hắn cười phá lên ha ha, nói. Thực sự là chuyện cười mà, làm sao mà ta lại có thể nghe lời của một tên sát thủ chứ? Phong Phi Vân ta là một thanh niên kiệt xuất của Phong gia, gia chủ Phong gia mới không nỡ trục xuất ta khỏi gia môn đấy chứ. Không tin cũng được, ta chỉ biết là vì chuyện này mà gia gia của ngươi và hai vị thúc thúc đều đã bị liên lụy, bây giờ đã bị nhốt lại rồi đó. Còn có cả cao thủ chấp pháp của Phong gia cũng đã chạy tới thành Linh Châu để ngăn chặn phụ thân ngươi,
Đây chính là Hịch Văn Thanh Lý môn hộ được phong ra ban ra, có lẽ bây giờ đã truyền khắp Tử Tiêu phủ thành rồi. Nữ sát thủ lấy ra tờ Hịch Văn bị xé rạch, ném vào người Phong Phi Vân. Trong lòng Phong Phi Vân cảm thấy run rẩy, do dự trong phút chốc, cuối cùng cũng nhặt tờ Hịch Văn lên, phía trên quả thực là in dấu hiệu đặc hữu của Phong gia. Phong Phi Vân cũng không xem nội dung của Hịch Văn, liền trực tiếp nhét vào trong lòng ngực. Đại gia tộc đều là sĩ diện hảo, cho nên loại chuyện trục xuất con em gia tộc ra khỏi đại gia tộc này mấy trăm năm mới xảy ra một lần, dù cho xảy ra chuyện như vậy cũng sẽ hành động rất im ắng, không để cho bên ngoài chê cười. Nhưng mà lần này Hịch Văn của Phong gia lại dán đầy ở Tử Tiêu phủ thành, tin tức này thực sự quá lớn, ngay cả nữ sát thủ của Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung cũng biết chuyện này, như vậy có thể thấy được lần này Phong gia đối với chuyện trục xuất Phong Phi Vân có bao nhiêu quyết tâm. Từ khía cạnh khác mà nói, cũng là do con tiện nhân Đông Phương Kính Nguyệt đã gây áp lực quá lớn với Phong gia. Lại dám hạ thủ với người thân của ta, Đông Phương Kính Nguyệt, người nhất định chết chắc rồi. Lửa giận trong lòng Phong Phi Vân bốc lên tới não, bây giờ hắn chỉ muốn chạy về Tử Tiêu phủ thành, tìm cho ra cái người hèn nhát đê tiện Đông Phương Kính Nguyệt kia để bầm thây nàng ta ra. Nữ sát thủ và đỗ thủ cao thì đã lặng lẽ bỏ chạy, hóa thành hai đạo tàn ảnh màu đen biến mất ở trên trời. Phong Phi Vân một thân một mình đứng im tại chỗ, trầm tư trong giây lát, sau đó lại mang theo Vô Địch Thiền Trượng chạy hết tốc lực đi khỏi. Ba ngày sau, chim nhạn bay lượn trên bầu trời. Trên cánh đồng cỏ bát ngát, cỏ dại cao chín thước, bao phủ đỉnh đầu con người. Phong Phi Vân từ trong đám cỏ dại bay vút lên cao, cơ thể lao thẳng tới bầu trời bao la, linh khí trong người dồi dào, một bụi tiên miêu ở trong đan điền nở rộ ra quang mang, có vẻ linh động mà thần kỳ. Vết sẹo nhỏ trên bắp chân hắn dưới sự thôi động của linh tuyền đã hoàn toàn không tổn hao gì, chỉ còn lại một vết sẹo màu tím. Tiên căn trung kỳ, linh tuyền quả nhiên không hổ là bảo bối tốt. Phong Phi Vân rơi xuống đất, trông về hướng phía đằng xa. Tuy là hắn đã bị trục xuất khỏi Phong gia, thậm chí ngay cả người nhà cũng bị liên lụy, nhưng mà hắn lại không giống như kẻ đần đồn đi làm những việc kích động, dựa vào thực lực của cá nhân thì làm sao có thể chống đỡ được với cả một gia tộc. Ít nhất thì bây giờ là không thể. Đã qua ba ngày, còn có bốn ngày nữa, trước hết phải tìm được Nạp Lan Phật Y và Phỉ Thúy Phật Châu, chỉ cần nắm được hai thứ cự bảo này, thiên hạ to lớn nơi nào không đi được, cần gì phải ở vùi trong một Phong gia nho nhỏ đó. Trong lòng Phong Phi Vân đã có đầu mối, ở trên vách tường tại miếu thần thấy y phục khắc đồ, cùng với bất tử Phật Y nhìn thấy hôm đó ở Phật viên trong tòa phủ đệ kia ở Tử Tiêu phủ thành có vài phần giống nhau. Nhưng mà năm tháng trôi qua quả thực rất lâu, khắc đồ trên vách tường đã sớm mờ nhạt mơ hồ, lúc đó hắn cũng không có liên tưởng tới nơi nào, mãi đến tận mấy ngày nay, hắn khổ tu ở trên cánh đồng hoang vu mới có thể nhớ lại chuyện này. Trong lòng Phong Phi Vân đã rất gấp rút, sợ bị đỗ thủ cao nhanh chân đến trước. Tử Tiêu phủ thành chính là đại bản doanh của Phong gia, bây giờ toàn bộ Phong gia đều ở đó truy bắt hắn, một khi hắn hiện thân, nhất định dẫn tới vô số cường giả bao vây tấn công. Vì vậy hắn cũng đành phải mang theo một cái mũ màu đen trên đầu, đổi lại một bộ Phật y dị vực, gậy thiền trượng, từng bước đi vào Tử Tiêu phủ thành. Giống như một tu sĩ Phật giáo từ phương xa đi tới vậy, ăn mặc Phật tu thế này ở Tử Tiêu phủ thành cũng gặp không ít. Thể diện lần này của Phong gia có thể nói là mất đi không ít, một đệ tử đời thứ năm nho nhỏ vậy mà chọc phải hậu duệ quý tộc gia tộc Ngân Câu, đây không phải là ăn gan hùm hay sao? Những lão gia hỏa Phong gia kia bây giờ trong lòng nhất định cũng không dễ chịu gì, bị uy thế gia tộc Ngân Câu đè ép, chỉ có thể đem bực bội phát lên trên người con em nhà mình. Dù sao ta vẫn cảm thấy lần này sẽ không dễ dàng hòa hợp như vậy đâu, chờ sau khi cường giả Phong gia đem Phong Phi Vân bắt lại, chuyện này nhất định còn có biến hóa. Phong Phi Vân ngồi ở trong một tòa tử lâu tráng lệ ở Tử Tiêu phủ thành ăn thức ăn chay. Nhưng thật không ngờ tới vừa đúng lúc nghe được mấy tên tu sĩ trẻ tuổi đang nói về chuyện của hắn. Tu vi mấy người này cũng không cho là cao, không có ai đạt đến cảnh giới tiên căn, chính là những đệ tử tiểu môn tiểu phái của Tử Tiêu phủ thành. Tuy rằng cả Tử Tiêu phủ thành đều đang đăng Hịch Văn truy nã hắn, phía trên in bức họa của hắn, nhưng mà trên đầu Phong Phi Vân mang theo chiếc mũ màu đen nên những người này cũng không có nhận ra hắn. Đông đông, tiếng bước chân truyền đến dồn dập. Tiếp đó là một giọng nói kích động vang lên. Lại có tin tức nặng ký truyền tới, hóa ra người mà Phong gia trục xuất khỏi gia môn là Phong Phi Vân, chính là hậu nhân yêu ma, huyết dịch trong thân thể không thuần,
làm nhục huyết mạch Phong gia chính thống, lúc này gia chủ Phong gia mới muốn trừng trị hắn. Một tên béo vỗ bàn cười phá lên. Loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin, ngay từ lúc vương triều thần tấn kiến quốc đến nay, yêu ma đã bị trục xuất hầu như không còn, những lão gia hỏa kia của Phong gia nói ra những chuyện cười này, không phải là muốn bù đắp lại một chút mất mặt mũi sao. Dù sao thì nếu như truyền đi, Phong gia hắn chính là chịu áp lực gia tộc Ngân Câu bức ép mới ra tay đối phó con cháu nhà mình, mặt mũi thế này xem ra gặp nhiều xấu hổ đây. Ha ha ha, chuyện này chính xác ngàn vạn lần, chính là một vị con cháu Phong gia nói bí mật với nhau, tuyên bố mẫu thân Phong Phi Vân chính là yêu ma, từng cùng với phụ thân hắn quan hệ bất chính. Phong Phi Vân khó có thể giữ im lặng, ho khan hai tiếng, nói. Nhưng có chứng cứ gì không? Hiển nhiên có bằng chứng, nghe nói vị con cháu Phong gia mật báo kia chính là nghĩa huynh kết của Phong Phi Vân, hắn đem y bảo yêu ma mà phụ thân Phong Phi Vân giấu trộm đem ra ngoài, bên trên quả thực có khí tức yêu ma, sau khi gia chủ Phong gia biết được chuyện này đã nổi trận lôi đình, tuyên bố rằng nếu như tóm được Phong Phi Vân, nhất định phải đem tên yêu ma nghiệp chướng này dùng nhị muội minh hỏa đốt thành cho bụi. Chuyện này hôm nay đã truyền ra, toàn bộ Tử Tiêu phủ thành gần như đều biết được, nếu các hạ không tin, có thể đến Túy Ngọc lâu tự mình hỏi vị nghĩa huynh kia của Phong Phi Vân, nghe nói người này có công lớn, mấy vị Phong gia nghịch thiên tài tuấn đang ở đó cùng ăn mừng với hắn. Tuy là Phong Phi Vân không rõ ràng lắm, tại sao những người này lại nói mẫu thân hắn chính là yêu ma, nhưng mà hắn lại dám khẳng định người mật báo chuyện này nhất định chắc chắn là Phong Tùy Vũ. Phong Tùy Vũ chẳng qua chỉ là một đứa trẻ hành khất bên đường ở thành Linh Châu, Phong Vạn Bằng thương hại hắn mới thu nhận hắn làm nghĩa tử, từ nay trở thành nhân vật quyền thế muốn mưa được mưa muốn gió được gió ở thành Linh Châu. Không ngờ phụ thân coi trọng hắn như thế, hắn lại là người đầu tiên phản bội lại phụ thân, thật đúng là dậu đổ bìm leo mà. Phong Phi Vân đã không có tâm trạng hào hứng ăn cơm nữa, bây giờ hắn chỉ muốn giết người. Túy Ngọc Lâu chính là một trong những kỷ viện lớn nhất trong nội thành Tử Tiêu Phủ Thành, nữ tử nơi này nhu mì như nước, tài sắc song tuyệt, trong đó không thiếu nữ nhân thi từ ca phú tuyệt hảo, nhưng lại phải trở thành con rối trên chiếc giường hẹp của nam nhân, nhưng mà chẳng qua giá cả so với những cô nương khác lại cao hơn một chút thôi. Phong Phi Vân vẫn ăn mặc Phật y dị vực, trên đầu đội chiếc mũ màu đen, vòng sắt trên thiền trượng trong tay va vào nhau tạo ra tiếng động, cuối cùng dừng ở dưới Túy Ngọc Lâu. Ở nơi này không hổ là một tòa tiêu kim quật động tiêu phí tiền, chỉ là bên ngoài thì lại tựa như một cung điện đế hoàng tráng lệ. Hai bên bậc thềm cẩm thạch dài có 8 vị thiếu nữ tuổi thanh xuân, tô son chát phấn, da trắng như ngọc, yểu điệu tựa như có thể nặn ra nước. Các nàng ấy đứng ở dưới dãy đèn màu treo lơ lửng, trên người vốn là quần áo phong phanh suýt nữa cũng bị gió đêm thổi bay, không nói ra được là ướt át liêu nhân. Ngày tốt cảnh đẹp, giai nhân nhiều hưu quạnh, người trong Phật môn phổ độ chúng sanh. Đại sư, có thể nguyện tối nay phổ độ tiểu nữ một chút được không? Một giai nhân có dáng người cao gầy xách theo một ngọn đèn lồng cổ sắc, hướng về phía Phong Phi Vân tiến lên tiếp đón, giọng nói của cô gái này ôn nhu trong trẻo, tự nhiên mang theo một cổ mị hoặc làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Trên người nàng tản ra một luồng hương thơm, cũng không nồng nặc, cũng không nhạt nhẽo, khi nàng xoay quanh Phong Phi Vân, mùi thơm này liền như thủy triều vậy, bao vây lấy Phong Phi Vân. Phàm là nam nhân ngửi thấy mùi thơm này, dù cho biết rõ nàng là kỹ nữ, sợ là đều phải xem nàng như tình nhân mối tình đầu của mình. Đại sư, tại sao lại không nói một lời nào, thực là xem thường nữ tử hồng trần tố tố này sao? Đôi mắt đen nhánh chớp chớp chẳng khác nào hai quả bồ đao của thiếu nữ được gọi là tố tố, tiếp đó chính là rơi xuống hai giọt thanh lệ, nói khóc liền bắt đầu khóc. Lúc này trong lòng Phong Phi Vân tràn đầy sát khí. Chỉ muốn vọt vào đem tên khốn Phong Tùy Vũ kia chặt chém thành 8 mảnh, nhưng mà lại bị cô gái này dụ dỗ, tâm thần minh mẫn lại không ít, ngược lại liền không vội. Con chó Phong Tùy Vũ kia, tối nay dù sao hắn cũng chắc chắn phải chết, giết hắn không cần thiết phải cấp bách nhất thời. Hòa thượng này đúng là có sắc tâm không có sắc đảm, cũng đã đứng dưới Túy Ngọc lâu lâu như vậy, nhưng mà mặc cho ta làm thế nào cũng không câu dẫn hắn mắc câu được, thực sự là bổn cô nương tức chết mà. Tố tố đem những giọt lệ giả dối ở khóe mắt lau khô, hung hăng dậm chân, liền muốn lui về. A-di-đà Phật, nếu nói Phật độ người hữu duyên, vừa rồi bần đạo đã thành tín bẩm rõ với Phật tổ nói bần đạo và cô nương có duyên phận, đêm nay muốn bần đạo bất luận thế nào đều phải độ hóa cô nương. Phong Phi Vân hét inh ỏi một tiếng A-di-đà Phật, sau đó liền một tay cầm thiền trượng,
một tay đem Tố Tố ôm vào trong lòng, hướng về Túy Ngọc Lâu đi tới. Một màn này chẳng qua chỉ làm cho mấy cô thiếu nữ kiếm khách ở bên ngoài Túy Ngọc Lâu nhìn thấy đều đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, vị hòa thượng này này thật đúng là hiếm thấy, nghe ngữ khí của hắn, lại còn là phụng mệnh Phật tổ mà tới đây phiêu ký ấy ấy ó, dấu lớn. Túy Ngọc Lâu ngược lại cũng không hổ là nơi cực lạc của nam nhân, có thể tùy ý thấy được nữ tử mỹ lệ, còn có vô số mỹ tử và cao lương mỹ vị, cho dù tu hành đắc đạo cũng muốn ở lại nơi này thêm mấy ngày. Vừa đi vào Túy Ngọc Lâu, Phong Phi Vân liền phát hiện Phong Tùy Vũ ở ngay trên lầu 3, cùng với hắn còn có 3 vị thanh niên tài tuấn phong gia, mỗi một người đều tuấn lãng thần phong, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, trên người ẩn chứa thực lực khổng lồ, làm cho những người không có nhiệm vụ căn bản không dám tiến đến gần bọn họ. Đó là 4 vị hồng bài của Túy Ngọc Lâu chúng tôi, mỗi một người mỗi đêm đều nghìn vàng, cũng chỉ có mấy thị tài tuấn phong gia mới mời được các nàng ấy. Tố Tố thuận theo ánh mắt của Phong Phi Vân nhìn qua bên đó, cho rằng Phong Phi Vân đang nhìn 4 cô nương đang bồi rượu kia, cho nên mở miệng nhắc nhở. 4 cô nương bồi rượu này quả thực mỗi người đều là tuyệt sắc giai nhân, tuổi cũng không vượt quá 20, trên người mang theo sự nho nhã, có cả sự lạnh lùng kiêu ngạo, có cả sự dịu dàng, quyến rũ. Trong 4 cái đó, mỗi người nhận được một cái đều là chuyện vui trong đời người, huống chi 4 vị nữ tử này trên người đều tụ hợp hết cả. Phong Tùy Vũ được bồi rượu, dĩ nhiên lúc này cũng cười đến mức miệng kéo đến mang tai. Tùy Vũ huynh, vậy mà đem y bảo yêu ma trộm ra được, quả thực chính là vì gia tộc mà lập công lớn, nghe nói gia chủ cũng định đem một bụi dị thảo đỉnh cấp thưởng cho huynh đệ, thực sự là đáng mừng. Một vị tài tuấn phong gia người mặc bạch y nâng chén rượu lên mời, ở cùng với mỹ nhân thì uống rượu vô cùng vui sướng. Nghe nói món y bảo yêu ma kia tương đối bất phàm. Yêu khí phía trên làm cho một vị trưởng lão cũng bị chấn tử, thân thể biến thành nùng huyết, cuối cùng vẫn là mấy vị lão tổ tế xuất linh khí mới miễn cưỡng chân áp được nó. Thứ đồ tà ma như thế, không biết là hôm đó Tùy Vũ huynh làm thế nào ăn trộm ra được. Khóe miệng Phong Tùy Vũ cong lên, cười nói. Y bảo yêu ma kia chính là của mẫu thân Phong Phi Vân, mà trên người Phong Phi Vân chảy dòng yêu huyết của mẫu thân hắn, chỉ cần lấy huyết dịch Phong Phi Vân dính đầy hai tay. Sẽ không sợ bị ma y thương tổn được. Điểm này ta đã sớm báo cho mấy vị lão tổ, cũng chính bởi vì vậy, gia chủ mới vội vàng đi truy bắt Phong Phi Vân. Ta hiểu rồi, lần này mấy vị lão tổ là muốn bắt Phong Phi Vân, lấy máu của hắn luyện hóa ma y, nếu là có thể đem ma y kia thu phục được, chiến lực Phong gia ta chẳng biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần, đến lúc đó dù cho là gia tộc Ngân Câu cũng không thể làm cho sợ hãi nữa. Hừ, Phong Tuyệt, nhỏ giọng một chút. Chuyện này là việc cơ mật, hay là chờ chúng ta bắt được tên tiểu tử Phong Phi Vân rồi vui mừng đi. Một vị trẻ tuổi khác nhắc nhở. Ánh mắt Phong Tùy Vũ có hơi liếc một cái, cười nói. Đại ca, người quá nhạy cảm rồi, với tu vi vô thượng của mấy vị ca ca, đối phó với một Phong Phi Vân quả thực cứ như giết chết một con dẹp, trong vòng 3 ngày, Phong Phi Vân nhất định bỏ mạng. Ha ha ha, điểm này là tất nhiên, nếu hắn không chết. Tùy Vũ, chỉ sợ ngươi cũng khó mà an lòng. Vị nam tử mặc bạch y đầu đội phát quan nở ra nụ cười kín đáo đầy thâm ý. Hôm nay ta đã đột phá đến tiên căn sơ kỳ, cho dù mười mấy Phong Phi Vân đứng trước mặt ta, ta cũng có thể một quyền đem hắn đánh chết 10 lần. Phong Tùy Vũ cao giọng cười một tiếng, trong mắt mang theo giọng mỉa mai, sau đó lại nhéo ngực giai nhân một cái, đem chén mỹ tử uống cạn. Giữa Túy Ngọc Lâu oanh oanh yến yến quây quần. Đèn màu lấp lánh, có từng sợi xương trắng đưa qua đưa lại giữa lầu các, tựa như một tòa tiên khuyết. 3 vị tài tuấn nghịch thiên của Phong gia và cả Phong Tùy Vũ đều mặc bộ hàn quyên bạch y, tay cầm quạt lông, khăn vấn đầu, tựa như 4 vị nho sĩ đang chè chén trên lầu 3, mỗi người bọn họ đều ôm một vị giai nhân xinh đẹp, lúc thì họ uống rượu, lúc lại ca hát, khỏi phải nói là làm cho người khác phải ước ao biết dường nào. Phong Phi Vân mặc Phật y dị vực, trong tay nắm thiền trượng. Người sáng suốt vừa nhìn thì đã biết hắn là một người trong Phật môn, nhưng mà trong tay hắn thì lại ôm một tiểu cô nương trẻ đẹp, còn dở trò nữa, điều này làm cho người khác liếc xéo không thôi, còn phát ra cả tiếng cười nhạo và xem thường. Đông, đông, đông. Phong Phi Vân từng bước đạp lên cầu thang, mãi cho đến lầu 3, rồi ngồi đối diện với Phong Tùy Vũ, mà lúc này Tố Tố đã mang tới một bình rượu ngon thượng hạng, rót cho hắn một ly. Ở bên kia, Phong Tùy Vũ lại vừa cười vừa nói. Thành thật mà nói, tên tiểu tạp chủng Phong Phi Vân ở thành Linh Châu đã là một kẻ tội ác tày trời,
gần như đến mức mọi người phải kêu gọi giết hắn, nếu như không phải có phụ thân ta chống lưng thì tên tiểu tạp chủng này đã sớm bị đánh chết. À, chuyện này ta cũng chưa từng nghe qua, nếu không do Tùy Vũ ngươi nói thì mọi người cũng không biết được. Ngươi thử kể cho mọi người nghe xem. Có người thấy hứng thú nên truy hỏi. Phong Tùy Vũ cười nói. Chuyện là như vậy, trong thành Linh Châu có La Lão Hán 78 tuổi, cũng coi là người an phận, cùng với đứa cháu gái bán trà mưu sinh, nhưng không ngờ tên khốn kiếp Phong Phi Vân này lại để ý đến tiểu cô nương đó, chẳng những XXX tiểu cô nương mà sau đó còn vứt cô bé vào trong ký viện ở thành Linh Châu, không tới mấy ngày thì đã bị người ta trà đạp đến chết. La Lão Hán đến công đường kiện cáo, nhưng lại gặp phụ thân của Phong Phi Vân. Phong Vạn Bằng vì muốn bao che cho nhi tử mà lại sai người dùng côn đánh chết La Lão Hán. Hai, thực sự là tạo nghiệp chướng quá lớn mà. Cầm thú, tại sao trong Phong gia ta lại có kẻ bại hoại và độc ác như vậy chứ? Những người nghe thấy đều cảm thấy căm hận, ngay cả mấy tiểu cô nương bồi rượu cũng lộ ra vẻ khinh thường, trong lòng đối với vị công tử tên là Phong Phi Vân chưa từng gặp mặt kia cũng cảm thấy ghê tởm không ít. Khụ khụ. Nếu như Phong công tử đã biết chuyện này thì tại sao lại không ngăn cản? Giọng một người nào đó vang lên làm cho Phong Tùy Vũ đang cười sặc sụa bỗng sững lại, mặt tối sầm xuống. Bầu không khí xung quanh trở nên im ắng, toàn bộ ký viện trở nên yên tĩnh. Phong Tùy Vũ bất ngờ đập ly rượu xuống bàn một cái đùng, ánh mắt giống như là chim ưng nhìn ráo rác xung quanh, phát hiện ra được lời nói vừa rồi là của một vị hòa thượng đang ngồi ung dung tự đắc phía đối diện, còn đang uống rượu nữa chứ. Một hòa thượng mà lại đi đến ký viện uống rượu, còn có ký nữ hầu hạ, người rốt cuộc là hòa thượng của tòa miếu nào vậy? Phong Tùy Vũ lạnh lùng nói. Tay Phong Phi Vân lại vuốt ve gương mặt của Tố Tố, cười nói. Phong Tùy Vũ, ngay cả giọng nói của ta mà ngươi cũng nghe không ra sao. Xem ra hôm nay thật sự là ngày chết của ngươi rồi. Lúc hai chữ ngày chết được nói ra thì nhiệt độ trong bầu không khí càng trở nên im ắng, không khí dường như đọng cứng lại. Không ngừng tỏa ra hàn khí, trực tiếp đánh thẳng vào lòng Phong Tùy Vũ. Sắc mặt Phong Tùy Vũ kinh biến, hai mắt mở to, chỉ thẳng vào mặt Phong Phi Vân, hé miệng muốn nói gì đó nhưng trong bầu không khí lại có một luồng hàn khí lạnh thấu xương, lạnh cóng đến mức làm cho hàm răng hắn tê liệt, ngay cả đầu lưỡi cũng không nhúc nhích được. Băng từ từ đông cứng lại, thoáng cái, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu. Ngươi, ngươi, vậy mà ngươi... Hai tay Phong Tùy Vũ bụng cổ họng lại, chỉ cảm thấy từ miệng tới tận gót chân đã bị hàn băng đông lạnh, nhưng mà hắn lại thấy rõ ràng là có một dòng huyết tuyền từ trong miệng chảy ra mà không thể nào cầm lại. Loảng xoảng. Cuối cùng thì Phong Tùy Vũ cũng lật người cứng còng ngã trên mặt đất, trên người dần dần được băng tinh bao phủ, một tầng hàn băng dày đặc kết chặt trên người. Một vị tài tuấn nghịch thiên đi tới cạnh Phong Tùy Vũ, hơi ngồi xổm xuống chạm vào chóp mũi hắn thì người Phong Tùy Vũ bất ngờ nứt ra răng rắc. Bể nát thành những khối băng đầy đất. Tên hòa thượng khốn kiếp, ngươi lại dám giết chết con cháu Phong gia ở trước mặt ta sao? Ngươi biết ta là ai không? Trên da vị tài tuấn nghịch thiên Phong gia kia có bạch quang lấp lánh, đem áo khoác trên người chấn đắc thành bột mịn, lộ ra áo giáp bạch sắc trên người. Chiếc áo giáp này mỏng tựa như cánh ve, bên trên có khắc lục ba tòa trận văn lộn xộn, phác họa đầy thân người hắn. Đây là thiền y bảo giáp, giá trị vạn kim. Cùng với xác thịt khít hợp với nhau, có cả sự mềm dẻo linh hoạt lẫn tính phòng ngự cự cường, quả thực là có thể so sánh với một món chuẩn linh khí. Vị tiểu cô nương Tố Tố đang ngồi cạnh Phong Phi Vân lúc này đã bị dọa cho run lẩy bẩy, trong lòng hối hận không thôi, lúc đầu vốn tưởng rằng đã gặp phải một vị kim chủ nhưng lại không ngờ lại là một người chuyên gây ra tai họa. Nàng rất muốn chạy trốn nhưng lại bị Phong Phi Vân tóm lại, kéo vào trong lòng. Phong Phi Vân nói, vậy ngươi là ai? Vị tài tuấn Phong gia kia nói, hừ, không có hiểu biết gì cả, ta chính là một trong những cường giả trẻ tuổi đứng đầu trong đời thứ năm ở Phong gia, Phong Tuyệt. 3 năm trước đây ta đã nổi tiếng ở quận Sơn Lâm, 3 năm nay lại càng. Hắn vẫn chưa nói hết thì Phong Phi Vân lại cướp lời, cười nói. 3 năm nay thì lại được lão tổ Phong gia hết lòng chỉ bảo, lại thêm sự trợ giúp của thiên địa linh bảo, tu vi tăng mạnh. Có thể nói là một trong những tài tuấn nghịch thiên trẻ tuổi tài cao. Hiển nhiên là Phong Tuyệt có thể nghe được sự giễu cợt của đối phương, loại mùi vị khinh thường này làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Hòa thượng, nếu như ngươi đã muốn tìm cái chết vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thiền y bảo giáp trên người Phong Tuyệt tỏa ra quang mang rực rỡ,
hai tay ngưng tụ ra linh khí cuồn cuộn, hình thành một đoàn người to lớn như quả phong lôi. Nếu đối phương đã dám giết người thì dám chắc là đã có sự chuẩn bị từ trước, Phong Tuyệt có thể được xem là một trong tứ đại tài tuấn nghịch thiên trẻ tuổi ở Phong gia nên hiển nhiên không phải là loại người không biết nhìn người, sẽ không làm những chuyện như coi thường kẻ thù. Ánh sáng của phong lôi ở trong tay càng lúc càng thịnh, tiếng rít và tiếng sấm có thể nghe rõ ràng hơn, giống như muốn làm cho cả kỹ viện sẽ bị hủy diệt vậy. Những khách làng chơi và những cô kỹ nữ đã sớm bị dọa đến hai chân nhũn ra, nằm lăn trên đất, người có gan lớn thì cũng sớm bỏ chạy ra cửa lớn. Ồ! Phong Phi Vân đứng thẳng dậy, dáng người đứng thẳng như cây dương, cầm vô địch thiền trượng trong tay, hóa thành một đạo quang mang kim sắc xông thẳng tới, uy thế kia quả thực không thể ngăn chặn lại được. Phốc! Trên đầu vô địch thiền trượng có dính tiên huyết, khuyên sắt trên thiền trượng vẫn còn phát ra âm thanh đinh đong va chạm vào nhau, còn tràn ra những huyết hoa. Ngực Phong Tuyệt bị xuyên thủng, lộ ra một lỗ thủng to như cái chậu nước rửa mặt, cuối cùng cũng vô lực ngã lăn xuống đất, chỗ thủng lộ ra tiên huyết. Cảnh này thực sự rất dọa người, tài tuấn nghịch thiên của Phong gia lại bị một cây thiền trượng xuyên thủng, trên vết thương không để lại chút huyết dịch trên thiền trượng lại chảy thành dòng không ngớt. Hòa thượng này thực sự quá mạnh, quả thực là một đại hung tăng, tuyệt đối không thể là một người vô danh được. Trong khoảng thời gian rất ngắn mà có tới hai vị con cháu Phong gia chết dưới tay vị hòa thượng này, hơn nữa đây đều không phải là loại người tầm thường. Chẳng lẽ hòa thượng này có mối hận rất lớn với Phong gia sao? Yên tĩnh, rất yên tĩnh, chỉ có tiếng của từng giọt máu rơi xuống đất. Hai vị tài tuấn nghịch thiên còn lại của Phong gia cũng càng bị kinh sợ, bọn họ biết rõ là trên người Phong Tuyệt có thiền y bảo giáp phòng ngự, coi như là một tu sĩ cấp bậc trưởng lão cũng chưa chắc có thể công phá nhưng lại bị thiền trượng này một bước là đánh xuyên thùng. Thực lực thiền trượng lớn như thế nào đây? Hòa thượng, tu vi của ngươi tuy là không tệ lắm nhưng mà hôm nay sợ là khó có thể tránh được cái chết. Ở đây cũng chỉ có Phong Lăng Cơ mới có thể còn ngồi ung dung như vậy, tuổi của hắn không hề nhỏ, đã sớm vượt qua 25 tuổi, ở đời thứ 5 của Phong gia cũng được coi là một người anh trưởng, mà trên thực tế thì cũng có rất nhiều con em trẻ tuổi của Phong gia gọi hắn là đại ca. Trên đỉnh đầu Phong Lăng Cơ phát quan bạch ngọc, ung dung điềm tĩnh, đôi mắt cơ trí tựa như một lão già dày dặn kinh nghiệm, có rất ít người có thể nhìn thấu được hắn. Hắn chẳng qua chỉ khẽ động thân một cái mà đã khuấy động làm cho uy thế trên người Phong Phi Vân bị tiêu tan không còn một mảnh, mà chân của hắn nhẹ nhàng đạp một cái trên đất thì đã hình thành từng tòa trận văn, phát ra từng đạo trận quang. Trận văn hoàn thành, cả người hắn có vẻ càng kiên cố hơn, giống như một vị chiến thần vô địch, không người nào có thể đánh ngã được hắn. Ngươi chính là người mạnh nhất của đời thứ 5 ở Phong gia. Hai mắt Phong Phi Vân co rút lại, có thể cảm nhận được sức ép từ người của Phong Lăng Cơ. Sức ép này vô hình, mà càng lúc càng mạnh nữa. Phong Lăng Cơ chẳng ừ hử gì cả, cũng không trả lời Phong Phi Vân, chỉ cười nói. Tu vi các hạ cũng đứng đầu trong thế hệ trẻ, tại sao lại muốn che giấu, là sợ bị người khác nhận ra sao? Làm sao phải ngụy trang như vậy chứ? Ha ha ha, gương mặt này là để cho nữ nhân nhìn chứ không phải để cho nam nhân ngắm. Nếu như là nữ nhân thì ra sẵn sàng tháo nón ra để cho nàng xem một chút. Phong Phi Vân cười ha hả. Chỉ là một mình Phong Lăng Cơ mà đã rất khó để đối phó, huống chi bên cạnh hắn còn có một vị tài tuấn nghịch thiên khác nữa. Nếu như bại lộ thân phận thì hai người này nhất định sẽ không nói đến quy củ gì cả mà trực tiếp liên thủ đối phó Phong Phi Vân. Hiển nhiên Phong Phi Vân sẽ không ngu như vậy, hắn không dại gì tiết lộ danh tính của bản thân. Nhưng mà hắn không muốn tiết lộ thì có người càng muốn tiết lộ hắn. Vù vù. Một đạo u phong bạch sắc đánh tới, xuyên phá màn trời, nàng mặc y phục bạch sắc, đứng trên mái cong của tòa túy ngọc lâu, tựa như một con hồ điệp trắng đậu trên đỉnh cung điện. Đông Phương Kính Nguyệt tới thật không phải lúc. Trong tay nàng ôm cây tỳ bà gỗ lim đỏ chót, đứng trên nóc nhà khải đàn, thiên âm kia tuyệt vời đến mức làm cho mây trên trời cũng muốn xả xuống. Ta là nữ nhân. Ta muốn xem bộ dáng của ngươi, lần này ngươi có thể tháo nón trên đầu xuống được chứ? Đại sư, Đông Phương Kính Nguyệt đứng lẻ loi một mình, thanh âm của nàng so với tiếng tỳ bà càng hấp dẫn hơn, đặc biệt là hai chữ đại sư mà nàng cố ý nhấn mạnh. Tuy là đang ở giữa túy ngọc lâu nhưng tuyệt đối không thể nhìn thấy bóng dáng của tuyệt thế giai nhân, nhưng mà vừa nghe thấy tiếng tỳ bà thì Phong Phi Vân đã biết là ai tới, thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Hiển nhiên là Đông Phương Kính Nguyệt đã biết hắn chính là Phong Phi Vân cho nên mới đứng ở chỗ cao nhất,
chỉ cần hắn muốn bỏ chạy thì nàng nhất định sẽ phát ra một kích lôi đình, uy lực hạo thiên linh lính hoàn toàn có thể dẫn động ra, thực lực này hoàn toàn có thể hủy diệt hoàn toàn một tòa cổ thành nhỏ, ai dám khiêu chiến với chiến uy của linh khí chứ? Lúc này Đông Phương Kính Nguyệt đã rất khỏe mạnh, linh khí toàn thân rồi rào tỏa ra khắp người, hiển nhiên là vết thương đã sớm hồi phục, hơn nữa lại nhờ vào một giọt linh tuyển kia mà tu vi đã tăng thêm một bậc, bây giờ tu vi của nàng so với Phong Lăng Cơ không chỉ mạnh hơn gấp 10 lần. Tiện nhân kia tới thật sự rất đúng lúc, Phong Phi Vân rất muốn giơ vô địch thiền trượng trong tay lên, trực tiếp đánh cho nàng rơi từ nóc nhà xuống, nhưng lại không thể ngờ là lúc này còn phải đối mặt với ba đại cao thủ đang bao vây. Đến lúc đó đừng nói là chạy thoát thân, muốn giữ mạng sống cũng đã rất khó khăn rồi. Tiết trời là tháng 7 nhưng mà ký viện lại lạnh lẽo thấu xương, rất nhiều người bình thường không biết tu luyện bị khí chàng trên người mấy vị cường giả trẻ tuổi làm cho cóng đến không ngừng run rẩy, trên môi tràn đầy xương trắng. Phật bào trên người Phong Phi Vân bị hàn phong vô hình thổi bay phấp phới, hắn không giống đứng ở ký viện, mà càng giống như đang đứng ở trên ngọn gió đỉnh sóng. Mà trên thực tế vào thời khắc này hắn thực sự đứng ở trên ngọn gió đỉnh sóng. Đã có tuyệt đại giai nhân muốn xem mặt của ta, vậy thì nếu như ta còn không theo, chẳng phải rất không biết điều sao. Tay trái của Phong Phi Vân chậm rãi chuyển qua đỉnh đầu, hình như muốn đem nón trên đầu tháo xuống. Bao gồm hai vị tài tuấn nghịch thiên phong gia, tất cả mọi người có mặt ở đây thật tò mò về vị hung tăng đột nhiên xuất hiện rốt cuộc có diện mạo thế nào, ánh mắt của mọi người chuyển động theo tay của hắn. Đột nhiên, một đạo hắc quang kinh hãi chợt hiện, cái nón màu đen trên đầu Phong Phi Vân hóa thành một con quay trên đỉnh đầu, hắc mang kéo ra cuồn cuộn, đem linh khí xung quanh hấp thụ, chuyển hóa thành cơn gió lốc kinh hoàng sắc bén. Con quay màu đen trong một khắc kia liền vào tới trước mặt của Phong Lăng Cơ, kinh khí hung mãnh xoay quanh ở bên cạnh hắn, cản trở hắn trong nháy mắt. Ngay trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Phong Phi Vân xông phá nóc nhà Túy Ngọc Lâu, hai tay nắm chặt vô địch thiền trượng. Hùng hãn hướng về phía Đông Phương Kính Nguyệt tấn công đến, muốn đánh mở ra một lỗ hổng. Nóc nhà bể nát ra một chỗ trống to lớn, vô số ngói lưu ly nổ tung, bay tung tóe khắp bầu trời, trên mặt nhiễm phải linh khí, tuy là miếng ngói nhưng mà lực công kích kinh người, không dưới bảo khí cấp bậc ám khí. Đông Phương Kính Nguyệt hình như đã sớm đoán được Phong Phi Vân sẽ ra tay đánh lén vậy, có vẻ hết sức bình tĩnh, đôi cánh tay trắng ngần như ngó sen hơi mở rộng ra. Đem y phục tơ lụa trắng trên người triển khai ra, giống như một đôi cánh màu trắng, thân thể nhẹ bỗng bay lên. Một trượng này của Phong Phi Vân đã là dùng hết toàn lực, tốc độ cũng không gì sánh kịp, nhưng lần dốc sức này vẫn là vô ích, bà nương chết bầm Đông Phương Kính Nguyệt này có tu vi mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Là Phong Phi Vân, không ngờ tới tên tiểu tử này vậy mà lại dám đi tới Tử Tiêu Phủ Thành, còn giết một vị tài tuấn nghịch thiên của Phong gia, tên khốn này xem ra thật sự làm phản rồi. Phía dưới, truyền tới thanh âm của một vị tài tuấn nghịch thiên phong gia, tuy là thân pháp Phong Phi Vân rất nhanh nhưng mà đối phương cũng không phải không chú ý, ở trong khoảng khắc kinh hãi kia nhìn thoáng qua thì đã bị hắn nhận ra. Hai cổ chiến ý ngập trời truyền tới từ phía dưới, bộc phát ra lực lượng kinh người. Phong Phi Vân tuy là một kích không đắc thủ, nhưng cũng không hề hiếu chiến. Đông Phương Kính Nguyệt, tiện nhân ngươi thật sự rất đê tiện, lúc đầu chỉ là ân oán giữa hai người chúng ta. Không ngờ tới ngươi lại hạ thủ với người nhà của ta như vậy, từ nay về sau, chúng ta thù hận không đội trời chung, không phải ngươi chết thì là ta chết. Hôm nay ta mắc tè rồi, không tiếp ngươi được. Phong Phi Vân sợ bị hai vị tài tuấn nghịch thiên phong gia kia chặn lại, lọt vào hiểm cảnh vây đánh, vì vậy bất ngờ một cước giẫm lên nóc nhà, làm vỡ nát đòn rông, thân thể mượn lực bay lên, nhảy thẳng ra bên ngoài trăm thước, hướng về phương xa chạy như bay. Toàn bộ Tử Ngọc Lâu đều trở nên sụp đổ, hai vị tài tuấn nghịch thiên phong gia vốn muốn đuổi theo lại bị đè ép trở lại, bị ngói vụn và khúc gỗ đập lên đầu túi bụi. Đông Phương Kính Nguyệt đứng ở vị trí cao nhất của đống đổ nát, tràn đầy linh tính và quang huy, chẳng khác nào thần ngọc vậy, trên gương mặt quan khiết không hề có chút bận tâm nào, nhìn không ra bất kỳ tâm tình dao động nào. Sau khi tu vi đột phá lần nữa, nàng trở nên càng thâm bất khả trắc, ngay cả tâm tình cũng theo đó mà đề cao. Không hề dễ dàng đem hỉ nộ biểu hiện lên trên mặt. Nhưng mà lúc này trong lòng nàng vẫn rất tức giận, nàng chấp nhận Phong Phi Vân mắng nàng, dù sao nàng mắng hắn cũng không có nhẹ nhàng gì, nhưng mà nàng lại không tha thứ cho việc bị Phong Phi Vân vu oan mà không hiểu tại sao. Phong Phi Vân, ngươi chạy không thoát đâu. Trên lưng của Đông Phương Kính Nguyệt bạo xạ ra hai đạo quang mang màu trắng sữa,
biến đổi huyền ảo ra một đôi cánh chim màu trắng, đôi cánh này so với trước càng thêm phần ngưng thực, có thể thấy được từng sợi lông vũ, thậm chí là từng sợi tơ nhỏ trên lông vũ. Khi nàng quạt cánh bay ở trên bầu trời, giống như một vị thần nữ bay ngang trời, khiến cho rất nhiều người trong Tử Tiêu phủ thành đều quỳ mọp xuống, quỳ lạy ở trên mặt đất. Một khúc ruột gan đoạn, tìm kiếm tri âm nơi chân trời nào. Người phàm trong Tử Tiêu phủ thành thực sự quá nhiều, mà một khi Hạo Thiên Linh Kính dẫn động, uy lực thực sự quá lớn, tất nhiên sẽ làm bị thương người vô tội, cho nên nàng cũng không có sử dụng món sát binh này, mà là khải đàn nổi lên sát khúc vong hồn của nàng. Vèo! Một đạo sóng âm từ trên cầm huyền của nàng bay ra, giống như một ngọn sóng to cuốn qua trên bầu trời, hướng thẳng về phía Phong Phi Vân nhanh chóng vọt tới. So với ai khác thì Phong Phi Vân rõ ràng là người hiểu rõ sóng âm của nàng cường đại thế này, bên lên trên đỉnh tường thành của nội thành, đứng ở trên một tòa phong hỏa đài, dừng lại, lấy vô địch thiền trượng ra đánh tan nát sóng âm. Sóng âm mặc dù tan, nhưng mà một cổ âm nhẫn, lưỡi đao âm, đã cứa rách trên người Phong Phi Vân vô số đường. Trên cổ của Phong Phi Vân để lại một đạo vết thương, có máu đang chảy ra, nhưng mà hắn lại hoàn toàn chưa phát hiện, chỉ là dùng ánh mắt đe dọa nhìn Đông Phương Kính Nguyệt, như trước lúc gặp cường địch. Nàng đã đuổi theo, trên người không mang theo một chút sát khí, nhưng đây cũng chính là điểm đáng sợ nhất của nàng, một khi triển hiện ra sát uy thì không người nào có thể ngăn chặn nổi. Phong Phi Vân, người đã không còn đường có thể trốn, người phải rơi vào kết cục ngày hôm nay, chỉ có thể trách người mở miệng thực sự quá đê tiện. Đông Phương Kính Nguyệt đứng ở trên mây, đôi cánh màu trắng ở trên lưng đang nhẹ nhàng chớp động, tản ra quang mang thánh khiết, giống như một vị nữ thần đang quan sát chúng sinh. Phong Phi Vân cười ha hả. Ta đây mở miệng rất đê tiện, miệng còn có chút không biết che đậy gì, muốn mắng ai thì liền mắng người đó, muốn nói cái gì, liền nói cái đó, ai cũng không quản được. Nhưng mà nếu không có cái miệng này của ta, chỉ sợ ngươi đã sớm chết ở trong Thương Sinh Động Phủ rồi. Không đề cập tới chuyện này thì tốt, nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Đông Phương Kính Nguyệt vốn u nhiên thanh thản, trong nháy mắt thay đổi, hừ lạnh nói. Tuy là ngươi đã cứu ta, nhưng cũng làm ra một số chuyện vô sỉ, nếu không phải như vậy, có thể ân oán giữa chúng ta đã sớm xóa bỏ toàn bộ. Chuyện vô sỉ. Phong Phi Vân cảm thấy không sao nói rõ được, nhưng cũng lười cùng nàng ta giải thích nhiều như vậy, bà nương chết bầm này lại có thể tố cáo bẩm báo với Phong gia. Như vậy thì cũng không coi là thứ tốt lành gì, một chút thiện cảm trước đây dành cho nàng cũng không còn sót lại chút gì cả. Muốn chiến thì liền chiến, nói nhảm nhiều như vậy chi. Tay của Phong Phi Vân nâng vô địch thiền trượng lên, khí thế trên người liên tục nâng lên, cùng với cả bức tường thành dưới người đều liên tiếp vùng lên, muốn mượn địa thế khí, cùng Đông Phương Kính Nguyệt liều mạng. Nếu nói thế khí là một loại rất mơ hồ gì đó, chính là tinh, khí, thần của một người, tinh khí nếu như cường đại. Một người liền có thể phát huy ra chiến uy vượt quá bình thường. Nhưng mà thế khí lại không chỉ có thế khí của ngươi, trong này cũng bao gồm cả thế khí thiên khí, thế khí đại địa, thậm chí là thế khí của tuyệt đỉnh cao thủ bên cạnh. Chỉ có điều lúc tu sĩ tác chiến, có thể đem thế khí của bản thân điều động được cũng là ít lại càng ít, huống chi điều động thiên thế, địa thế. Thiên thế và địa thế đều là bàng bạc mà mênh mông, cho dù thật sự tồn tại, cũng không có thể dễ dàng điều động. Nhưng mà một khi điều động được, lại có thể phát huy ra sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Tường thành nội thành dưới chân Phong Phi Vân cao trăm trượng, dày chín trượng, giống như một tòa sơn lĩnh màu xanh, nối liền đại mạch dưới lòng đất, dĩ nhiên là một nơi mà địa thế cuộn trào mãnh liệt. Bây giờ tu vi Phong Phi Vân quá yếu, chỉ có thể nhân được một ít địa thế mà thôi, nhưng vẫn làm cho chiến lực của hắn tăng lên ít nhất 3 tầng, khí thế trên người vẫn là không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Vậy mà cùng với Đông Phương Kính Nguyệt ngang vai ngang vế, chẳng mảy may rơi xuống phía dưới. Tiểu tử này quả thực kỳ lạ, đột nhiên lại tăng cao mấy phần khí phách, hơn nữa. Dù sao thì ta vẫn cảm thấy hắn đã hóa thành một khối bia đá to lớn khác, đứng sững ở trên đầu tường, cùng với cả Tử Tiêu phủ thành đều nối liền cùng một chỗ. Đông Phương Kính Nguyệt tuy là từ trên cao nhìn xuống, chiếm hết ưu thế, nhưng dù sao cũng cảm thấy không cách nào trấn áp nghiền nát được hắn. Phong Phi Vân, tên tiểu tạp chủng ngươi, lại dám xông đến Tử Tiêu phủ thành, giết huynh đệ trong gia tộc Phong gia, ta đã đem chuyện này bẩm báo gia chủ, một khi rất nhiều cao thủ Phong gia chạy tới, ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát. Hai đạo bạch quang từ đằng xa bay vào tới, rất nhanh đã rơi xuống trên đỉnh tường thành, cùng Phong Phi Vân cách nhau ngoài trăm trượng,
chính là Phong Lăng Cơ và Phong Đào, hai vị tài tuấn nghịch thiên. Hai người này cũng không phải là loại người bình thường, thần cơ trong cơ thể kiên cố, toát ra thần quang lấp lánh, mang theo chiến khí bức người. Ánh mắt Phong Phi Vân hơi nghiêng, căn bản không nhìn thẳng hai người này mà liếc mắt, nói. Từ lâu ta đã không phải là người của Phong gia, bọn họ như thế nào mà được coi là tộc huynh của ta, ta chỉ là giết hai người qua đường mà thôi. Trong lòng Đông Phương Kính Nguyệt hiếu kỳ, Phong Phi Vân làm sao lại đột nhiên bị trục xuất khỏi Phong gia, điểm này thật ra đã nằm rất xa ngoài dự đoán của nàng. Tuy là tên tiểu tử này đáng ghét, nhưng vẫn là tài hoa khá xuất chúng, chắc là phải được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng nhân tài mới đúng, làm sao trái lại bị cường giả Phong gia truy sát. Theo nàng, tiềm lực của Phong Phi Vân lại nằm trên hai vị tài tuấn nghịch thiên Phong gia ở đó, tuyệt đối sau này được coi là một vị cự kình, nàng dưỡng thương vừa mới xuất quan, rất nhiều thức cũng còn chưa rõ lắm. Đại ca, nói nhiều với tên tiểu tạp chủng kia làm gì, hắn ngay cả tứ tiểu thư của gia tộc Ngân Câu cũng dám làm nhục, còn có chuyện gì hắn làm không được, mẹ hắn là yêu nghiệt, hắn càng là một tên yêu nghiệt. Phong Đào cầm trong tay cây trường thương đỏ thẫm, chiến ý trên người càng lúc càng thịnh. Trong mắt Phong Phi Vân bạo xạ ra hai đạo sát quang, quát lạnh một tiếng. Muốn chết sao? Vô địch thiền trượng trong tay Phong Phi Vân nhanh chóng truyền lực, phát ra tiếng va chạm leng keng, dày đặc như hạt mưa, muốn đâm thủng tên kia. Nhưng mà thiền trượng vô địch của hắn còn chưa có tấn công đến, Phong Đào cũng đã bay ra ngoài, bị người ta bạt tai một cái văng ra xa, cơ thể lộn vòng trên không trung 720 vòng, cuối cùng lại rơi vào cổn đại hồ lô rồi ngã lăn ra ngoài. Mặt của hắn sưng vù như đầu heo vậy, hàm răng trong miệng cũng rớt đi rất nhiều, cùng với việc hợp lại vả vào miệng cũng không kém gì, máu liên tục rỉ ra, đầu óc hắn choáng váng từ dưới đất bò dậy, kêu khóc bằng đầu lưỡi. Cùng nhau hả, cùng nhau đánh ta sao? Đông Phương Kính Nguyệt, ta đánh. Ngươi là ai, dựa vào cái gì mà đánh ta, ngươi có biết ta là ai không? Đầu lưỡi Phong Đào cuối cùng cũng khá hơn một chút. Ít nhất cũng có thể nói chuyện rõ ràng, nhưng mà đầu sưng vù như đầu heo vậy. Hai, khiến cho ngươi ta lo lắng mà. Ta không có rảnh rỗi để biết ngươi là ai, nhưng mà nếu như ngươi nói lung tung, ta liền giết ngươi, không có người nào có thể làm gì được ta. Ngươi nhớ kỹ cho ta, tứ tiểu thư gia tộc Ngân Câu là nhân vật bực nào, há có thể bị một người như Phong Phi Vân làm nhục, Phong Phi Vân xách dép cho nàng cũng không xứng. Trong lòng Đông Phương Kính Nguyệt lúc này rất hận. Bây giờ đã không nói nên lời, nàng rất không muốn để cho người khác biết quan hệ dây mơ dễ má của nàng và Phong Phi Vân, nhưng vẫn là bị truyền ra ngoài. Chuyện này chỉ có nàng và Phong Phi Vân biết được, nàng hiển nhiên không có thể nói ra, như vậy cũng chỉ có thể là tên Phong Phi Vân miệng rộng kia nói, sớm biết hắn sẽ nói lung tung thì đã sớm giết chết hắn rồi. Ánh mắt nàng lạnh lẽo như đao, lạnh lùng chừng ở trên người của Phong Phi Vân, năm ngón tay đã nắm thật chặt. Phong Phi Vân hai tay khoanh lại, cười khẩy, tự tạo nghiệp không thể sống yên, bản thân chạy đến Phong gia tố cáo, những tin đồn này càng truyền càng lệch, cũng là đáng đời ngươi. Phong Đào hiển nhiên không biết Đông Phương Kính Nguyệt, hiển nhiên lại càng không sợ nàng, lạnh lùng nói. Có một vị đại hiền năng tận mắt thấy tứ tiểu thư gia tộc Ngân Câu vì tình truy sát Phong Phi Vân, theo như địa vị vị đại hiền năng này, không có khả năng nói láo. Vì tình truy sát. Cho dù tâm tình Đông Phương Kính Nguyệt khá hơn thì lúc này cũng đã bùng nổ. Không sai, vị đại hiền năng kia chính là một vị nhân sĩ biết rõ mọi chuyện, biết được hai người không hẹn mà gặp ở thành Linh Châu, sau đó vừa gặp đã yêu, sau đó tứ tiểu thư gia tộc Ngân Câu lại có cốt nhục của Phong Phi Vân, tứ tiểu thư ép Phong Phi Vân chịu trách nhiệm, Phong Phi Vân không chịu, tình cảm hai người rạn nứt, tứ tiểu thư lấy đại thu vi luyện hóa cốt nhục thân sinh trong thân thể, thề phải giết người phụ tình. Hai người truy đuổi trở thành đại địch sinh tử, không chết không thôi. Lời nói của Phong Đào chuẩn xác, trong lời nói không thiếu việc hiểu rõ tình hình mà căm phẫn, tuyệt đối không giống như lời nói dối bịa đặt. Vừa là vừa gặp đã yêu, vừa là có bầu mang cốt nhục, còn có tình cảm rạn nứt, nhân ái sinh nhân, con mẹ nó, cái phiên bản này thực sự rất không đáng tin cậy, khiến cho Phong Phi Vân cũng toát mồ hôi hột, chỉ sợ Đông Phương Kính Nguyệt bất ngờ nổ tung. Đem một nửa Tử Tiêu phủ thành đều bắn nổ thành trăm mảnh. Dĩ nhiên trong lòng hắn cũng có chút xúc động, vị đại hiền năng này có sức tưởng tượng và lực suy đoán thực sự rất là cường đạo, con mẹ nó, rốt cuộc thì vị đại hiền năng kia là thằng cha nào. Đông Phương Kính Nguyệt đích thật là nổi giận, nếu không thì Phong Đào cũng sẽ không bị nàng tát một cái khiến cho văng ra xa,
trực tiếp té xuống nơi tường thành cao trăm trượng. Một vị tài tuấn nghịch thiên của Phong gia ở trong tay của nàng lại hoàn toàn không có chút sức lực đánh trả, giống như đánh bay một con ruồi vậy, bị một cái tát như trời giáng của nàng cũng không biết là sống hay chết nữa. Trên bàn tay của nàng hàm chứa thiên đạo văn lý, khiến cho người khác tuyệt đối không cách nào chạy trốn được, cách xa hơn mười mấy dặm cũng có thể đem người khác hành quyết. Phong Đào hiển nhiên không phải là người yếu, chiến lực có thể so với tu sĩ tiền bối cấp bậc trưởng lão, nhưng mà ở trong tay của nàng lại như một con rối. Phong Lăng Cơ cũng không đần như Phong Đào vậy, nhãn lực càng thêm lão đạo, thấy được bên hông Đông Phương Kính Nguyệt có treo lệnh bài Bạch Ngọc Ngân Câu, trong lúc nhất thời sắc mặt cuồng biến, nói. Ngươi là hậu duệ quý tộc gia tộc Ngân Câu. Khó trách cô gái này lại có tu vi cao như thế, khẩu khí to lớn như thế, đúng là người của gia tộc Ngân Câu. Lệnh bài Bạch Ngọc Ngân Câu cũng không phải là một người bình thường có thể đeo. Phong Phi Vân thở dài một cái, nói. Nàng chính là tứ tiểu thư của gia tộc Ngân Câu, Đông Phương Kính Nguyệt. Nàng chính là tứ tiểu thư gia tộc Ngân Câu. Phong Lăng Cơ càng thêm cả kinh gay gắt, nhưng mà trong lòng cũng tương đối không ngã phục. Vị tứ tiểu thư này tuy là trên mặt có che khăn lụa trắng, cũng không khó để nhìn ra đây là một vị tuyệt thế giai nhân. Một vị giai nhân như vậy tại sao lại bị đứa con của yêu ma Phong Phi Vân kia bôi nhỏ kia chứ? Hắn thấy nếu nói yêu ma hay xúc sinh thì cũng không khác gì mấy. Phong Phi Vân chính là đứa con của yêu ma, hiển nhiên cũng cùng với xúc vật không kém là bao. Ầm ầm, phương xa, một đại kỳ đen nhánh hướng về nơi này bay tới. Có vô số cuồng vân màu đen chuyển động theo, giống như một phiến yên vụ màu đen từ ngoài biển khơi cuốn tới vậy. Đại kỳ cao tới mười mấy trượng, hắc kỳ viền vàng, có một con thú vật đồ văn kỳ dị in ở phía trên, hiện ra sát khí bá đạo, ở dưới cuồng phong thổi tới, từng đạo âm thanh cuồng lãng kinh hoàng to lớn được tạo ra. Phốc, phốc phốc, đại kỳ giống như thần đồ vậy, hết sức uy hiếp lòng người, tế xuất trước mặt đại kỳ này chính là năm lão giả bạch y. Dáng dấp bọn họ tuy già nhưng vẫn tráng kiện, thận trọng hăng hái. Người tuy là già nua nhưng lại rất lợi hại, tu vi trên người lại cường đại cực kỳ, gân cốt và huyết mạch đều được luyện hóa đến thần tủy, trong lúc giơ tay nhấc chân lực lượng mang theo tính hủy diệt. Một vị lão ẩu và bốn vị lão tẩu, mỗi người đều là trưởng lão cảnh giới thần cơ, địa vị ở Phong gia cực cao. Lão ẩu bà lão tẩu ông lão. Phong gia chấp pháp đường vậy mà điều động năm vị trưởng lão. Đem chấn ma long kỳ chấp pháp đường cũng đều tế xuất, gia pháp Phong gia vẫn thật sự không phải nghiêm khắc như vậy, lần này sợ là muốn đem Phong Phi Vân chấn tử rồi. Xem ra là gia tộc Ngân Câu tạo áp lực đối với Phong gia rồi. Cái này cũng không đúng, gia tộc Ngân Câu tuy là cường đại, nhưng mà ở đây dù sao cũng chính là Nam Thái Phủ, chính là đại bản doanh của Phong gia, thế lực của Phong gia ở Nam Thái Phủ chỉ sợ là sẽ không yếu hơn so với gia tộc Ngân Câu, cho dù e sợ gia tộc Ngân Câu. Cũng không tội gì phải tàn nhẫn với con em của gia tộc mình như vậy, cái này sẽ khiến cho những con em gia tộc khác trong Phong gia có trái tim băng giá. Đây chính là muốn đuổi cùng giết tận mà, quả thực là hơi tàn nhẫn một chút. Tiên môn và gia tộc tập trung trong Tử Tiêu Phủ Thành, hiển nhiên không thiếu gì tu tiên cường giả, những người này đều bị đại hành động trên không lần này khiến cho xuất hiện, cùng đi đến tập trung ở đây, muốn xem người Phong gia nội đấu náo nhiệt thế nào. Phong gia chính là đại gia tộc xếp danh hạng trong top 3 ở Nam Thái Phủ, trò hay như vậy, rất nhiều người đều không muốn bỏ qua. Phong gia bắt người mà gióng trống khua chiêng như vậy, xem ra lời đồn là sự thật. Một vị lão giả thở dài nói. Lời đồn gì? Rất nhiều người đều không hiểu rõ nguyên nhân. Nghe đồn mẫu thân của Phong Phi Vân chính là một tôn yêu ma, để lại một món chiến y yêu ma, cái chiến y yêu ma này một khi mặc lên người. Uy lực kinh khủng không gì sánh được, có thể chấn động vỡ linh khí. Nhưng mà phía trên lại dính yêu khí, chỉ có người có máu yêu ma đồng nguyên mới có thể mặc lên người, hoành hành thiên hạ không ai có thể ngăn cản. Mà hôm nay người có máu yêu ma đồng nguyên, cả vương triều thân tấn chỉ còn lại có một mình Phong Phi Vân, lão tổ Phong gia rất có thể là muốn bắt hắn, lấy máu tươi của hắn luyện hóa chiến y yêu ma. Một khi đem chiến y yêu ma tế luyện thành công, sau này Phong gia nhất định xưng bá cả Nam Thái Phủ. Vị lão giả kia dường như biết được không ít, nói ra rất nhiều ẩn tình. Nếu như sự thật sự như vậy thì Tử Tiêu Phủ Thành sẽ náo nhiệt lên, rất nhiều gia tộc và tiên môn cũng sẽ không bằng lòng thấy mấy vị lão tổ Phong gia đem chiến y yêu ma luyện hóa, nhất định nói không chừng lúc này sẽ ra tay. Chẳng qua vốn chỉ là nội đấu của con em gia tộc,
bây giờ tình hình lại càng trở nên khó bề phân biệt, hình như muốn đem toàn bộ thế lực của Tử Tiêu phủ thành đều lôi kéo vào. Năm vị trưởng lão chấp pháp đường của Phong gia, mỗi một người đều có thái độ kiêu kỳ cao ngất, trên người mang theo một cổ khí phách cấp trên, trong đó có một vị trưởng lão quấn một cái đai lưng kim sắc, nói. Phong Phi Vân, ngươi có biết tội của ngươi không? Hắn từ trên cao nhìn xuống, điệu bộ như một vị hung sư vấn tội. Phong Phi Vân nói, ta có tội gì? Hừ, nghiệp chướng chính là nghiệp chướng, bây giờ liền quỳ gối nhận lỗi trước mặt Tứ tiểu thư đi, sau đó theo chúng ta trở về tông tộc từ đường chịu ra pháp trừng trị, hoặc là còn có thể giữ được một mạng. Trên mặt vị trưởng lão kia lãnh sắc như đao, trong mắt có sát ý ẩn hiện, một tiểu bối vậy mà thấy hắn lại không chịu quỳ xuống, lại còn ngạo mạn như vậy, để lại mạng sống của hắn, chính là giúp hắn tăng cao sự kiêu ngạo. Nếu không phải trước khi tới đây, bọn họ cũng đã nhận được mệnh lệnh không được đem tên nghiệp chướng này đánh chết, chỉ sợ hắn đã sớm xuất thủ, đem Phong Phi Vân xé thành hai nửa. Khóe miệng Phong Phi Vân nhếch lên, cảm thấy buồn cười, nói. Muốn ta quỳ gối trước nàng ta, ha ha ha, thực sự là chuyện cười, phải lạy thì chính là các ngươi lạy đi chứ. Muốn đánh muốn giết, cứ đến đây đi. Lúc Phong Phi Vân quyết định đánh chết Phong Tùy Vũ, cũng chưa có nghĩ đến việc muốn trở về Phong gia, từ nay về sau hắn cũng không còn là người của Phong gia. Hôm nay, cho dù chết ở Tử Tiêu Phủ Thành, vậy cũng không oán không hối hận. Phong Phi Vân đứng thẳng nổi bật, đứng ở trên đỉnh cổ thành màu xanh xám cho, chân đạp phong hỏa đài, cầm trong tay vô địch thiền trượng cắm ở trước mặt, coi thường mọi người. Mấy vị trưởng lão không cần xuất thủ, Phong Lăng Cơ ta liền có thể đối phó tên tiểu tạp chủng không biết trời cao đất dày này. Phong Lăng Cơ chính là đại ca đời thứ 5 của đời thứ 5 Phong gia, thiên phú cực đỉnh, tính tình trầm ổn, được cao tầng Phong gia xem trọng, rất nhiều người cũng ngầm thừa nhận hắn chính là vị chủ nhân tương lai của Phong gia. Năm vị trưởng lão đều âm thầm gật đầu, nếu để cho bọn họ xuất thủ đối phó Phong Phi Vân, truyền đi chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, đối với danh tiếng trong giới tu tiên của bọn họ cũng cực kỳ bất lợi, nhưng mà do Phong Lăng Cơ xuất thủ giúp đỡ thì hoàn toàn khác nhau. Bọn họ chính là giao thủ ngang hàng, sau khi hành quyết Phong Phi Vân, sẽ không rước lấy lời ong tiếng ve, hơn nữa còn có thể làm cho mọi người càng thêm phần coi trọng vị chủ nhân tương lai tạo thế của Phong gia. Quả thực chính là một mũi tên trúng hai con nhạn. Tu vi Phong Lăng Cơ khá tốt, đã đạt đến thần cơ trung kỳ, so với Phong Đào và Phong Tuyệt cũng cao hơn một tiểu cảnh giới, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối phó Phong Phi Vân cũng không phải là việc khó. Phong Lăng Cơ, dụng xuất ra phù đồ kiếm trận đại thừa mà ngươi đã khổ tu 8 năm đi. Một vị trưởng lão đối với hắn cười gật đầu. Vâng. Phong Lăng Cơ giấu trong người 4 chuôi trường kiếm. Mỗi một chuôi đều là cấp bậc bảo khí, đều là dùng hàn thiết trăm năm chế tạo, có thể dễ dàng chạm phá thiết tường dày 2 thước. Trên kiếm phong có hàn khí bốc lên, có một tầng linh mang nhàn nhạt bao quanh 4 chuôi kiếm, biến thành một tòa kiếm trận đơn giản. Lúc này Phong Phi Vân cũng đã cùng địa thế giáp nhau, khí thế trên người hùng vĩ mà mênh mông cuồn cuộn, chủ động xuất thủ, vô địch thiền trượng trong tay rộ lên từng tiếng leng keng. Hai người đều là nhân vật tuyệt đỉnh, chiến ý ngưng tụ ra khí tượng. Bá đạo phi thường. Trong cơ thể Phong Lăng Cơ xuyên tới một tiếng hổ gầm, thanh âm gào thét chấn động tường thành, một đạo quang hoa màu trắng từ trên lưng của hắn dâng lên, hình dáng giống như một con hổ màu trắng vậy, bộ lông trên người không nhuốm bụi trần, con mắt to lớn như nắm đấm đen nhánh vô cùng, mang theo hung mang. Cự hổ bạch sắc chính là trầm hãm khí tượng đăng vân mà lên, trôi lơ lửng trên đỉnh đầu Phong Lăng Cơ, có uy năng cải thiên hoán địa. Nhất hổ đằng vân chi khí. Từ lúc Phong Phi Vân ở Tiềm Long Biệt Việt xem vận khí thì đã thấy qua, biết trong con cháu Phong gia có người có được khí tượng như vậy, nhưng mà không ngờ tới người này lại chính là Phong Lăng Cơ. Ngao. Khí tượng tuy là chỉ có quan khí sĩ mới có thể thấy được, nhưng mà uy lực ẩn chứa trong đó lại không gì sánh kịp, chỉ cần là người đang ở trong cuộc chiến đều có thể cảm nhận rõ ràng. 4 chuôi chiến kiếm bỗng nhiên tăng vọt uy lực, đan vào nhau giống như 4 con dao long. Tiếng sấm gió bão táp khiếp sợ răng đầy trời, cổ tường thành kiên cố dày 9 trượng cũng bị chém nát một góc, có một mảng lớn tường thành đổ sụp xuống, vô số cự thạch bị kiếm khí hất bay. Là nhất hổ đằng vân chi khí, trên người Phong Lăng Cơ vậy mà mang theo khí tượng, thảo nào cường hãn như vậy. Một vị lão tu sĩ biết được quan khí, đem bạch hổ thần vân sừng sững trên bầu trời mênh mông nhìn ra được, trong lòng có chút chấn động. Người bên cạnh không hiểu được, nói.
khí tượng chỉ có tồn tại ở trên người của tuyệt đỉnh thiên tài, nhất hổ đằng vân chi khí bá đạo hung mãnh, cùng với tính cách ổn định trưởng thành của Phong Lăng Cơ có phần không hợp. Phong Lăng Cơ sắc sảo cực thâm, lòng có mãnh hổ chi khí, chẳng qua là người ngoài không nhìn ra được. Cái này cũng là do Phong Phi Vân lại có thể khiến cho Phong Lăng Cơ sử dụng khí tượng, xem ra cũng là một vị tài tuấn nghịch thiên, nếu hắn không phải là con của yêu ma, e rằng sẽ được Phong gia trọng điểm bồi dưỡng. Cái gì vậy? Trong thân thể của Phong Phi Vân vậy mà cũng có khí tượng trùng xuất, đây là khí tượng gì chứ? Phong Phi Vân liền lùi lại 9 bước, khoát nhiên đứng vững, trong thân thể chớp động ra 8864 đạo quang mang, ngưng tụ thành một bức đồ quyển cổ lão, giống như một tòa vân vụ đại hải từ trong thân thể lao ra. Long Mã Hà Đồ chính là một trong 7 bức cổ đồ trên miểu quỷ ban chỉ Long Mã Hà Đồ, bức cổ đồ này biến thành đạo niệm từ trên miểu quỷ ban chỉ tách rời. Rơi vào trong đan điền Phong Phi Vân, lúc này cuối cùng cũng đã bị khí tượng nhất hổ đằng vân của Phong Lăng Cơ làm cho kinh động, chủ động từ trong cơ thể vọt ra. Khói sóng trên thần hà minh mông, một con long mã miệng kẹp chặt đại quy đang ngao du trên mặt nước, thanh thần quái mà linh động, đây chính là khí tượng Long Mã Hà Đồ, dường như muốn đem thiên thế đều bị biến đổi. Khí tượng trong thiên hạ sao mà nhiều quá, dung hợp nhân thế và thiên tượng, chính là đại diện cho khí vận bẩm sinh. Chỉ có tài tuấn nghịch thiên chân chính mới có thể nắm giữ một loại khí tượng, khi tu vị bọn họ đạt đến cấp bậc cự kình, khí tượng trên người liền sẽ phát triển biến hóa thành bản chất, mang theo uy lực trấn áp thiên cổ. Mỗi một loại khí tượng, cũng là đại diện cho một vị minh nhật chi tinh quật khởi. Phong Phi Vân nếu không phải là tu luyện bất tử phượng hoàng thân thì tư chất cũng hết sức bình thường, căn bản không có khả năng nắm giữ tiên thiên khí tượng, nhưng mà bất tử phượng hoàng thân lại có thể đề thăng tư chất bản thân của hắn. Thay đổi tiềm năng của hắn, khiến cho hắn có khả năng siêu việt vượt quá loại người bình thường, trở thành thiên tài cùng trời tranh mệnh. Long Mã Hà Đồ, tuy là chưa được coi là khí tượng thực sự ý nghĩa, nhưng là một loại cùng với khí tượng có chút tương tự nhau, bên trong dựng dục thế lực và khí lực, chẳng mảy may thua kém những khí tượng đứng đầu kia. Dọc theo thần hà cuồn cuồn, đại khí lại vừa cuộn trào mãnh liệt, một con long mã khổng lồ bơi lội ở trên thần hà, ngẩng đầu nhìn lên trời, miệng ngậm thần quy. Giống như đang ngộ đạo. Loại khí tượng này thực sự là chưa nghe bao giờ, Long Mã chính là thần vật thượng cổ, rất nhiều thánh linh trong truyền thuyết đều từng gặp qua Long Mã, cũng vì vậy mà ngộ đạo. Khí tượng Phong Phi Vân triển hiện ra vậy mà cường đại như vậy, dường như cất giấu một vị ảnh tử trí cường thượng cổ nào đó, có khí tức của một vị nhân vật thần hóa nào đó trong truyền thuyết giật tán ra, đứa con duy nhất của yêu ma đương đại quả nhiên không thể suy đoán theo lẽ thường. Nếu như người của Phong gia hôm nay không đủ sức phế bỏ hắn, sau này hắn nhất định so với yêu ma càng đáng sợ hơn. Một vị lão giả mặc bố sam tinh thông quan khí tức giận, giữa chân mày đan sen thiên văn, giống như mở ra một con thiên nhãn, thấy được tương lai mà người thường không thể thấy. Long Mã Hà Đồ đại khí bàng bạc bực nào, quả thực là chiếm cứ nửa trường không, đem đằng vân bạch hổ sau lưng Phong Lăng Cơ đè ép xuống thiếu chút nữa đã rơi xuống khỏi đám mây. Phong Phi Vân càng phát cường thế, vô địch thiền trượng ở trong tay của hắn hoàn toàn mất đi Phật tính, kim quang nổ bắn ra, tràn đầy sát khí, đem bốn chuôi chiến kiếm của Phong Lăng Cơ đánh cho loạn truyền khắp nơi, ánh lửa toát lên không ngừng. Huyết dịch trong thân thể càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt, tốc độ chảy càng lúc càng nhanh, đem trái tim cũng đụng chúng rung động bình bịch. Dưới chiến ý thôi động, Phong Phi Vân cảm thấy huyết dịch trong thân thể đang luyện hóa vượt quá tốc độ bình thường. Từng bước tiếp cận đến bước hoán huyết thứ ba. Bước hoán huyết thứ hai, huyết dịch sôi trào, đen kịt tựa như mực. Bước thứ ba, huyết dịch linh động, kim quang bắn ra bốn phía. Phong Phi Vân dùng qua một giọt linh tuyền, thành công đem tu vi để thăng tới tiên căn trung kỳ, mà dược tính của linh tuyền mới được hấp thu vẻn vẹn không tới tam tầng, mà phần lớn dược tính còn dư lại đều ẩn trốn ở trong huyết dịch và cốt nhục. Bây giờ dưới sự thôi động của chiến ý, dược tính của linh tuyền cũng nhanh chóng hấp thu. Thuần độ và cấp độ của huyết dịch cũng càng ngày càng cao, từng bước hướng đến bước thứ ba hoán huyết mà tiến vào. Phong Phi Vân có thể cảm nhận rõ rệt tiên căn trong đan điền đang nhanh chóng bành trướng, giống như một bụi tiên miêu dưới sự thôi hóa của phân bón, nhanh chóng trưởng thành, từ từ tiến quân hướng đến sự hoàn thiện. Phong Phi Vân đánh cho Phong Lăng Cơ liên tiếp tháo chạy, căn bản không có lực chống đỡ, mà tứ kiếm phủ đồ kiếm trận của hắn thì càng là bị đánh cho tan rã. Trong đó có hai chuôi chiến kiếm đã bị vô địch thiền trưởng chấn vỡ nát. Vô địch thiền trưởng cũng không biết là vũ khí cấp bậc nào,
khiến cho một tu sĩ tiên căn trung kỳ như Phong Phi Vân có thể trực tiếp đại chiến với một cường giả đại cảnh giới cao hơn. Hơn nữa cái này vẫn là dưới tình huống không có đem linh tính và uy lực của thiền trượng dẫn động ra. Dấu vết đốt nướng màu đen trên thiền trượng cũng đã sớm được xóa sạch, lộ ra màu sắc kim đồng, phía trên in ảnh từ cổ Phật, mang theo Phật vận khiến cho người ta nói không nên lời, hết sức thần thánh. Tử Nhục Hòa Thượng kia cũng không biết ở đâu mà nhặt được thánh vật như thế này, lại có thể đem nó đi nướng thịt ăn, nếu là bị hiền giả Phật môn thấy, không phải là đã sớm đem người kia đánh chết rồi hay sao? Phong Phi Vân này chỉ là người thường mà cũng có thể cảm nhận được sự lợi hại của vô địch thiền trưởng, có mặt ở đây hiển nhiên cũng không thiếu những loại người có kiến thức siêu phàm. Một vị lão giả đầu tóc bạc trắng cũng đã nhìn chằm chằm vào cây vô địch thiền trưởng trong tay Phong Phi Vân rất lâu, đồng tử mang theo vẻ kinh dị, muốn nói rồi lại thôi. Chẳng lẽ là một món Phật binh, giống như, thật giống. Có người tự lẩm bẩm, rất dễ nhận thấy bị chấn động rất lớn. Không thể tin được món Phật môn thánh bảo này vậy mà lại nằm ở trong tay của Phong Phi Vân, ý nghĩa đại diện sau lưng việc này quả thực không giống bình thường. Một vị đệ tử trẻ tuổi hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ cây thiền trượng kia nằm ở trong tay Phong Phi Vân có nguồn gốc không giống bình thường? Không rõ lắm, nhưng mà rất giống mà thôi, không thể nào là cùng một cây thiền trượng được, dù sao thì chủ nhân của cây thiền trượng kia cũng chính là một vị tuyệt đại Phật môn cự kinh. Không thể nào để cho cây thiền trượng rơi vào trong tay của một tên tiểu bối phong ra được. Người nọ kiên quyết lắc đầu, trực tiếp hủy bỏ đi suy nghĩ trong lòng mình, cảm thấy là bản thân đã đoán sai. Cả người Phong Lăng Cơ răng đầy tu vi, nhưng lại ở tại kiếm trận bị bại mà rối tinh rối mù, cuối cùng cũng không thể không quăng kiếm chạy trốn, bị Phong Phi Vân đánh cho trong lòng không cách nào sinh ra thói kiêu ngạo nữa. Tiểu tử này làm sao lại cường đại như vậy, quả thực không cách nào chiến thắng được. Lực lượng trên tay cứ quyền này mạnh hơn quyền khác, uy thế trên người càng lúc càng cường hãn, chấn đắc làm cho người khác ngay cả đứng cũng đứng không vững. Tứ Ngưu chi lực. Phong Lăng Cơ vẫn còn muốn phản kháng, lân văn trên cánh tay thiểm động, một quyền đánh ra tứ đạo kỳ Ngưu chi lực. Nhất đầu kỳ Ngưu lực lượng là sức mạnh 1 vạn cân, nhưng lại có thể cùng lúc đánh ra tứ đầu kỳ Ngưu, lực lượng lại vượt hơn hẳn 4 vạn cân, mà là 8 vạn cân. Tứ Ngưu chi lực. Tương đương sức mạnh 8 vạn cân. Ngũ Ngưu chi lực, tương đương với 16 vạn cân. Hơn nữa sức mạnh kỳ Ngưu lại càng thêm ngưng tụ, càng thay đổi nhiều hơn, càng thêm phần hung mãnh. Phá cho ta. Phong Phi Vân cầm trong tay vô địch thiền trượng, quét ra phong lôi đầy trời, đem tứ đầu kỳ Ngưu khổng lồ đánh cho tan nát, thiền trượng trực tiếp quét vào ngực Phong Lăng Cơ, làm cho hắn bị đánh bay ra xa. Phốc. Mấy tiếp lộp cộp, thanh âm của xương vỡ vụn. Tiếp theo là tiếng huyết nhục bị xé rách. Phong Lăng Cơ nằm mơ giữa ban ngày cũng không ngờ tới lại phải thua ở trong tay của Phong Phi Vân. Đứa con của yêu ma này so với tưởng tượng của hắn thì mạnh hơn rất nhiều. Ở trên ngực của hắn để lại vết thương nghiêm trọng, xương sườn cũng đều gãy lìa mấy khúc, bộ bạch y trước ngực bị tiên huyết nhuộm đỏ tươi. Rất nhiều người đều kinh sợ, những người này đáng lẽ đều là hết sức coi trọng Phong Lăng Cơ. Dù sao thì Phong Lăng Cơ cường đại thế nào từ lâu cũng đã sớm truyền khắp Nam Thái Phủ. Chính là nhân tài tuyệt đỉnh của Phong gia, có thể thành công làm đến gia chủ của Phong gia. Có vài gia tộc cũng âm thầm điều động cường giả đi ám sát hắn, nhưng bị hắn phát hiện giết chết hết, không ngờ tới bây giờ hắn lại phải thua ở trong tay của một tên đệ tử chưa từng có ai biết đến ở Phong gia, khiến cho rất nhiều người có cảm giác có chút không chân thật. Phong Phi Vân trước đây là một chiêu đánh chết Phong Tuyệt, một trong tứ đại tài tuấn nghịch thiên của Phong gia, sau đó lại ở trước mắt bao nhiêu người đánh bại Phong Lăng Cơ. Đem cái gọi mà thể diện tài tuấn nghịch thiên của Phong ra đánh cho tan tành. Có người của một số đại gia tộc lúc này cũng đang lén cười. Lần này Phong ra thật đúng là mất mặt, một đệ tử bị trục xuất khỏi gia môn vậy mà lại cường đại hơn so với một tên tài tuấn nghịch thiên dày công bồi dưỡng, chuyện này nhất định là trò cười không cách nào xóa đi được của Phong ra. Phong Phi Vân liên tục đánh bại 2 vị tài tuấn nghịch thiên của Phong ra, nếu như hắn không bị trục xuất khỏi Phong ra. Nhất định chính là nhân vật lĩnh quan trong thế hệ trẻ của Phong gia, trong Tiềm Long đại chiến nói không chừng có thể giành được vinh quang. Đó cũng không chắc chắn, nghe nói cường đại nhất trong đời thứ 5 ở Phong gia cũng không phải là Phong Lăng Cơ, mà là vị tiểu yêu ma kia. Phong gia đệ nhất mạch chính là vị tiểu yêu ma kia. Có người nghĩ tới vị ác ma người gặp người sợ kia, khi đó nàng ta mới 9 tuổi liền danh chấn Tử Tiêu Phủ Thành, với cuộc cải nghịch thiên.
làm cho các con em trẻ tuổi của các đại gia tộc và các đại tiên môn của Nam Thái Phủ đều đánh cho không ngóc đầu lên được. Chỉ cần là người được xưng là có chút thiên tư, đều ở trong tay nàng bị nhiều thua thiệt, bị nàng đánh cho bể đầu chảy máu không ít, cho nên mới lấy được mệnh danh là Tiểu Yêu Ma. Nhưng mà trong 3 năm nay, Tiểu Yêu Ma đã bị Phong gia bí mật bồi dưỡng, rất ít ra ngoài gây chuyện, lúc này mọi người mới dần quên đi nàng, nhưng mà sau khi có người nhắc đến, chợt liền được mọi người nghĩ tới. Vị Tiểu Yêu Ma này trong 3 năm trước đây đã có tu vi mạnh hơn so với Phong Lăng Cơ bây giờ, nếu như nàng thực sự được lão nhân Phong gia thả ra, chỉ sợ Phong Phi Vân cũng không có ung dung như bây giờ. Nhưng mà tà khí trên người Tiểu Yêu Ma này thực sự quá nặng, bản thân cũng không có cách nào áp chế tà khí trong thân thể, nếu như thật sự được thả ra, nhất định sẽ huyên náo long trời lở đất ở Tử Tiêu Phủ Thành, hơn nữa có trời mới biết bây giờ tu vi của nàng đã đạt đến trình độ nào, cự kình bất xuất, sợ là không có cách nào đem nàng tóm trở lại được. Không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, chỉ sợ các lão nhân của Phong gia sẽ không làm ra loại chuyện phí sức mà không được cảm ơn này. Phong Phi Vân, ngươi dám? Chẳng lẽ ngươi muốn giết Phong Lăng Cơ phải không? Năm vị trưởng lão chấp pháp đường của Phong gia mang theo Trấn Ma Long Kỳ vọt tới, vắt ngang ở giữa Phong Phi Vân và Phong Lăng Cơ, Trấn Ma Long Kỳ bay phất phới, có một đạo chiến uy giật tràn ra, đây chính là một món chuẩn linh khí siêu cấp, uy lực hết sức mạnh mẽ. Vô địch thiền trượng mà Phong Phi Vân nắm trong tay không ngừng va vào nhau tạo ra sát thanh, hắn từng bước đi tới, trầm giọng nói. Hắn mắng ta, còn mắng cả mẫu thân ta, đáng chết. Hừ, nghiệp chướng, vậy mà lại thích giết chóc thành thói như vậy, xem ra trong thân thể quả nhiên có máu yêu ma trộn lẫn, hôm nay bọn ta sẽ liên thủ phế bỏ đứa con bất hiếu này, sau đó chặt hai tay hai chân của hắn, mang đến từ đường tông tộc giam cầm suốt đời. Năm vị chấp pháp cùng nhau nắm chặt một góc của Trấn Ma Long Kỳ, đem linh khí trong thân thể điên cuồng đả nhập vào trong thân cờ, rót vào năng lượng khổng lồ. Trấn Ma Long Kỳ tuy không xem là linh khí, không ẩn chứa linh tính, nhưng ở dưới sự thôi động toàn lực của năm vị chấp pháp trưởng lão lại bạo trướng ra quang mang kinh khủng không gì sánh được. Phía trên là một đạo văn ấn tựa như long đầu cũng chấp động theo quang mang, khuấy động ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Xung lực cường đại bạo phát, khiến cho Phong Phi Vân cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Lực lượng của năm vị chấp pháp trưởng lão không phải là người bình thường có thể so sánh, so với Phong Lăng Cơ không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, như năm tòa đại sơn đứng ở trước mặt, không cách nào dung chuyển. Năm vị trưởng lão của Phong gia rốt cuộc vẫn phải xé bỏ thể diệt, chuẩn bị hạ sát thủ rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.